Phần thiên thú vương không nghĩ tới hắn xoay người rời đi nhanh chóng như thế, hắn tức giận không nhỏ muốn bay lên đuổi theo. Người nói rõ ràng lại đi, ầm ầm, vừa bay lên, trên không trung có một cái ấn nện xuống, liệt thiên thú vương ra tay. Bị nhiếp vân nói chuyện đầu độ độc, nó vẫn hoài nghi đế cảnh thần binh rơi vào trong tay phần thiên thú vương, làm sao có thể để nó rời đi dễ dàng như thế. Không sai, ta cũng muốn người nói rõ ràng, đánh nát cái ấn nện xuống, Phần Thiên thú vương vô cùng tức giận nhìn chằm chằm vào Liệt Thiên thú thú vương. Mặc dù hắn tám phần không tin Nhiếp Vân nói chuyện nhưng hiện tại đã tin tưởng. Liệt Thiên thú vương là kẻ chán ghét nhân loại, từ việc đuổi bắt đám người đa ba vương tử nhiều tháng đã có thể nhìn ra hắn hận không thể chém giết nhân loại cho thống khoái. Loại tình huống này còn ký kết khế ước không tổn thương lẫn nhau, thậm chí còn dẫn hắn vào thú vương táng địa là nơi thần thánh nhất của Liệt Thiên thú nhất tộc. Muốn nói không có vấn đề đánh chết nó cũng không tin khả năng lớn nhất là nó đã ép nhân loại giao ra đế cảnh thần binh làm trao đổi mới làm thế. Thực là như thế, đế cảnh thần binh không nằm trong tay của nhân loại kia, mà là nằm trong tay. Liệt thiên thú vương, nếu trong tay nhân loại nó có thể từ từ đuổi theo, dù sao thực lực đối phương không bằng nó, có thể nhẹ nhõm chém giết đoạt trở lại. Chỉ khi nào nằm trong tay liệt thiên thú vương mới là phiền toái. Nó hoàn toàn có thể luyện hóa trùng kích đế cảnh, một khi thành công. Nó sẽ không tha cho mình, cho nên cân nhắc lợi hại, suy nghĩ liên tục, nó quyết định không nóng vội đuổi theo nhân loại, biết rõ đế cảnh thần binh có ở trong tay liệt thiên thú vương hay không lại nói sau. Dầm dầm rầm hoanh, hai đại cường giả thiên đạo đối chiến, lực lượng hủy diệt bao phủ các nơi, cả sơn cốc như lâm vào tận thế, xuất hiện từng vết rách, vô số thú vương lưu lại phần mộ đều nổ tung. Đồ vật kia có nằm trong tay ngươi hay không? Phần thiên, những nhân loại kia có bị ngươi chém giết không? Móng vuốt xé rách không chung, vô số nham thạch biến thành bột mịn không gian cũng vỡ ra từng khe nứt hai mắt liệt thiên thú vương đỏ thẫm và quát lớn được xưng liệt thiên thú tự nhiên không phải là cái tên đơn thuần nó tiện tay có thể xé rách thiên địa liệt thiên khu thế giới còn chắc chắn hơn thần nhưng cũng không thể ngăn cản toàn bộ lực lượng của nó nhân loại những nhân loại kia gặp ta liền bỏ chạy căn bản không có đuổi theo còn nữa ngươi nói thứ đồ vật là cái gì ta thấy nó đang nằm trên người của ngươi thì đúng hơn phần thiên thú vương cũng không lùi bước vừa chiến đấu vừa quát lớn. Lúc này trên người của nó đầy máu tươi, thực lực nhất châu cảnh và nhị châu cảnh va chạm, nó không phải là đối thủ của liệt thiên thú vương. Ít giả bộ hồ đồ, chẳng lẽ ngươi không biết đồ vật kia là cái gì? Liệt thiên thú vương cười lạnh, đế cảnh thần binh người gặp có phần, muốn độc chiếm cũng phải xem khẩu vị của ngươi đủ hay không. Nói xong lại đánh ra ba chảo liên tục, mỗi một chảo làm thiên địa lắc lư, sơn cốc cũng dao động. Trường 3446, truy tìm đa ba vương tử. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nếu không phải sơn cốc này có thế giới chi tâm thủ hộ, áp lực không gian càng lớn, chỉ sợ sớm biến thành phế tích hoàn toàn. Ngươi biết đế cảnh thần binh, xem ra tiểu tử kia thật giao thứ này cho ngươi. Không đề cập tới đế cảnh thần binh khá tốt, nhắc tới sắc mặt phần thiên thú vương càng thêm khó coi. Đế cảnh thần binh nằm trong tay Nhiếp Vân, một người một thú lại cùng nhau tới. Khó trách nó nghĩ nhiều, dù sao biết rõ đế cảnh thần binh trong tay nhân loại bằng vào thực lực thiên đạo cảnh của nó làm sao không ra tay cướp đoạt. Tiểu tử kia, cái gì cho ta, chẳng phải đế cảnh thần binh trong tay ngươi sao? Trong khi giao chiến, liệt thiên thú vương sững sờ một lúc. Có ở trong tay của ngươi hay không ta làm sao biết? Ngươi và tiểu tử kia đi cùng nhau, tại sao nó nằm trong tay của ta chứ? Phần thiên thú vương gào thét, âm ầm chậm đã, liệt thiên thú vương đánh ra mọt quyền phong bế công kích của. Phần thiên thú vương, nó quát, Ngươi vẫn nói ta đi cùng một chỗ với tiểu tử kia. Đế cảnh thần binh nằm trên người nhân loại vừa rồi. Ngươi không biết phần thiên thú vương lúc này phát hiện không đúng, nó ngừng tay sau đó nghi hoặc nhìn sang. Ta không biết nhân loại kia nói với ta mấy người ngươi giao thủ lúc trước nắm giữ đế cảnh thần binh là bọn chúng thôn vệ thế giới chi tâm tại phần thiên khu làm cho phần thiên khu hủy diệt. Liệt thiên thú vương nói bọn chúng cái gì bọn chúng chính là nhân loại vừa rồi thôn vệ thế giới chi tâm của phần thiên khu thế giới chi tâm tan nát, nếu như trong 10 năm không đột phá đến đế cảnh, ta sẽ tan thành mây khói. Thậm chí thiên đạo chi thú trong vạn giới động thiên cũng biến mất, người không biết sao. Phần thiên thú vương quát, là hắn, hắn thôn vệ thế giới chi tâm của phần thiên khu. Hỏng bét, nghe được đối phương gầm rú, liệt thiên thú vương nhớ lại lúc kết giao với nhiếp vân và nhớ tới cái gì đó, đột nhiên hắn biến sắc. Có thể trở thành cường giả thiên đạo không ai là kẻ đần, liệt thiên thú vương hiểu ra, phần thiên thú vương cũng kịp phản ứng, đôi mắt mở to như đèn lồng, toàn thân run rẩy. Hắn có thể thôn vệ thế giới chi tâm, nói như vậy mục đích tìm ngươi và đi tới nơi này chính là muốn thôn vệ thế giới chi tâm nơi đây. Xong, chúng ta đồng thời bị tiểu tử này trêu đùa, mau đuổi theo. Liệt thiên thú vương gào thét điên cuồng, theo lý thuyết thiên đạo liệt thiên khu hạn chế tuổi thọ của hắn, hắn chỉ sống được trăm vạn năm, cũng rất hy vọng có người thôn vệ thiên đạo nơi này, thiên đạo bị người ta hủy diệt thì cây đao trên đầu nó cũng biến mất. Có một số việc không thể xem nhẹ, Hắn là tính mạng sinh ra trong Liệt Thiên Khu, thiên đạo mà sụp đổ thì hắn cũng tử vong. Loại quy luật này thông dụng với cả Hỗn Độn Hải Dương. Bằng vào thực lực thiên đạo cảnh của hắn có thể kiên trì sống thêm 10 năm nữa. Nếu như nó không thể đột phá đế cảnh thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính bởi vì như thế, mặc dù hắn hết sức thống hận thiên đạo của Liệt Thiên Khu nhưng không dám phá hư. Có người muốn luyện hóa thế giới chi tâm, hủy diệt thiên đạo thì hắn cũng phải ngăn cản cho nên mới vừa rồi nhiếp vân nói chuyện mới làm hắn sốt ruột như thế, sợ thế giới chi tâm bị nhân loại luyện hóa. Vốn tưởng rằng có thể bảo hộ thiên đạo, nằm mơ cũng không nghĩ tới là hắn mang tai vạ cho thiên đạo. Lúc trước thiếu niên không tìm được vị trí thế giới chi tâm, mà bây giờ mình tự mang hắn tới nơi này, một khi thành công thôn phệ. Chẳng khác nào tính mạng của nó cũng kết thúc, phải mau chóng ngăn cản, âm âm, sau khi hiểu ra, liệt thiên thú vương không dám do dự và xông thẳng về phía trước. Tuy không biết nhiếp vân vừa rồi trốn ở nơi nào nhưng mục tiêu của đối phương mục là thế giới chi tâm, chỉ cần thủ hộ nơi đó sẽ không có vấn đề gì. Chờ ta một chút, chúng ta cùng nhau chém giết nhân loại này, sau khi giết hắn lại bằng vào thực lực phân chia đế binh. Phần thiên thú vương nhanh theo kịp, một lời đã định, liệt thiên thú vương gật đầu đáp ứng. Tuy phần thiên thú vương không phải đối thủ của nó nhưng cả hai đều là thiên đạo chi thú, đều có bí pháp của mình, tranh lệch cũng không phải rất lớn, còn nữa, phần thiên khu nghiền nát, thiên đạo sụp đổ, đối phương biết mạng mình không lâu, thật muốn chiến đấu, tất nhiên sẽ liều mạng, tới khi đó nó còn không muốn đấu với gia hỏa không muốn sống. Một lời đã định, phần thiên thú vương gật đầu, lúc này hai thiên đạo chi thú cùng bay thẳng về phía trước. Hô, trong không gian yên tĩnh, đột nhiên thân ảnh nhiếp phân tí xuất hiện. Phần thiên thú vương, liệt thiên thú vương không phải kẻ ngu, có lẽ sẽ nhanh chóng phát hiện kế sách của ta. Một khi phát hiện, nhất định sẽ liên thủ tìm ta phiền toái phải nhanh chóng tìm được thế giới chi tâm chỉ cần tìm được sẽ không lo lắng đùa bỡn hai thú vương trong tay nhiếp vân cũng không cảm thấy hưng phấn ngược lại còn cảm thấy áp lực to lớn trên thế giới này cũng không phải có mình hắn thông minh người khác cũng không ngu hai đại thú vương bởi vì chính mình đầu độc cho nên mâu thuẫn trong thời gian ngắn nhưng chỉ cần một lúc sau tất nhiên sẽ nghĩ thông suốt xảy ra chuyện gì đến lúc đó chính mình sẽ là địch nhân chung của chúng đối mặt một đầu cường giả thiên đạo hắn còn không thể chiến thắng gặp được hai thú vương hắn có bao xa trốn bao xa. Hiện tại hắn chỉ có một phương pháp tự cứu duy nhất, đó là trước khi đối phương tìm ra mình phải thôn vệ thế giới chi tâm trước. Chỉ cần tìm được, có thể sử dụng viêm hoàng điện, tìm cơ hội thôn vệ nó, một khi thành công, hình thành hoàn mỹ giới vực, cho dù đối phương là cường giả thiên đạo thì hắn cũng có tự tin đánh một trận. Đương nhiên, cho dù chiến thắng không nổi, mục đích khi tiến vào vạn giới động thiên đã đạt thành, hoàn toàn có thể trốn ơ vào trong viêm hoàng điện chờ đợi thời gian tới, tự nhiên sẽ có đại đế mang hắn rời đi tăng thêm tốc độ thức được vấn đề này nhiếp vân không dám dừng lại vận chuyển phong thần quyết sau đó hóa thành cơn gió nhẹ lướt đi sơn cốc có diện tích rất lớn chỉ trong nháy mắt đã phi hành trăm vạn dặm nương theo sâm nhập sâu hơn trong mắt nhiếp vân mang theo kỳ quái càng đậm nơi này không có chút oán khí nào hắn lại không cảm thấy thế giới chi tâm nạp vật thế giới của hắn dùng thôn vệ thế giới tấn cấp cho nên mẫn cảm với thế giới chi tâm trước kia ở ngoài sơn cốc có thể cảm ứng thế giới chi tâm đang nằm trong sơn mạch tại sao hiện tại không cảm ứng được. Chương 3447, Thiên đạo hoặc 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhất định là thế giới chi tâm phát giác nguy hiểm, tự động che đậy khí tức. Hắn nhanh chóng nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu, sắc mặt nhiếp vân khó coi. Vùng núi này rộng mấy ngàn vạn dặm, nếu tìm mỗi tấc thì hắn sẽ mệt chết. Nếu thế giới chi tâm muốn che giấu, bằng vào thực lực của hắn hiện tại không thể tìm ra. Nhìn xem có thể tìm được dấu vết lưu lại hay không. Trong nội tâm lo lắng, Nhiếp Vân không có bối rối chút nào, Thiên Nhãn và không gian chi lực của nạp vật thế giới đồng thời xuất hiện và tìm kiếm bốn phía. Cho dù thế giới chi tâm che giấu như thế nào, nếu nó đã ở đây thì nhất định sẽ lưu dấu vết lại. "Ân, đây là cái gì?" Một lát sau, quả nhiên hắn phá hiện không đúng, trên mặt đất cách đó không xa có dấu vết lưu lại. Thân ảnh xuất hiện trước mặt, đôi mắt của hắn sáng lên. "Là dấu vết nhân loại đi qua, chẳng lẽ là đám người đa ba vương tử?" Đa ba vương tử tiến vào sơn cốc đã lưu lại dấu vết chiến đấu, nói rõ bọn chúng đã sớm tiến vào nơi đây. Nếu có dấu vết nhân loại đi qua, tám chín phần người là bọn chúng. Tuy không biết vì sao đám người kia tới nơi này nhưng có thể khẳng định là. Nhất định có thứ tốt, tiến lên xem một chút, thức được có thể là dấu vết do đám người đa ba vương tử lưu lại, nhiếp vân không hề dừng lại, hắn nhìn chuẩn phương hướng sau đó rời đi. Đám người đa ba vương tử là gia hỏa không lợi không dậy sớm có thâm thù đại hận với mình nhưng không tới gây phiền toái ngược lại đi tới liệt thiên khu lắc lư nhiều tháng muốn nói không có mục đích không muốn ai biết đánh chết hắn cũng không tin hiện tại hắn đã phát hiện bí mật không đuổi theo mau chẳng khác gì phụ lòng chính mình thi triển phong thần quyết đệ tam trọng tốc độ của nhiếp vân cực nhanh đám người đa ba vương tử cũng sợ người khác đuổi theo nên lưu lại dấu vết rất ít thường xuyên đi một lúc đã không tìm thấy thời điểm này nhiếp vân sử dụng thiên cơ đại đạo dò xét thiên cơ Tuy hắn có thiên cơ đại đạo kém y đạo, kiếm đạo, ở trong thần giới cũng không tính là cao minh nhưng thực lực đám người đa ba vương tử thua xa hắn, khoảng cách lại gần, hắn vẫn có thể dò xét. Ra manh mối, thông qua thiên cơ đại đạo và các đầu mối lưu lại, đi gần một ngày không biết quấn bao nhiêu đường quanh co, quả nhiên hắn phát hiện nơi kỳ quái. Trong ngày hôm nay hắn cũng tận lực che giấu khí tức, tiêu trừ sạch dấu vết lưu lại, chính bởi vì như thế liệt thiên thú vương, phần thiên thú vương tuy cường đại nhưng không thể dò xét. Tất cả manh mối đều chỉ thẳng sơn động này, nếu như đoán không sai, đám người Đa Ba Vương tử đang ở bên trong. Nhiếp Vân dừng lại, hắn đứng trước sơn động và nói thầm một tiếng, lúc này nhìn vào bên trong. Sơn động vô cùng rộng lớn, bên trong đen kịt, ánh mắt bị ngăn cản nên không nhìn được bao sâu. Lực lượng nạp vật thế giới phóng ra ngoài, cũng chỉ có thể lan tới khoảng một dặm. Hô, không do dự quá nhiều, Nhiếp Vân bay vào bên trong. Đinh 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 đinh, bay không xa, cách đó đã nghe được âm thanh binh khí va chạm đồng thời mặt đất run nhảy nhẹ dường như có người đang đào móc vách tường hoặc đang công kích phong ấn thân thể chấn động và nấp sau tảng đá không gian chi lực của nạp vật thế giới không ngừng lan về phía trước là ma nghiêm không gian chi lực của nạp vật thế giới lặng yên không một tiếng động cho nên đối phương cũng không phát hiện chỉ thấy ma nghiêm cách đó không xa đang đứng trước một phong ấn hắn đang dùng toàn lực công kích ý đồ phá vỡ phong ấn tâm ma hải dương cực lớn xuất hiện sau lưng ma nghiêm vô số thân ảnh quỷ dị sôi trào như bọt khí, chúng không ngừng va chạm với phong ấn, mỗi lần đụng một cái phong ấn ảm đạm vài phần, xem ra không bao lâu đã có thể phá vỡ phong ấn. Thật mạnh, xem ra vào trong vạn giới động thiên không riêng ta đạt được chỗ tốt, mà nghiêm này cũng đạt tới thâu thiên tá thọ cảnh. Mà nghiêm lúc đến chỉ là hoàng cảnh viên mãn, hiện tại phóng thích lực lượng ngay cả nhiếp vân cũng cảm thấy tim đập nhanh, không cần nhìn cũng biết hắn đã đạt tới thâu thiên tá thọ cảnh thâu thiên tá thọ cảnh phối hợp tâm ma đại đạo của hắn đúng là làm người ta kiêng kỵ loại thực lực này so với như hạ vương tử thì hơi không bằng càng không cần nói tới hắn dường như phong ấn là do cường giả thiên đạo làm ra nhiếp vân rời mắt nhìn sang phong ấn địa phương này xuất hiện phong ấn đổi lại ai cũng cảm thấy kỳ quái phong ấn trước mặt mang theo phong cách cổ xưa mang theo khí tức tang thương xem ra tồn tại ít nhất trăm triệu năm phong ấn này cổ xưa như vậy uy lực trăm không còn một loại tình huống này cường giả thâu thiên tá thọ cảnh không thể đánh vỡ trong thời gian ngắn, không cần nhìn cũng biết ít nhất là cường giả thiên đạo lưu lại. Bên trong là cái gì, có thể làm ma nghiêm chấp nhất phá giải phong ấn như thế. Nạp vật thế giới chi lực dọc theo vách đá lan vào trong phong ấn. Đổi lại người khác có phong ấn ngăn cản khẳng định không nhìn thấy cái gì, nhưng nhiếp vân thì khác, không gian chi lực của nạp vật thế giới vô hình vô chất, thuộc về không gian, nếu như phong ấn còn hoàn hảo không tổn hao gì thì hắn có thể bị ngăn cản, hiện tại phá hư không còn bao nhiêu, dễ dàng nhìn thấy tình huống bên trong. Giữa gian phòng có một con liệt thiên thú đang ngồi, xem bộ dạng thân thể hiển nhiên là một đầu thượng cổ thú vương. Hiển nhiên đầu thú vương đã chết từ lâu, thân thể khô héo, quỷ dị là trên đầu sinh trưởng một bông hoa, bông hoa tươi đẹp hồng hào và tỏa ra khí tức cực lớn. Chỉ liếc mắt nhìn, nội tâm nhiếp phân chấn động rất mạnh và sinh ra dục vọng muốn thôn phệ. Dục vọng thiêu đốt như hỏa diễm, chỉ trong nháy mắt hai mắt của hắn bệ ến thành đỏ thẫm hỏng bét, tinh thần hoảng hốt, không gian chi lực nạp vật thế giới rút về, dục vọng lúc này mới dần dần biến mất, hơi thở của hắn cũng dần dần ổn định trở lại. Đây là cái gì, thật đáng sợ, đồng tử nhiếp vân co rút lại, nạp vật thế giới của hắn tấn thăng đến thế giới bát cấp, linh hồn lực bản thân dung nhập trong đó, tuy so ra kém thần giới thiên đạo nhưng cũng phi thường lợi hại. Linh hồn lực đáng sợ như thế nhưng chỉ liếc mắt nhìn đóa hoa đã bị hấp dẫn. Rốt cuộc nó là gì mà đáng sợ như thế? Dường như đóa hoa này hấp thu toàn bộ lực lượng của liệt thiên thú vương sau khi chết hình thành, một đóa hoa hút khô một con thú vương. Khó trách ta cũng không ngăn cản nổi. mươi 3448, Thiên Đạo Hoa 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Chỉ sợ đã tương đương với một vị cường giả thiên đạo cảnh. Không dám nhìn đóa hoa tiếp, nội tâm nhiếp phân âm thầm suy tính. Vừa mới nhìn thấy đóa hoa, rất rõ ràng nó mượn thi thể thú vương sinh trưởng ẩn chứa toàn bộ lực lượng của thiên đạo cảnh thú vương, khó trách có thể có uy lực lớn như thế, chính mình nhìn một cái đã không thể kiềm chế được. Mục tiêu của ma nghiêm chính là đóa hoa này, cũng không biết có thể làm được cái gì. Nhiếp vân cũng không đi qua, hắn nhìn hành động của ma nghiêm. Nhìn động tác của ma nghiêm có lẽ phải đợi ở nơi này vài ngày, bởi vì không ngừng công kích mới có thể phá vỡ phong ấn. Bằng không mặc dù lưu lại trăm triệu năm, phong ấn cũng sắp biến mất cũng không phải thực lực của hắn hiện tại có thể phá vỡ. Âm ầm. Vào lúc đang suy nghĩ, phòng ấn sinh ra tiếng nổ vang, rốt cuộc bị phá vỡ, trong mắt mang nghiêm mang theo vui vẻ, đôi mắt hắn đỏ rực đi tới đóa hoa trên đầu thú vương, hắn vươn tay hái xuống. Đóa hoa bị hái xuống, gương mặt của hắn càng yêu dị. Ha ha, thành công, thành công, chỉ cần ăn gốc thiên đạo hoa này ta sẽ lập tức trở thành cường giả thiên đạo. Không ai là đối thủ của ta, gào thét một tiếng, gương mặt mang nghiêm vặn vẹo giống như lâm vào điên cuồng. Thiên đạo hoa, cường giả thiên đạo, nhiếp vân biến sắc. Tuy chưa từng nghe qua thiên đạo hoa nhưng hắn biết rõ cường giả thiên đạo, chẳng lẽ ăn gốc thiên đạo hoa này thì hắn có thể lập tức trở thành cường giả thiên đạo? Sẽ không dễ dàng như vậy a. À. Tu luyện võ đạo tăng lên từng bước, chưa bao giờ có một bước lên trời. Thâu thiên tá thọ cảnh kém thiên đạo cảnh to lớn, không thua gì. Vương cảnh và hoàng cảnh loại tình huống này trực tiếp nuốt một. Thiên đạo hoa là có thể giải quyết, thiệt giả. Nhiếp vân có chút không dám tin tưởng. Ân, không đúng, chẳng lẽ? lịch đại liệt thiên thú vương đều như thế vào lúc hắn đang nghi hoặc chuyện không thể tưởng tượng diễn ra liệt thiên thú vương từng nói qua vương giả mỗi thời đại đều chỉ có thể sống trăm vạn năm trăm vạn năm sau thiên đạo sẽ chọn một đầu liệt thiên thú thông qua cạnh tranh trở thành vương giả mới thời điểm hắn nói chuyện mình không lưu ý nhìn thấy thiên đạo hoa đột nhiên nghĩ đến vấn đề cho dù những liệt thiên thú kia cạnh tranh thành vương giả chúng làm sao đột phá thiên đạo cảnh từ trong miệng liệt thiên thú vương muốn trở thành thú vương thì nhất định trở thành cường giả thiên đạo. Chẳng lẽ chính là, nhờ vào thiên đạo hoa tạo thành, thiên đạo hoa ẩn chứa toàn bộ lực lượng của cường giả thiên đạo cảnh, nếu như để người ta nuốt tất nhiên có lợi ích rất lớn, có lẽ thật có thể đột phá gông cùng xiềng xích trở thành cường giả thiên đạo. Có lẽ liệt thiên thú vương được truyền thừa như vậy, thú vương truyền thừa, nhân loại cũng có thể sử dụng. Nhiếp vân cũng không nóng nảy tiến lên, hắn nghi hoặc nhìn mang nghiêm. Liệt thiên thú là thiên đạo chi thú, nó khác với nhân loại, liệt thiên thú thôn vệ gốc thiên đạo hoa này không có vấn đề gì, nhưng nhân loại thì không nhất định. Hắn muốn nhìn ma nghiêm dùng thủ đoạn gì luyện hóa thiên đạo hoa, thật có thể ngay lập tức trở thành cường giả thiên đạo hay không? Thiên đạo cảnh, ta đến, thời điểm lặng lẽ nhìn chằm chằm, ma nghiêm cười như điên, ngón tay điểm tới đóa hoa, sau một khắc hắn lật cổ tay và xuất hiện trước thi thể liệt thiên thú. Thi thể liệt thiên thú, hắn muốn làm gì, nhiếp vân càng xem càng kỳ quái, ma nghiêm không quan tâm tới đóa hoa lơ lửng, tinh thần khẽ động, Trước người của hắn xuất hiện mấy thanh trường kiếm. Phốc, trường kiếm quay ngược lại và đâm vào ngực của hắn, trong nháy mắt máu tươi chảy ròng. Ân, vào lúc đang tự hỏi Ma Nghiêm làm cách nào luyện hóa Thiên Đạo Hoa, nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn tự mình hại mình. Nếu như trường kiếm như thế đâm vào người mình như vậy, đau đớn là chuyện nhỏ, mấu chốt là đâm vào mạch máu trọng yếu của thân thể, gây chuyện không tốt còn không thể tấn cấp mà chết ngay tại nơi này. Ầm ầm, đâm thủng lồng ngực còn chưa đủ, trong mắt Ma Nghiêm bắn ra hào quang dữ tợn một thanh kiếm khác lại đâm thẳng vào tim. Không đúng, hắn đang tự sát, sắc mặt nhiếp vân khó coi. Trường kiếm nhắm ngay trái tim, cho dù là cường giả thâu thiên tá thọ cảnh cũng không ngăn cản nổi, chỉ cần bị đâm thủng sẽ chết. Tìm được thiên đạo hoa, vốn cho hắn sẽ trực tiếp nuốt và luyện hóa, không có nghĩ tới tên này tự sát. Hắn đang làm gì, trong nội tâm kỳ quái, nhiếp vân cũng không ngăn cản. Đầu tiên ma nghiêm có quan hệ không tốt với hắn, còn là địch nhân, còn nữa, hắn tin tưởng đối phương sẽ không ngu như vậy tự sát thân vong làm như vậy tất nhiên là có mục đích phúc thời điểm hắn đang cảm thấy kỳ quái trường kiếm đã đâm vào trái tim của hắn mà nghiêm phun ra một ngụm máu tươi sau đó ngừng thở thật tự sát nhiếp vân há to mồm vốn tưởng rằng có mục đích nào khác không nghĩ tới hắn thật tự sát mới vừa rồi còn hưng phấn nói có thể đột phá thiên đạo sau một khắc lại tự sát làm cái gì nhiếp vân vẫn không đi qua hắn vẫn nấp tại chỗ quan sát Quả nhiên lúc này hắn nhìn ra không đúng. Cô cô cô, thi thể ma nghiêm chấn động và phát ra âm thanh như con ếch. Hô, lúc này một đạo hào quang bay ra khỏi mi tâm đối phương. Là linh hồn, vừa rồi hắn phá hư thân thể nhưng linh hồn vẫn hoàn hảo. Nhìn thấy tia sáng này, nhiếp vân gật đầu. Trước kia ma nghiêm tự sát chỉ phá hư sinh cơ của thân thể, linh hồn bản thân không bị hao tổn chút nào. Tu Vi đã tới thâu thiên tá thọ cảnh, cho dù không có thân thể chỉ bằng vào linh hồn cũng có thể sống rất lâu. Nhiếp Vân cảm thấy kỳ quái, đang êm đẹp vì sao phải chém giết thân thể. Cảm giác kỳ quái này không duy trì bao lâu đã có đáp án. Linh hồn bay ra khỏi mi tâm, không hề trần chờ nhảy vào trong thi thể của liệt thiên thú. Mượn xác hoàn hồn, theo lý thuyết linh hồn và thân thể chỉ có hỗ trợ lẫn nhau mới có thể giúp thực lực càng ngày càng mạnh, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng có ngoại lệ, không ít cường giả bị người ta đánh nát thân thể, linh hồn đào tẩu, lúc này muốn tiếp tục tu luyện chỉ có thể mượn xác hoàn hồn, mượn nhờ một bộ thi thể không có linh hồn, một lần nữa sống lại. Loại mượn xác hoàn hồn này bởi vì không phải thân thể của mình nên tính dung hợp có hạn, sẽ hạn chế thực lực ngày sau. Lại nói thi thể của kẻ khác không bằng của mình, chương 3449, ma nghiêm nổi điên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Bình thường loại mượn xác hoàn hồn như thế sẽ sử dụng cùng chủng tộc, tỉ như nhân loại khẳng định sẽ tìm thi thể nhân loại hoàn hồn, như ma nghiêm mượn nhờ thi thể liệt thiên thú hoàn hồn, đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Chém giết chính mình, linh hồn thoát đi sau đó mượn nhờ thi thể liệt thiên thú hoàn hồn. Chẳng lẽ hắn muốn trở thành một đầu liệt thiên thú? Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ, Ma Nghiêm có bị bệnh không? Thân thể đang tốt lại bỏ thân thể, sau đó lại hoàn hồn. Hắn muốn làm gì? Người ta bị đánh chết thân thể, bị buộc bất đắc dĩ mới mượn xác hoàn hồn, hắn đang rất tốt lại tự sát, hơn nữa còn tìm thân thể không thích hợp với mình. Không đúng, có lẽ thiên đạo hoa chỉ thích ứng liệt thiên thú nếu như dùng bản thân hắn nuốt tất nhiên sẽ có xung đột, muốn trở thành thiên đạo cảnh là không có khả năng, gây chuyện không tốt còn tử vong. Mượn nhờ thi thể liệt thiên thú thì khác hoàn toàn, chỉ cần linh hồn hoàn toàn dung hợp với thi thể, thiên đạo hoa sẽ dung hợp với liệt thiên thú. Trong đầu xuất hiện hào quang, nhiếp vân biến sắc, nếu như suy đoán này là đúng, ma nghiêm cũng quá mức hung ác. Bỏ qua thân thể nhân loại làm đại giá, đổi lấy cơ hội trở thành thiên đạo cảnh. Tuy đạt tới thiên đạo cảnh có thể tùy ý cải biến hình thành, biến trở về bộ dạng của mình rất đơn giản nhưng làm thế bản thể của hắn chính là liệt thiên thú không phải nhân loại hô trong lúc khiếp sợ linh hồn ma nghiêm đã hoàn mỹ thích ứng thân thể liệt thiên thú ngẩng đầu nhìn sang thiên đạo hoa hắn vô cùng hưng phấn muốn thôn phệ sau khi thôn phệ sẽ biến thành cường giả thiên đạo ta không cho phép xảy ra loại tình huống này thấy động tác của hắn như thế nhiếp vân mỉm cười ma nghiêm cũng không phải là kẻ tốt lành gì hắn có quan hệ mật thiết với đa ba vương tử nếu tùy ý để hắn trở thành cường giả thiên đạo thì không may sẽ là mình không có phát hiện cũng bỏ đi nếu đã phát hiện thì phải ngăn cản thiên đạo cảnh ta đến triệt để dung hợp linh hồn vào thi thể liệt thiên thú hoàn thành ma nghiêm gào thét hắn ngẩng đầu muốn thôn vệ thiên đạo hoa vào lúc sắp cắn thiên đạo hoa một bàn tay xuất hiện trước mặt sau đó bắt ấy đóa hoa sau một khắc thiên đạo hoa tỏa ra lực lượng cường đại biến mất a hát, ma nghiêm sướng sờ ngay sau đó hắn đỏ mắt điên cuồng hắn tốn hao vô số tâm huyết, không tiếc chém giết thân thể chính là vì có thể nuốt thiên đạo hoa, thành công tấn cấp, nằm mơ cũng không ngờ thời điểm sắp thành công thì thiên đạo hoa bị trộm đi. Ai, là ai, có bản lĩnh đi ra, ma nghiêm gào thét điên cuồng, hắc hắc, nghe thấy hắn gào thét, nhiếp phân mặc kệ áo đó hắn trốn ra xa một dặm Bằng vào không gian chi lực của nạp vật thế giới thuấn di, cường giả thiên đạo không phong tỏa không gian cũng khó khăn bắt lấy, càng không cần nói ma nghiêm chỉ là thâu thiên tá thọ cảnh rốt cuộc là ai đáng giận rầm 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 hoanh nhiếp vân biến mất không lâu trong sơn động có tiếng gào thét điên cuồng vang lên từng tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp dường như thân thể mang nghiêm không ngừng va chạm với vách đá cũng khó trách hắn điên cuồng tốn hao vô số tâm huyết mắt thấy sắc thành công lại thất bại trong gang tấc mấu chốt chính là thân thể hắn tử vong cho dù muốn trở lại thân thể cũng không làm được nói cách khác hắn hiện tại đang khống chế thân thể liệt thiên thú nếu như đám người đa ba vương tử cũng tới khẳng định cũng phải tăng thêm tốc độ, ngăn cản bọn chúng. Thu thiên đạo hoa thu vào nạp vật thế giới, nhiếp vân tiếp tục đi vào trong sơn động. Đám người mang nghiêm, đa ba vương tử đều đi tới nơi này, mục tiêu của mang nghiêm là thiên đạo hoa, đám người đa ba vương tử chắc chắn cũng như thế. Trở thành liệt thiên thú tuy về sau vô duyên với vương vị nhưng có thể trở thành cường giả thiên đạo, chém giết bản thân mình. Một khi thành công, về sau nguy hiểm biến mất, từ bàn cờ lợi ích chiếm được ưu thế rất lớn, hắn tin tưởng đa ba vương tử không ngốc chắc chắn làm như thế. Cho nên phải trước khi hắn thành công, cần phải tìm hắn và ngăn cản. Sơn động lên xuống phập phồng, không biết dài bao nhiêu, nhiếp vân phi hành cả buổi và dừng lại. Lực lượng thật cường đại, cẩn thận thu liếm khí tức bản thân, nhiếp vân chậm rãi đi thẳng về phía trước. Sở dĩ dừng lại là vì hắn cảm nhận được lực lượng vô cùng minh mông. Khí tức này không chút yếu hơn phần thiên thú vương, ít nhất là do cường giả thiên đạo cảnh giả phát ra lặng lẽ đi thẳng về phía trước một đoạn nhiếp phân bộc phát không gian chi lực nạp vật thế giới ra ngoài biến thành một con đường thẳng tiến lên phía trước tuy nạp vật thế giới vô hình vật chất thuộc về không gian chi lực dù sao cường giả thiên đạo quá mức cường đại cho nên hắn không dám mạo hiểm thả ra quá nhiều là đa ba vương tử một lát sau đồng tử nhiếp phân co rụt lại trung tâm lực lượng cường đại phía trước đã bê ến mất cũng không thấy đa ba vương tử cũng giống như mang nghiêm lúc trước một con liệt thiên thú đang ngồi phía trước trên người đầy máu tươi và đoạn tuyệt hô hấp không chung không có bóng dáng thiên đạo hoa chỉ có lực lượng bao phủ liệt thiên thú vào bên trong tới chậm nhìn thấy cảnh tượng này nhiếp vân biết rõ đã tới muộn rất hiển nhiên đa ba vương tử đã hoàn thành trình tự nuốt thiên đạo hoa hơn nữa thành công dung nhập vào thân thể xem ra hẳn vừa mới luyện hóa xong lực lượng còn chưa củng cố triệt để lúc này mới khống chế không nổi lực lượng không ngừng phát ra phía ngoài quả nhiên là thực thiên đạo hoa thật đáng sợ nhìn thấy đầu liệt thiên thú không ngừng sinh ra lực lượng, nhiếp vân cũng xác định suy đoán lúc trước. Lúc trước hắn cướp thiên đạo hoa của ma nghiêm chỉ suy đoán thứ này có thể giúp người ta tấn cấp thiên đạo, cũng không có xác nhận, hiện tại nhìn thấy lực lượng trên người đa ba vương tử cho nên hắn hiểu đây là sự thật. Thời gian không dài, liệt thiên thú phía trước thích ứng lực lượng cuồng bạo trong thi thể, nó mở mắt nhìn thi thể đã tử vong trước mặt. Giống, lúc này liệt thiên thú há miệng sinh ra lực lượng cường đại và hút thi thể vào miệng. Cô 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 cô, thi thể bị liệt thiên thú nuốt, thời gian không lâu đã luyện hóa triệt để, lúc này thân thể liệt thiên thú chậm rãi nhúc nhích, thời gian không lâu đã biến thành bộ dạng đa ba vương tử. chương 3450, đa ba tấn cấp thiên đạo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Chém giết thân thể, linh hồn chiếm thi thể liệt thiên thú hoàn hồn, nuốt thiên đạo hoa dung hợp lực lượng sau đó nuốt thi thể bản tôn, lại dung nhập huyết dịch vào trong thân thể liệt thiên thú từ đó biến thành bản tôn. Nhìn cảnh tượng vào trong mắt, nhiếp vân lắc đầu tuy kẻ trước mặt có dung mạo và khí chất của đa ba vương tử nhưng bản thể đã biến thành liệt thiên thú rốt cuộc không thể quay về thiên đạo hoa mặc dù tốt có thể giúp người ta tấn cấp thiên đạo nhưng ta vẫn không cần tuy hắn rất muốn tấn cấp thiên đạo nhưng cần phải bỏ qua thân thể biến thành liệt thiên thú hắn không làm chuyện biến thái như thế giống như muốn đột phá toái thần cảnh năm đó ở đại lục phù thiên chỉ có linh hồn đột phá hắn khẳng định không làm thân thể đại biểu huyết mạch đại biểu lực lượng huống chi thân thể còn có nạp vật thế giới vô tận đan điền buông tha thân thể chẳng khác buông tha tất cả hắn sẽ không làm như thế ha ha hiện tại ta đã là cường giả thiên đạo cảnh nhiếp phân ta sẽ giết ngươi ta muốn ngươi sống không được chết không xong biến thành bản thể của mình đa ba vương tử ngửa mặt lên trời thét dài lực lượng cường đại bộc phát phụ trợ hắn như biến thành địa ngục ma thần đường đường vương tử phổ thiên hoàng triều có được huyết mạch phổ thiên đại đế là tồn tại cao quý trong thần giới nhưng bây giờ vì đột phá thực lực biến thành liệt thiên thú bản thân cũng đã là vũ nhục tất cả những việc này đều là do nhiếp vân tạo thành không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng hắn trở thành cường giả thiên đạo muốn giết quá khó khăn nhiếp vân xoa xoa mi tâm hắn có thù hận không chết không thôi với đa ba vương tử vạn giới động thiên chính là nơi chém giết tốt nhất đối đối phương hiện tại biến thành cường giả thiên đạo còn muốn giết dĩ nhiên không dễ dàng thực lực của hắn khi đi vào vạn giới động thiên đã tấn cấp không ít đối mặt cường giả thiên đạo vẫn còn tranh lệch rất nhiều cả hai căn bản không phải cùng cấp bậc hoàn toàn không thể so sánh với nhau khó trách bọn chúng muốn giết ta chính mình lại không ra tay thì ra muốn đạt tới thiên đạo cảnh lại đi tìm ta xem ra đám người đa ba vương tử tự mình hiểu lấy hiểu rõ tốc độ tiến bộ và lực lượng của hắn quá mạnh vượt tiến vào vạn giới động thiên đã rời đi cũng không có chém giết mình hiện tại đột phá thiên đạo cảnh đã khác một khi hai bên gặp nhau tất không chết không thôi đa ba người thành công thời điểm nội tâm nhiếp vân cảnh giác giọng nói từ sâu trong hang đá vang lên lúc này có bóng người bay tới lưu mộc phương tử gia hỏa này cũng đạt tới thiên đạo cảnh sắc mặt nhiếp vân trầm xuống xuất hiện ở cách đó không xa chính là kẻ thù khác của hắn lưu mộc phương tử lúc này lưu mộc và đa ba đều là thiên đạo cảnh tuy trên người không phóng thích lực lượng nhưng vẫn có thể cảm ứng nó mênh mông đáng sợ Chính mình gặp gỡ cũng không đỡ nổi một chiêu. Làm sao bây giờ, một Đa Ba Vương tử cũng không đỡ nổi, hiện tại lại thêm Lưu Mộc. Thật sự không được, ta cũng tìm được Thiên Đạo Hoa, ta không sử dụng theo cách của bọn chúng. Một khi thành công, ta cũng có thể có thể trở thành cường giả thiên đạo cảnh, ít nhất an toàn không xuất hiện vấn đề. Trong nội tâm đã có suy nghĩ, hắn chắc chắn không sử dụng Thiên Đạo Hoa, đám người như Hạ Vương tử có dùng hay không còn không biết. Hy vọng trở thành cường giả đế cảnh xa vời. Có cơ hội trở thành cường giả thiên đạo, chỉ sợ là chuyện vô số người muốn đạt được. Hiện tại trong tay ta có một gốc thiên đạo hoa, hỏi xem bọn họ có ai nguyện ý hay không. Tinh thần khẽ động, phân thân trong nạp vật thế giới xuất hiện trước mặt Nhữ Hạ Vương tử. Nhữ Hạ Vương tử tiến vào liệt thiên thế giới đã bị hắn thu vào nạp vật thế giới, hiện đang an tâm tu luyện, củng cố tu vi. Điện hạ, thấy hắn tới, ba người đồng thời đứng dậy, sở dĩ ba người đã tới thâu thiên tá thọ cảnh toàn bộ bằng vào vị điện hạ trước mắt thành toàn. Cho nên tràn ngập tôn kính với hắn. Tình huống như thế nào, Nhiếp Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng, Hề hiện tại ta có cơ hội đột phá cường giả thiên đạo, chỉ có điều, một khi thành công sẽ mất đi thân thể nhân loại và biến thành liệt thiên thú, không biết các ngươi ai nguyện ý." Nói xong những lời này, hắn cũng nói công hiệu và biện pháp phục dụng của thiên đạo hoa với bọn họ một lần. Lựa chọn tự do, bọn họ nguyện ý cũng được, không muốn cũng không sao cả, hắn sẽ không cưỡng cầu. Biến thành liệt thiên thú nhưng có thể đạt tới thiên đạo cảnh thiên đạo cảnh hấp dẫn thật sự quá lớn ba người hít thở dồn dập dù sao có thể biến thành bộ dạng bản tôn cho dù biến thành liệt thiên thú thì như thế nào không làm như vậy dựa theo tư chất của ta đời này không thể tiến thêm một bước diệp đào đi tới trước trong mắt mang theo kiên định điện hạ ta muốn thử xem ngươi muốn thử xem làm như vậy không thể biến trở về xác định không hối hận nhiếp phân hỏi một câu không hối hận diệp đào gật đầu không chút do dự, trong ba người chỉ có hắn không có huyết mạch đại đế, cũng không có thiên phú nghịch thiên, nếu như không sử dụng Thiên Đạo Hoa, khả năng cả đời này không đạt tới thiên đạo cảnh, nếu như vậy vì sao không liều một chút? Tuy biến thành liệt thiên thú mất đi thân thể nhân loại nhưng lại có thể biến hóa, lại nói thần giới có vô số thần thú biến hóa kết hôn với nhân loại, cũng không nhiều thêm một mình hắn. Nếu đã quyết định như vậy, đây là thi thể liệt thiên thú, đây là Thiên Đạo Hoa. Trước khi đến liệt thiên khu bốn người liên thủ giết mấy ngàn đầu liệt thiên thú, thi thể đều thu vào nạp vật thế giới, cho nên hắn có thứ này rất nhiều. Giao thiên đạo hoa cho Diệp Đào, nhiếp vân cũng rời khỏi nạp vật thế giới. Vừa rồi Ma Nghiêm đưa tin cho ta, nói có người cướp đi thiên đạo hoa hắn vất vả đạt được. Ta đoán hẳn là nhiếp vân gây nên, hắn khả năng đã đi tới nơi này, chúng ta phải đuổi theo trước khi hắn luyện hóa thiên đạo hoa, phải tìm được hắn, nếu không một khi thành công, suy nghĩ giết hắn quá khó khăn. Tinh thần vừa lui ra ngoài, chợt nghe Lưu Mộc Vương Tử nói chuyện. Hắn cướp đi thiên đạo hoa của Ma Nghiêm, không thể để cho hắn thành công. Sắc mặt đa ba Vương Tử cũng ngưng trọng, nhanh chóng đi về theo đường cũ gặp mặt Ma Nghiêm, nếu hắn thật tới thì đang ở nơi này. Không sai, Lưu Mộc Vương Tử gật gật đầu, sau khi nghe đối phương nói chuyện, sắc mặt nhiếp phân trầm xuống. Trường 3451, châm ngòi, chuyện được thực hiện bởi obookaudio com Hắn thật sự nấp ở nơi này, nếu như hai người đi tìm tất nhiên sẽ phát hiện mình rất nhanh, bị hai đại cường giả thiên đạo cảnh phát hiện. Hắn không cho rằng mình có thể chạy thoát, đi, nghĩ đến điểm này nhiếp vân không chút do so dự, tinh thần khẽ động trực tiếp thuấn di rời đi. Hô, sau một khắc xuất hiện cách đó một dặm, có người, hắn vừa di động, không gian xuất hiện chấn động làm cho hai người đa ba, lưu mục nhị chủ ý, tinh thần hai người tản ra và phát. Hiện nhiếp vân đang bỏ trốn, ha ha, đang lo đi nơi nào tìm ngươi, nếu ngươi đã đưa tới cửa thì đỡ phải đi tìm nhìn thấy là hắn đa ba lưu mộc mừng rỡ bỏ qua huyết mạch đại đế cũng phải liều mạng đột phá thiên đạo cảnh mục đích chính là giết hoàng tử chính thống là nhiếp phân vốn tưởng rằng còn cần tốn nhiều thời gian tìm kiếm không ngờ gặp được nhanh như vậy hắn còn chưa đạt tới thiên đạo cảnh ầm ầm hai người không chút do dự đuổi theo hướng nhiếp phân biến mất tốc độ quá nhanh không gian trong sơn động bị xé rách đáng giận thật nhanh a hát nhìn thấy sau lưng là hai người đa ba lưu mộc đuổi theo sắc mặt nhiếp vân khó coi tuy hắn thuấn di không cần thời gian nhưng mỗi lần chỉ có thể di động một dặm so với thi triển phong thần quyết còn chậm hơn vài phần tuy phong thần quyết cường đại nhưng bị thực lực của hắn chế ngự căn bản kém tốc độ cao nhất của cường giả thiên đạo lúc này ưu thế đi đầu của hắn không còn sót lại gì nữa hai đại vương tử đang cách hắn chưa tới một dặm làm sao bây giờ một khi bị đuổi kịp chỉ có thể sử dụng viêm hoàng điện một khi dùng viêm hoàng điện cũng chỉ bị động chịu đòn hơn nữa dùng mức khống chế của ta với Viêm Hoàng Điện khẳng định không thể ngăn cản cường giả Thiên Đạo luyện hóa. Nhiếp Vân vô cùng sốt ruột, loại tình huống này một khi bị đuổi kịp sẽ không có năng lực phản kháng, chỉ có thể sử dụng Viêm Hoàng Điện, vốn với năng lực khống chế Viêm Hoàng Điện của hắn không thể ngăn cản hai cường giả Thiên Đạo cảnh luyện hóa. Nói cách khác nếu thật bị đuổi kịp, gây chuyện không tốt hắn chẳng những sẽ bị chém giết, còn mất đi Viêm Hoàng Điện. Phải mau chóng nghĩ biện pháp tốt, nhân loại trốn đi nơi nào? đáng giận, nếu để ta bắt đưa kẽ bầm thây vạn đoạn. Không ngờ dám gạt ta, ta ký khế ước không ra tay với hắn, nếu ngươi muốn giết hắn thì ta không ngăn cản. Không ngừng bỏ chạy, không biết làm thế nào cho phải, đột nhiên nghe được hai tiếng giống giận vang lên. Là phần thiên thú vương và liệt thiên thú vương, ra đầu nổ tung, sắc mặt nhiếp phân càng ngày càng khó coi. Thật sự trước có hổ, phía sau có truy binh, vận khí cũng quá kém. Hiện tại phần thiên thú vương, liệt thiên thú vương hận không thể bóp chết chính mình, Đa ba, Lưu Mộc cũng giống như vậy, một khi song phương liên thủ bị vây ở chính giữa, hắn muốn chạy trốn quá khó khăn. Ân, lực lượng chấn động là của ngươi. Ha ha, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Nội tâm nhiếp vân vô cùng lo lắng, hai đại thú vương cũng phát hiện hắn cho nên gào thét hưng phấn. Vù vù, hai đại thú vương ngăn cản con đường bỏ trốn, nụ cười trên mặt gian tả giống như nhìn thấy cá trên thớt. Trước kia hắn có thể đào tẩu là vì hai thứ xuất hiện mâu thuẫn, Hiện tại mâu thuẫn giải thích rõ ràng tự nhiên không có khả năng lại để đầu sỏ như hắn bỏ trốn. Đáng giận, nhìn thấy hai đầu thú vương ngăn cản đường đi, đằng sau có Đa Ba, Lưu Mộc sắp đuổi kịp. Nhiếp Vân vô cùng sốt ruột, thời điểm không biết làm sao bây giờ, trong đầu xuất hiện hào quang. Ha ha, Đào Tẩu, tại sao ta phải trốn? Ta đã tìm được đồng bọn, hơn nữa bọn họ đã thành công nuốt Thiên Đạo Hoa, mượn nhờ thi thể Liệt Thiên Thú trở thành cường giả Thiên Đạo, ta xem phải chạy trốn là các ngươi rồi nhiếp phân che giấu bối rối trên mặt lúc này hắn cất tiếng cười to nuốt thiên đạo hoa liệt thiên thú vương xứng sờ một lúc ánh mắt mang theo điên cuồng đáng giận đáng giận dám nuốt thiên đạo hoa do tổ tiên của ta lưu lại ta muốn các ngươi tất cả đều phải chết toàn bộ chết ở chỗ này trước kia hắn nghĩ vì sao nhân loại liều mạng đi tới nơi này không tiếc mạo hiểm nói dối thì ra nguyên nhân trọng yếu là như thế thiên đạo hoa đây là chỗ dựa giúp liệt thiên thú bọn chúng thành tựu thiên đạo cảnh nó là thi thi thể tiền bối thiên đạo cảnh biến than Đám người này có thể luyện hóa, lại mượn nhờ thi thể liệt thiên thú. Đây chính là vũ nhục lớn nhất của liệt thiên tộc, quả nhiên không thể tha thứ. Âm âm, vừa giống xong, quả nhiên nhìn thấy hai thân ảnh nhân loại từ trong hang động bay ra ngoài, lực lượng kích động, dĩ nhiên đạt tới thiên đạo cảnh. Hơn nữa bằng vào nhãn lực của hắn cũng nhìn ra hai kẻ này đoạt xá thi thể liệt thiên thú mới hoàn thành tấn cấp, đúng như thiếu niên này nói. Nhân loại, các ngươi phải chết. Liệt thiên thú vương tức giận, lực lượng cuồng bạo bộc phát, không gian chung quanh vặn vẹo. Nó chưa bao giờ tức giận như hiện tại. Đa ba, Lưu Mộc không nghĩ tới có hai đầu thú vương xuất hiện, không tự chủ dừng lại. Hai vị, ta giao hai đầu thú vương này cho các ngươi, ta đi một chút sẽ trở lại. Thấy bọn họ không có trực tiếp động thủ, nội tâm nhiếp vân vui vẻ, hắn hô một tiếng sau một khắc đã thuấn di ra sau lưng hai người, lúc này phóng thẳng vào sâu trong hang động. Hiện tại không có những biện pháp khác, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm thế giới chi tâm, cũng chỉ có con đường thôn vệ có thể đi. Trốn chỗ nào, đa ba, lưu mộc bị hai đại thú vương chấn nhiếp, chờ kịp phản ứng, nhiếp vân đã rời đi, hắn kêu lên giận dữ và quay người rời đi. Nhân loại đáng giận, đừng trốn, hai đại thú vương nghe nhiếp vân nói vừa rồi, còn tưởng rằng đa ba lưu mộc cũng cùng một đám với đối phương, hơn nữa nhìn thấy đối phương bằng vào thiên đạo hoa tấn cấp cho nên nổi giận, móng vuốt lăng không đánh xuống ngăn cản đường đi. Thiên đạo hoa là căn cơ của Liệt Thiên thú, nhân loại hèn mọn dám ăn cắp, quả thực tội không để cho thứ thứ. Cho dù Nhiếp Vân không châm ngòi, bị Liệt Thiên thú Vương phát hiện cũng không phải chuyện có thể bỏ qua. Rầm rầm rầm, bốn cường giả thiên đạo cảnh vừa động thủ, cả sơn động chịu không nổi và xuất hiện vết rách. Tăng thêm tốc độ, Nhiếp Vân may mắn tránh được một kiếp, không dám dừng lại, hắn dùng toàn lực chạy đi. Tuy nơi này là sân nhà của Liệt Thiên thú Vương, nó trở thành thiên đạo cảnh nhiều năm, thực lực càng mạnh hơn nữa. Đa ba vương tử, lưu mộc vương tử lại biết rõ thiên đạo hoa, khẳng định có không ít chuẩn bị ở sau, song phương chính thức chiến đấu, ai thắng ai thua còn khó mà nói. chương 3452, tìm được thế giới chi tâm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lại nói hai người đa ba, lưu mộc không phải người ngu, việc cấp bách là đuổi giết chính mình mà không phải đấu với hai thú vương, có lẽ thời gian không dài sẽ kết thành đồng minh với hai thú vương. Một khi bốn đại cường giả thiên đạo liên thủ, cho dù muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Phải thừa dịp chúng còn chưa đạt thành nghiệp nghị và tìm được thế giới chi tâm. Ân, Thiên Đạo Hoa, tăng thêm tốc độ tiến lên, ánh mắt lóe lên, một nơi phong ấn xuất hiện trước mặt, trong đó cũng có một đóa Thiên Đạo Hoa bên trong. Xem ra trong sơn động này có không ít Thiên Đạo Hoa, bằng không đa ba, Lưu Mộc cũng không có khả năng nhanh chóng trở thành cường giả thiên đạo. Cường giả thiên đạo lưu lại phong ấn, chỉ cần có thể phá vỡ phong ấn là bắt được. Dừng lại, nhiếp phân suy tư. Tuy hắn không sử dụng thiên đạo hoa nhưng có thể để người bên cạnh sử dụng, nhất là y quán lưu lại những người mang tới từ hỗn độn Hải Dương, nếu như đều trở thành thiên đạo cảnh, thế lực của mình sẽ tăng nhiều. Chỉ có điều đây là cường giả thiên đạo lưu lại phong ấn, ma nghiêm cần mấy ngày mới có thể phá vỡ, hắn không tin thực lực của mình có thể bài trừ trong thời gian ngắn. Tốn hao mấy ngày đạt được thiên đạo hoa không có tác dụng với hắn. Hắn không có thời gian, nếu làm như thế thiên đạo hoa còn chưa tới tay đã bị đám người đa ba đuổi theo thử hàn băng nhận xem, biết rõ không thể chậm trễ thời gian, tinh thần nhiếp phân hơi động, hàn băng nhận hiển hiện trước mắt, thân thể dung hợp đại đạo. Sử dụng lần thứ năm, mới vừa rồi bị truy đuổi đầu đại đạo này vô dụng, hiện tại vì thiên đạo hoa chẳng quan tâm nhiều như vậy. Ông ông ông, dung hợp đại đạo khu động, hàn băng nhận tỏa ra băng hàn chi khí xé rách không gian. Phá, hắn cao mày điển về phía trước, âm ầm hàn băng nhận đụng đi qua, tê tê, một tiếng kim thiết va chạm như cắt giấy vang lên, cường giả thiên đạo lưu lại phong ấn không có ngăn cản mảy may bị phá vỡ thành một cái động lợi hải đôi mắt nhiếp vân sáng ngời vốn hắn không có trông cậy vào quá lớn nếu như hàn băng nhận thực không phá được thì hắn không thể lấy thiên đạo hoa nằm mơ cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy xem ra hàn băng nhận còn lợi hại hơn hắn tưởng nhiều thực tế phối hợp với dung hợp đại đạo thì lực lượng mạnh tới đáng sợ hô bàn tay lăng không một chảo hắn thu thiên đạo hoa đang lơ lửng vào trong nạp vật thế giới lúc này nhanh chóng tiến lên phía trước. Có hàn băng nhận bài trừ phong ấn, đi không tới một giờ đã có hơn 10 gốc thiên đạo hoa rơi vào trong tay. Hắn lấy đi hơn 10 gốc, dường như trong sơn động không còn nửa, lại đi gần nửa canh giờ nhưng chưa gặp thêm thứ nào nữa. Xem ra thiên đạo hoa cũng có số lượng, cũng không phải mỗi một đầu liệt thiên thú vương sau khi chết đều có thể hình thành. Liệt thiên thú tồn tại không dưới hàng tỷ tỷ năm, dựa theo trăm vạn năm một đầu thú vương mà tính ra ít nhất có hơn trăm vạn cơn, nhiều thú vương như vậy nhưng chỉ có hơn 10 gốc thiên đạo hoa, nói rõ cũng không phải là mỗi thú vương chết đi đều có thể hình thành thiên đạo hoa. Cũng có khả năng có quan hệ, một mình đột phá thiên đạo cảnh, trong nội tâm khẽ động, hắn nghĩ tới một khả năng. Liên tục thu hơn 10 đóa thiên đạo hoa, hắn cũng quan sát thi thể liệt thiên thú ở khoảng cách gần. Những thi thể này tuy chết đi trăm triệu năm nhưng huyết nhục lại mang theo uy nghiêm không nhỏ, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo bất khuất khi khiêu chiến thiên đạo. Có thể có loại lực lượng này chỉ sợ những liệt thiên thú kia cũng không phải nuốt thiên đạo hoa tấn cấp thiên đạo, mà là một mình đột phá. Nếu không không có ý niệm lực cường đại như thế, hàng tỷ tỷ năm, vô số liệt thiên thú, chỉ hơn 10 con đột phá thiên đạo. Thật sự rất khó khăn, Nhiếp Vân thở dài, liệt thiên thú là thiên đạo chi thú, trời sinh đã có tính ưu việt mạnh hơn nhân loại, ưu việt lớn như thế nhưng chỉ có hơn 10 đầu đột phá, thiên đạo cảnh thật sự rất khó đột phá. Ta đoán thú vương đã nổi điên. Tuy không biết thú vương chết có hình thành thiên đạo hoa hay không nhưng cả liệt thiên thú tộc chỉ có hơn 10 gốc, đều bị. Chính mình lấy đi, tương đương đoạn căn cơ của liệt thiên thú tộc, không cần nghĩ cũng biết thú vương nhìn thấy khẳng định phải nổi điên. Đi mau, đối mặt với thú vương nổi điên, hắn biết chắc không là đối thủ nên tiếp tục đi tới. Dung hợp đại đạo phối hợp hàn băng nhận điệp ra cho nên tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều, nương theo tiến vào sâu trong sơn động càng cảm thấy khí thức làm hắn run sợ không ngừng lan tràn chung quanh. Ân, tại sao lại xuất hiện oán khí tiếp tục đi về phía trước một hồi đột nhiên cảm thấy oán khí phía trước giảm đi linh lực dần nồng đậm loại oán khí này sinh ra từ oán niệm rất nhiều thú vương chết đi hình thành càng tiến vào sâu oán khí càng ít thậm chí có một đoạn đường đã biến mất không thấy gì nữa trước kia nhiếp vân còn có chút kỳ quái hắn vẫn nghĩ không thông vì sao lại như vậy vòng xoáy trong nội tâm kỳ quái dùng không gian chi lực nạp vật thế giới ngăn cản oán khí nhiếp vân tiếp tục đi sâu vào bên trong lần này đi không xa đã nhìn thấy oán khí chảy xuôi hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Giữa dòng xoáy là cái động lớn không biết sâu bao nhiêu, oán khí đang bị lỗ đen thôn phệ, không ngừng thu vào bên trong. Đây là, nhìn thấy lỗ đen, đôi mắt nhiếp vân sáng lên, liệt thiên khu thế giới chi tâm, tìm lâu như vậy nhưng không ngờ hắn vô tình tìm được. Ta chỉ có thể xác nhận thế giới chi tâm có khả năng nằm trong cái động này, cũng không biết có đúng hay không. Lỗ đen này tự nhiên chính là thế giới chi tâm, phía dưới có tình huống thế nào thì hắn không rõ. Âm âm, âm âm, đang muốn cẩn thận quan sát nghiên cứu phía sau lỗ đen có nguy hiểm hay không, chợt nghe sau lưng có tiếng gào thét rồn dập vang lên. Tiểu tử, ta xem ngươi lần này có thể trốn tới chỗ nào. Nghe được tiếng gào thét, bốn tên cường giả thiên đạo như liệt thiên thú vương, phần thiên thú vương, đa ba vương tử, lưu mộc vương tử cùng liên thủ đuổi theo tới nơi này. Quả nhiên đoán đúng, nhìn thấy bốn đại cường giả đồng thời xuất hiện, nhiếp vân lắc đầu hắn suy đoán quả nhiên rất chuẩn, không hổ là những vương tử trổ hết tài năng trong đám vương tử, còn lợi hại hơn mình nghĩ nhiều. chương 3453, Vây Công, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Chính mình lừa dối đám liệt thiên thú vương là vì mượn nhờ một ít tin tức đối phương không biết, đa ba vương tử và lưu mộc vương tử rõ ràng đã thôn vệ thiên đạo hoa, còn luyện hóa thi thể liệt thiên thú đã phạm vào kiêng kỵ lớn nhưng vẫn có thể thống nhất chiến tuyến với thú vương. Khẩu tài còn mạnh hơn hắn nhiều đường đường vương tử phổ thiên hoàng triều cam tâm bỏ qua huyết mạch biến thành dã thú, tại hạ bội phục. Đương nhiên, càng làm cho ta bội phục là liệt thiên thú vương, hai người này chẳng những nuốt thiên đạo hoa, còn luyện hóa thi thể tộc nhân. Loại tình huống này đều có thể cho phép, người còn lợi hại hơn bọn chúng nhiều. Nhiếp phân cười cười, tìm được vị trí chính xác của thế giới chi tâm cho nên hắn không còn khẩn trương. Nhiếp vân, không cần tranh giành miệng lưỡi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Không bị hắn châm ngòi, đa ba vương tử cười lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía hai đại thú vương hai vị gia hỏa này phá hư phần thiên khu càng cướp đi tất cả thiên đạo hoa đô các ngươi cũng nhìn thấy rồi động thủ đi không sai tiểu tử hôm nay không giết ngươi khó tiêu mối hận trong lòng phần thiên thú vương đi đầu gào thét thú vương không để ý tới sát ý của đa ba vương tử và phần thiên thú vương nhiếp phần tươi cười nhìn sang liệt thiên thú vương chúng ta ký kết khế ước không tổn thương lẫn nhau điểm ấy ngươi không có quên a à hắc hắc, ta có thể không động thủ, ta không tin lần này ngươi còn có thể thoát khỏi tay của ba cường giả thiên đạo. Liệt thiên thú vương cười lạnh, thì ra là thế, ai, thú chính là thú, rất dễ dàng bị người ta giấu kín. Ta và ngươi đi tới nơi này, mà hai nhân loại kia cũng vài ngày trước tới nơi đây. Ta chỉ có thực lực thâu thiên tá thọ cảnh, muốn phá phong ấn cường giả thiên đạo lưu lại cũng phải hao tổn ít nhất mấy ngày. Mất đi hơn 10 thiên đạo hoa, ngươi lại cảm thấy bị ta trộm đi. Nhiếp vân lắc đầu, hắn có được hàn băng nhận người ở đây cũng không biết cũng không biết hắn có binh khí cường đại như thế có thể bài trừ phong ấn trong thời gian rất ngắn cho nên mượn nhờ không biết này hắn ý định lại phân liệt quan hệ giữa đa ba vương tử và liệt thiên thú vương đương nhiên cho dù không thành công cũng không sao cả ít nhất gieo hạt giống nghi ngờ trong nội tâm của hắn quả nhiên liệt thiên thú vương lại nghi hoặc nhìn sang đám người đa ba vương tử thiếu niên trước mắt chỉ có thực lực thâu thiên tá thọ cảnh không có khả năng trong phá vỡ phong ấn trong thời gian ngắn, hai người này đã luyện hóa thiên đạo hoa, thành tiểu thiên đạo, hơn nữa từ bên trong đi ra. Muốn nói nhiều thiên đạo hoa như thế bị ai lấy đi, bọn chúng có khả năng lớn hơn nhiều. Ngươi cho rằng ly gián cấp thấp này hữu dụng sao? Hiện tại ta muốn ngươi chết, nhìn thấy sắc mặt của liệt thiên thú vương không tốt, đa ba vương tử biết rõ tốn miệng lưỡi với thiếu niên trước mắt sẽ chỉ làm hắn lâm vào bị động, hắn cao mày sau đó tấn công. Âm ầm, lực lượng cuồng bạo quét qua, lực lượng thiên đạo cảnh bộc phát như muốn xé rách không gian. Muốn giết ta, ha ha, không tốt đâu, ta tạm thời chưa muốn chết. Nhìn thấy trưởng của đối phương đánh tới, nhiếp phân tươi cười nói. Biết rõ người biết thuấn di, người cho rằng lần này còn có thể đào tẩu sao. Thời điểm nhiếp phân lập tức tiến vào lỗ đen, liệt thiên thú vương cùng lưu mộc vương tử đồng thời động thủ. Âm âm, hai đại cường giả thiên đạo đồng thời duỗi ngón tay, không gian chung quanh bọn họ bị đóng băng, lập tức cứng lại năng lực đặc biệt của cường giả thiên đạo, không gian ngưng kết. Giang giác, không gian ngưng kết, nhiếp phân như con cá bị đóng băng, muốn giấy rủa cũng vô dụng, càng đừng nói tiến vào lỗ đen. Tới đây, đóng băng nhiếp phân, lưu mộc phương tử cười lạnh một tiếng sau đó lăng không nắm tới. Thân thể nhiếp phân không bị khống chế và không tự chủ dần dần bay tới gần đối phương. Phá, nhìn thấy thân thể không ngừng di động, đột nhiên nhiếp cao mày, hàn băng nhận xuất hiện và điểm vào không gian. Âm âm âm, giam cầm không gian bị phá vỡ âm thanh nổ tung vang lên như phá vỡ khối băng đi phá vỡ không gian ngưng kết nhiếp phân không dám do dự và lập tức tê ến vào trong vòng xoáy màu đen hiện tại trọng yếu nhất là tìm được thế giới tri tâm và luyện hóa khi đó hắn mới có lực lượng chống lại đối phương nếu không thực phải chết ở chỗ này muốn chạy trốn không có dễ dàng như vậy đâu hắn còn chưa bay được bao xa một đạo lực lượng cường đại xông tới chỉ trong nháy mắt đã đi tới sau lưng nhiếp phân chính là đa ba công kích, ba đại cường giả thiên đạo cảnh liên hợp, nếu như để hắn chạy trốn thì bọn họ cũng cảm thấy nhục nhã khi còn sống. Ngăn cản giúp ta, hô, nhìn thấy công kích ở ngay trước mặt, nhiếp vân cũng không trốn tránh, tinh thần của hắn khẽ động, một bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng và đánh ra một quyền. Diệp đào, hiện tại diệp đào đã hoàn toàn luyện hóa thiên đạo hoa và biến thành một cường giả thiên đạo cảnh, lực lượng bao phủ nắm đấm của hắn, lập tức ngăn cản công kích của đa ba vương tử ở bên ngoài. Tại sao ngươi có thể mạnh như thế?" Đồng tử Đa Ba Vương tử co rụt lại, tuy Diệp Đào và hắn đều là cường giả Thiên đạo nhưng tiếp xúc một quyền, lực lượng người phía trước càng ngưng thực hơn, càng tăng kinh khủng, hai người chính thức đối chiến thì hắn căn bản không phải đối thủ. "Làm sao có thể?" Hắc hắc, chỉ có thể nói ngươi đần. Diệp Đào cười khẽ sau đó tiến lên đấm một cái. Đa Ba Vương tử luyện hóa Thiên đạo hoa, tuy thời gian nửa ngày là trở thành cường giả Thiên đạo, lực lượng còn chưa củng cố triệt để, Diệp Đào thì khác hắn được nhiếp phân dùng nạp vật thế giới gia tốc thời gian đã tu luyện không dưới trăm năm hoàn toàn dung hợp thiên đạo hoa lực lượng củng cố sức chiến đấu chân chính không thua gì phần thiên thú vương trong tình huống như thế đa ba vương tử không thể nào là đối thủ của hắn gia hỏa này có cổ quái đồng loạt ra tay nhìn thấy uy thế một quyền đa ba vương tử biết rõ khó có thể ngạnh kháng lúc này hắn thét lên bởi vì liệt thiên thú vương ký khế ước với nhiếp phân cho nên không dám ra tay Lưu Mộc Phương Tử và Phần Thiên Thú Vương không có kiêng kỵ này. Rầm rầm rầm, âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, ba đại cường giả Thiên Đạo công kích đánh tan công kích của Diệp Đào, lực lượng còn sót lại không giảm và tiến thẳng về phía trước. Chương 3454, át chủ bài của Đa Ba Vương Tử. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tuy thực lực Diệp Đào rất mạnh nhưng đối mặt ba đại cường giả Thiên Đạo đồng thời ra tay, hắn không thể nào là đối thủ của đối phương. Đừng ngăn cản, Nhìn thấy lực lượng này vào tới, một khi bị đánh trúng, Diệp Đào tất nhiên sẽ bị thương, Nhiếp Vân truyền âm. "Ân, biết rõ Nhiếp Vân sẽ không hại hắn, Diệp Đào lập tức đứng yên không nhúc nhích. Hô, thời điểm này lực lượng đánh tới, hắn cảm thấy thân thể của mình biến mất và trở lại nạp vật thế giới lần nữa." Viêm Hoàng Điện, ra. Biết rõ Diệp Đào không ngăn cản nổi, Nhiếp Vân thu hắn vào nạp vật thế giới, cùng thời khắc đó một tòa cung điện to lớn bao phủ hắn vào trong. Hắn sử dụng Viêm Hoàng Điện vào thời khắc nguy hiểm nhất đế cảnh thần binh, quả nhiên hắn có đế cảnh thần binh. Viêm hoàng điện xuất hiện, hai mắt liệt thiên thú vương đỏ rực, tuy sớm từ miệng phần thiên thú vương biết được tin tức, chính thức nhìn thấy vẫn làm hắn điên cuồng. Đế cảnh thần binh liên quan đến việc nó có thể siêu thoát hay không, rốt cuộc đã thiếu kiên nhẫn, thân thể khẽ động và lập tức bay thẳng về phía nhiếp vân. Đây là của ta, gào thét một tiếng, liệt thiên thú vương lao tới đánh một chảo, viêm hoàng điện ngăn cản móng vuốt và đứng sừng sững trên không trung. Thú vương, chúng ta ký kết khế ước không xâm phạm lẫn nhau, chẳng lẽ ngươi quên? Sắc mặt nhiếp vân trầm xuống, trước mắt trong năm đại cường giả thiên đạo chỉ có nó có thực lực hai châu, những người khác đều là một châu, nếu như gia hỏa này thật sự ra tay thì hắn không thể thoát được. Chúng ta ký kết khế ước, nhưng đế cảnh thần binh trước mặt, tất cả đều vô nghĩa, chỉ cần ta có được thần binh, một lần hành động siêu thoát, cái gọi là khế ước chỉ là trò đùa. Đương nhiên, nếu ngươi trực tiếp giao đế cảnh thần binh cho ta, Ta có thể giúp ngươi ngăn cản đám Phần Thiên thú vương, bảo trụ tính mệnh của ngươi." Liệt Thiên thú vương cười hắc hắc, "Bảo vệ tính mạng của ta? Không cần, thấy nó dùng công phu sư tử ngoạm, sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống, Viêm Hoàng điện lắc lư sau đó phóng ra hào quang vạn trượng, lúc này bàn tay vươn lên phía trước, ngay sau đó diệp đào xuất hiện lần nữa và đánh ra một quyền. "Là do ngươi muốn chết." Liệt Thiên thú vương cười lạnh sau đó nhìn đám người kia. Cùng liên thủ luyện hóa đế cảnh thần binh của hắn, về phần thuộc về ai lại quyết định sau. Tốt, phần thiên thú vương thét dài, lúc này chỉ một tay về phía Diệp Đào. Người này giao cho ta, ta ngăn chặn hắn, các ngươi cướp đoạt đế cảnh thần binh. Nói xong mặc kệ những người khác, cái đuôi thô to của hắn tấn công Diệp Đào. Bị lực lượng của hắn tập trung, Diệp Đào không cách nào đào thoát, chỉ có thể lao ra khỏi viêm hoàng điện, ngay sau đó một người một thú kịch chiến trên không trung. Nhiếp vân, không nghĩ tới người có đế cảnh thần binh, nếu như ta đoán không tệ, đây là thần nông đại đế lưu lại viêm hoàng điện A. Nghe nói viêm hoàng điện nương theo thần nông đại đế biến mất trong đế vẫn hạo kiếp, không nghĩ tới lại nằm trong tay của ngươi. Đa ba vương tử đi tới chợ ức mặt, ánh mắt lập lè, hưng phấn thét lên. Liệt thiên thú vương không biết nhiếp vân sử dụng đế cảnh thần binh là cái gì, hắn lại hiểu thần giới rất rõ, cả thần giới chỉ có gần 30 đế cảnh thần binh mà thôi, nhiếp vân đạt được thần nông truyền thừa, rất dễ dàng đoán ra. Viêm hoàng điện, cung điện có tính phòng ngự, cho dù trong đế cảnh thần binh cũng có số má viêm hoàng điện là đế cảnh thần binh đỉnh phong không phải loại người thực lực thâu thiên tá thọ cảnh như ngươi có thể luyện hóa hoàn toàn hôm nay chúng ta sẽ lấy nó ra khỏi tay của ngươi ngược lại ta muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu lưu mộc vương tử cũng xông lại trên người hắn sinh ra hào quang lúc này ba đại cường giả thiên đạo cảnh vận dụng lực lượng bao phủ viêm hoàng điện từng đạo hào quang quấn quanh viêm hoàng điện bị trói như bánh trưng ngăn cản cảm nhận được ba đại cường giả thiên đạo bộc phát lực lượng kinh người nhiếp vân khống chế viêm hoàng điện xoay tròn lần nữa. Tu Vi đã tới thâu thiên tá thọ cảnh, lực khống chế viêm hoàng điện tiến thêm một bước, tuy bị ba đại cường giả thiên đạo vây công nhưng vẫn không có gì. Ha ha, ba đại cường giả thiên đạo cũng không hơn gì thế này, ta đi trước. Kéo đứt lực lượng đối phương bao phủ, nhiếp vân thét dài một tiếng, khống chế viêm hoàng điện bay vào trong hắc động. Thú vương, không thể để cho hắn đi qua, đây là thế giới chi tâm của liệt thiên khu, chẳng lẽ ngươi quên biến cố thế giới chi tâm phần thiên khu hay sao? Gia hỏa này nhất định có phương pháp thôn vệ thế giới chi tâm phương, nếu để hắn đi vào sẽ khó bắt lấy. Nhìn thấy viêm hoàng điện giấy ruộng khỏi khống chế của ba người và bay vào vòng xoáy, đa ba vương tử lập tức la lớn. Không sai, hôm nay để ngươi tiến vào thế giới chi tâm, ta sẽ không gọi là liệt thiên thú. Thân thể liệt thiên thú vương lúc này đi tới phía dưới viêm hoàng điện sau đó vỗ cánh nâng viêm hoàng điện lên. Viêm hoàng điện là đế cảnh thần binh, nếu dùng công kích vật chất đơn thuần khó mà pha vỡ, chúng có thể làm chính là ngăn cản nó hạ xuống, sau đó lại dùng đại pháp cướp lấy quyền khống chế từ nhiếp phân. Ngăn cản, ta muốn xem ngươi làm sao ngăn cản, không nghĩ tới liệt thiên thú vương ác như vậy, ý định ngạnh kháng viêm hoàng điện, muốn nâng nó bay lên, hắn cười lạnh lùng và vỗ xuống một cái. Âm âm, lực lượng viêm hoàng điện gia tăng thêm mấy lần, liệt thiên thú vương cảm thấy khung xương toàn thân như bị núi đè, hắn phun ra một ngụm máu tươi, Tuy thực lực nhiếp vân hệ hiện tại không phát huy được một phần trăm lực lượng viêm hoàng điện nhưng nó là đế cảnh thần binh, không phải cường giả thiên đạo cảnh có thể chống lại. Đáng giận, biết rõ liệt thiên thú không duy trì nổi thì không ai có thể ngăn cản nhiếp vân sông vào thế giới chi tâm, đa ba vương tử cao mày, cổ tay lắc lư, một thanh đại đao xuất hiện trong lòng bàn tay. Đại đao vừa xuất hiện trên không trung, không gian đã xuất hiện vết rách và tỏa ra khí tức đáng sợ. Thiên đạo thần binh, thì ra đây là chỗ dựa của hắn, nhìn thấy uy lực của cây đao này, sắc mặt nhiếp phân ngưng trọng. Tuy không phải đế cảnh thần binh, lại là nửa bước đế cảnh, không ngờ còn là cấp bậc thiên đạo. Cường giả thiên đạo có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của thiên đạo thần binh, không giống hắn sử dụng linh lung chân châu tháp chỉ có thể phòng động bị động. chương 3455, Hoàn Mỹ Giới Vực Thượng Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trước kia đám người đa ba vương tử có thể tránh được liệt thiên thú đuổi bắt, hắn đã đoán ra đối phương có nắm át chủ bài, hiện tại xem ra có chính là nhờ vào thiên đạo thần binh hắn vừa tới thành vân châu đã có thể đạt được một kiện linh lung chân châu tháp đa ba là ra hỏa một lòng muốn tranh đoạt đại vị tìm được một món cũng không có gì bất ngờ xảy ra thiên đạo thần binh thì sao bằng vào thứ này muốn phá vỡ phòng ngự viêm hoàng điện không có khả năng nhiếp vân hử lạnh cường giả thiên đạo sử dụng thiên đạo thần binh thực sự có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất viêm hoàng điện là đế cảnh thần binh cả hai không cùng cấp bậc giống như dùng nhánh cây đánh vào kim loại không có tác dụng gì. Thiên đạo thần binh của ta không phá nổi phòng ngự của viêm hoàng điện nhưng thực lực của ngươi có thể gánh được bao nhiêu lần công kích. Dường như biết suy nghĩ của hắn, đại đạo cấp thiên đạo bộc phát huy năng, đa ba vương tử gào thét một tiếng, thực lực cường giả thiên đạo cảnh bộc phát hoàn mỹ sau đó đánh thẳng vào viêm hoàng điện. Âm âm, đao mang đánh vào viêm hoàng điện nhưng không lưu dấu vết gì, tuy chấn động mãnh liệt nhưng lại làm viêm hoàng điện lắc lư nhỏ. Hỏng bét, cảm nhận được đao mang va chạm mang đến lực lượng phản chấn, nhiếp phân biến sắc. Thanh thiên đạo thần binh này không thể phá vỡ phòng ngự của viêm hoàng điện nhưng lực lượng thật sự quá cường đại, không ngừng công kích, lực pha chạm xuyên thấu viêm hoàng điện lan vào bên trong làm hắn không chịu nổi. Một đao hai đao cũng bỏ đi, nếu công kích liên tiếp, rất nhiều không gian trong viêm hoàng điện sẽ bị tai họa ngập đầu. Không nói thứ khác, chỉ nói dược viên liên tục bị công kích có thể diệt sạch vô số dược liệu chân quý. Đáng giận, sắc mặt nhiếp vân khó coi. Viêm hoàng điện là đế cảnh thần binh nhưng thực lực của hắn quá thấp cũng không phát huy đầy đủ uy lực, đa ba vương tử thân là cường giả thiên đạo, sử dụng đại đao sinh ra lực lượng cường đại, nếu vẫn công kích sẽ mang tới lực chấn động bên trong viêm hoàng điện, khi đó tất cả bảo vật trong điện bị hủy trong chốc lát. Thậm chí hắn còn bị thương, không được, tiếp tục như vậy, cho dù ta có thể kiên trì nhưng không có cơ hội luyện hóa thế giới chi tâm. Liệt thiên thú vương ở dưới nâng viêm hoàng điện, bản thân mình không thể tới gần thế giới chi tâm, Mặc dù trong thời gian ngắn không bị tổn thương nhưng nghĩ muốn luyện hóa thế giới chi tâm là chuyện không có khả năng. Phải nghĩ biện pháp mới được, vẻ mặt Nhiếp Vân suốt ruột, không nhanh nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh, bảo vật trong Viêm Hoàng Điện bị hủy chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu nhất không thể thôn vệ thế giới chi tâm trước mặt sẽ lâm vào bị động. Điện hạ, chúng ta cũng muốn tấn cấp thiên đạo, giúp ngươi ngăn cản. Thời điểm vô kế khả thi, Như Hạ Vương tử và Vân Nhu lên tiếng. Tốt, trong cơ thể bọn họ có huyết mạch đại đế Thiên phú lại cao, cho dù không phục dụng Thiên Đạo Hoa, nương theo thời gian qua đi cũng có cơ hội rất lớn đột phá Thiên Đạo. Hiện tại tình cảnh đầy nguy cơ, bốn đại cường giả Thiên Đạo chắc chắn sẽ không cho bọn họ thời gian, bọn họ cũng không thể giúp cái gì, chỉ bằng hiện tại đột phá. Nhiếp Vân cũng biết ý của bọn họ nhưng hiện tại không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể như thế. Hít sâu một hơi, tinh thần khẽ động, Thiên Đạo Hoa xuất hiện trước mặt hai người, đồng thời hai thi thể Liệt Thiên thú xuất hiện. Muốn phục dụng Thiên Đạo Hoa tấn cấp chỉ có thể mượn thi thể liệt thiên thú, không còn phương pháp khác. Gia tốc thời gian, 100 triệu lần, biết rõ thời gian không đợi người, giao hai món đồ cho bọn họ, đồng thời gia tốc thời gian quanh bọn họ. Âm ầm bên ngoài chỉ mấy giây nhưng hai người như hạ vương tử, vân. Nhu đã hoàn thành tấn cấp, đứng dậy, ý niệm thiên đạo không ngừng bao phủ chung quanh bọn họ và tỏa ra lực lượng cuồng bạo Như hạ, người ngăn cản liệt thiên thú vương, cho ta đầy đủ thời gian tìm kiếm thế giới chi tâm, Vân Nhu, người đi giúp Diệp Đào. Nếu gặp phải nguy hiểm thì quay về viêm hoàng điện, trong thời gian ngắn bọn họ không phá được phòng ngự đâu. Thấy hai người đột phá, nhiếp Vân thở ra một hơi, dặn dò một tiếng. Tốt, hai người đồng thời gật đầu, lúc này đồng thời lao ra khỏi viêm hoàng điện. Liệt thiên thú vương, đối thủ của ngươi là ta, rời khỏi viêm hoàng điện, như hạ vương tử bay thẳng về phía liệt thiên thú vương. Hắn ngưng tụ lực lượng vào một điểm và đánh thẳng vào mi tâm thú vương. Thú vương đang nâng viêm hoàng điện, muốn mau chóng chấm dứt tình huống hiện tại chỉ có này một biện pháp như thế này cút ngay liệt thiên thú vương nhìn ra mục đích của nhữ hạ vương tử cho nên dùng đuôi quét qua bành nắm đấm va chạm với cái đuôi nhữ hạ vương tử lập tức bay ra ngoài hắn ngã xuống vách đá có vòng xoáy há miệng phun ra máu tươi hắn trở thành cường giả thiên đạo thời gian quá ngắn hơn nữa chỉ có thực lực một châu, cũng không phải đối thủ của liệt thiên thú vương hắn vừa bị thương phân nhu bên kia cũng bị lưu mộc vương tử ngăn cản thực lực hai bên không kém nhau nhiều, trong thời gian ngắn khó phân ra thắng bại, Diệp Đào chiến đấu với phần thiên thú vương cũng sắp không kiên trì nổi. Phần thiên thú vương làm cường giả thiên đạo cảnh uy tín lâu năm, công kích một lớp lại một lớp, lực lượng vô cùng cuồng bạo, Diệp Đào chỉ có thể bại lui liên tiếp và không thể ngăn cản. Tiếp tục như vậy hiệu quả không lớn như trước, ta khó mà tìm được cơ hội. Nhìn rõ tình hình hiện tại, nhiếp phân cao mày suy nghĩ. Mặc dù bên cạnh mình có ba đại cường giả thiên đạo cảnh và một kiện đế cảnh thần binh, từ tình hình hiện tại cũng không lạc quan. Nếu chậm trễ hơn nữa, chỉ sợ thế giới chi tâm sẽ đào tẩu. Chậm trễ một ít thời gian cũng bỏ đi, mấu chốt là thế giới chi tâm cấp 12 khẳng định có trí tuệ của mình, tiếp tục rằng có sẽ làm nó đào tẩu. Một khi đào tẩu, liệt thiên khu lớn như vậy hắn có thể đi nơi nào tìm. Đáng giận, sắc mặt khó coi, nội tâm nhiếp vân vô cùng lo lắng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn nhất định phải có thế giới chi tâm, bị bốn đại cường giả thiên đạo ngăn cản, viêm hoàng điện không thể rời đi, hắn làm sao tiến vào thế giới chi tâm. Đúng, thay mận đổi đào, trong nội tâm lo lắng, đột nhiên tinh thần khẽ động và có suy nghĩ khác. Nếu rõ rệt thôn vệ thế giới chi tâm là chuyện không thể nào, sẽ bị bốn đại cường giả thiên đạo cuốn lấy, muốn thoát đi là không có khả năng. chương 3456, Hoàn Mỹ Giới Vực Hạ 1 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Biết rõ không được sao không thử, hô, trong nội tâm nghĩ như vậy, tinh thần khẽ động, một phân thân nhất khí hóa tam thanh khác xuất hiện trước mặt. Nhất khí hóa tam thanh tăng thêm bản tôn là ba người, trong đó một ở lại hỗn độn hải dương, một khác đang ở trong nạp vật thế giới. Phân thân và bản tôn có được thực lực như nhau, tuy hai mà một, trừ trong người bản tôn có rất nhiều đan điền ra, bất cứ kẻ nào cũng không nhìn ra khác biệt. Nếu không thể thôn vệ thế giới chi tâm một cách hiển nhiên, nếu làm âm thầm thì khác. Đám người đa ba không biết mình có được phân thân, nếu như phân thân lao ra chiến đấu với hắn tất nhiên có khả năng hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt, cũng sáng tạo cơ hội cho bản tôn tiến vào lỗ đen thôn vệ thế giới chi tâm. Làm, làm như vậy phải lưu viêm hoàng điện lại, không lưu viêm hoàng điện lại, đối phương nhất định sẽ hoài nghi, hơn nữa đám người diệp đào không có nơi tị nạn rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Nếu như lưu lại, bản tôn tiến vào thế giới chi tâm sẽ phi thường nguy hiểm. Thế giới chi tâm cấp 12 có bao nhiêu lực lượng, mặc dù là hắn cũng không có nắm chắc chỉ có thể liều mà thôi. Ánh mắt nhiếp vân mang theo tàn nhẫn, hiện tại không có biện pháp nào khác, chỉ có con đường này có thể đi, không liều sẽ không có khả năng thôn vệ thế giới chi tâm, nếu liều phi thường nguy hiểm nhưng sẽ có một tia hy vọng. Linh lung chân châu tháp, hàn băng nhận, còn có năm đạo dung hợp chi khí cuối cùng đều cho ngươi. Cắn răng một cái, tinh thần khẽ động, nhiếp vân lưu linh lung chân châu tháp và hàn băng nhận cho phân thân, hai kiện thiên đạo thần binh này đã bị hắn luyện hóa, phân thân cũng có thể sử dụng dễ dàng. Viêm hoàng điện cũng như thế, người khác muốn khu động rất khó, phân thân nhất khí hóa tam thanh của hắn lại sử dụng dễ dàng. Phân thân chỉ có thực lực thâu thiên tá thọ cảnh, muốn đấu với cường giả thiên đạo mà không trang bị đầy đủ là không thể nào. Hàn băng nhận không rõ cấp bậc nhưng ít ra đã tới cấp bậc thiên đạo, phối hợp linh lung chân châu tháp, một công một thủ, cho dù liệt thiên thú vương có là cường giả thiên đạo, trong thời gian ngắn muốn đánh chết phân thân cũng không dễ dàng. Hơn nữa có viêm hoàng điện quay vòng, hoàn toàn có thể ngăn chặn đối phương, từ đó không phát hiện ra chính mình. Hô, làm xong chuyện này, thân thể nhiếp vân hóa thành hạt bụi bám vào trong phân thân. Đa Ba, Lưu Mộc, Phần Thiên, Liệt Thiên, ta xem hôm nay hưu chết vào tay ai. Phân thân gào thét sau đó lao ra khỏi Viêm Hoàng Điện. Rốt cục không làm rùa đen rút đầu sao? Thấy hắn xuất hiện, ánh mắt Đa Ba Vương tử vui vẻ, đại đao trong tay quét qua bổ thẳng vào nhiếp vân. Đao mang lan tràn mấy trăm dặm, cũng bao phủ lỗ đen vào bên trong lực lượng cường đại làm không gian sụp đổ từng tầng, mắt thấy sắp nuốt nhiếp vân vào bên trong. Hừ, phân thân quát lạnh một tiếng, ngay sau đó một bảo tháp xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn giống như cự nhân chống trời, cùng thời khắc đó hàn băng nhận quay tròn một vòng, dưới sự khống chế của ngón tay của hắn đã nện thẳng về phía trước. Bản tôn dùng 5 lần dung hợp đại đạo, được thiên đạo cho phép còn có thể sử dụng 5 lần, 5 lần cơ hội, nhiếp vân trực tiếp ném cho phân thân, lại để hắn có lực lượng điều động hàn băng nhận va chạm với đối phương ầm ầm đại đao và hàn băng nhận va chạm với nhau âm thanh xé rách đáng sợ xuất hiện không gian bị rách một lỗ thủng lớn chính là thời điểm này nhiếp phân bản tôn biến thành cho bội nhìn thấy khí lưu quét qua và không gian dạn nứt ánh mắt vui vẻ thân thể khẽ động bay ra khỏi phân thân và tiến vào lỗ đen động tác của hắn rất nhẹ cho dù đám cường giả đang chiến đấu chung quanh cũng không phát hiện gì thường rầm 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 hàn băng nhận ngăn cản chín thành lực lượng của đại đao còn lại bị linh lung chân châu tháp ngăn cản ở bên ngoài đa ba vương tử công kích toàn lực cũng không thể làm phân thân nhiếp phân bị thương không tệ xem ra có thể kiên trì một thời gian ngắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhiếp phân thở ra một hơi vốn hắn còn lo lắng phân thân không kiên trì nổi bị đối phương nhìn thấu hiện tại xem ra là hắn lo ngại có hàn băng nhận linh lung chân châu tháp trợ giúp phân thân có thể ngăn cản thời gian ngắn đa ba vương tử không làm gì được hắn thời gian dài chỉ có thể trốn vào viêm hoàng điện ẩn nấp tuy phân thân còn không có đạt tới thiên đạo cảnh nhưng bằng vào ba kiện thần binh ngăn cản cường giả thiên đạo cũng không có vấn đề quá lớn. Bởi như vậy đám người Diệp Đào không gặp nguy hiểm quá lớn. Chỉ cần có thể ngăn chặn đối phương, hắn có biện pháp thôn vệ thế giới chi tâm. Không ngừng hạ xuống, không biết qua bao lâu hắn đã bệ ến thành bộ dạng nhân loại. Hiện tại đã tiến vào lỗ đen, cho dù liệt thiên thú vương có thực lực mạnh hơn nữa cũng không thể phát hiện. Oán khí thật đậm đặc, nhưng oán khí này đều bị thế giới chi tâm thôn vệ lại phi hành một hồi, bàn chân chạm vào mặt đất, lập tức cảm thấy cả không gian tràn ngập oán khí nồng đậm. Nhưng oán khí này đều là oán khí của liệt thiên thú vương chết đi ngưng tụ mà thành, không nghĩ tới đều hội tụ đến nơi đây, xem ra đều bị thế giới chi tâm cắn nuốt. Thì ra thế giới chi tâm xem liệt thiên thú vương trở thành chất dinh dưỡng, để cho bọn chúng trăm vạn năm hẳn phải chết, trên thực tế chẳng khác gì thu hoạch lúa mạch, một trăm vạn năm lúa chín cho nên phải thu hoạch cho mình dùng cảm nhận được thế giới chi tâm không ngừng nuốt oán khí, ánh mắt nhiếp phân ngưng trọng. Rốt cuộc hắn hiểu ra vì sao trong sơn cốc càng vào sâu oán khí càng loãng, thì ra là bị thế giới chi tâm nuốt. Nó chăn nuôi liệt thiên thú vương như lúa mì, mỗi trăm vạn năm thu hoạch một lần, chính bởi vì như thế mới càng lúc càng lớn, cả phần thiên khu biến thành thế giới cấp 12. Có lẽ tổ tiên liệt thiên thú cũng phát hiện này, không muốn bản thân bị cắn nuốt nên mới cam tâm cung cấp nuôi dưỡng thiên đạo hoa, từ đó ngưng tụ lực lượng toàn thân thành đóa hoa. Nếu không, nếu như không có cường giả thiên đạo chủ động phối hợp, một đóa hoa không có linh trí làm sao có thể thôn vệ sạch sẽ lực lượng của cường giả thiên đạo chứ? Mặc kệ nhiều như thế, thôn vệ nó trước rồi nói sau. Có oán khí chuổi xuôi, tìm kiếm thế giới chi tâm cũng thuận tiện rất nhiều, thời gian phi hành không dài đã nhìn thấy trái tim cực lớn đang lơ lửng giữa không trung. Mỗi khi đập một cái sẽ sinh ra âm thanh như sấm sét, vang vọng sâu trong linh hồn. Chương 3457, Hoàn Mỹ Giới Vực Hạ 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Luân phiên vài lần, sắc mặt nhiếp vân tái nhợt và không ngừng lui về phía sau. Thật mạnh, thế giới chi tâm đập sinh ra áo nghĩa phù hợp đại đạo, tuy hắn đã đạt tới thâu thiên tá thọ cảnh nhưng có chút không ngăn cản nổi. Nép vật thế giới, ra, tinh thần khẽ động, nạp vật đan điền bay ra khỏi khí hải của hắn, khí tức cường đại bao phủ chung quanh. Muốn thôn vệ ta sao? Vậy phải xem ngươi có thực lực này hay không? Nạp vật thế giới xuất hiện, một đạo ý niệm truyền vào trong đầu, nhiếp vân biến sắc, lập tức lâm vào thế giới hỗn độn. xem ra người cũng muốn thôn phệ ta, vậy thì xem ai mạnh hơn. biết rõ đây là ý thức giao phong, nhiếp vân không có lùi bước, ngược lại cắn răng ninh đón, mở ý thức chiến đấu. ầm ầm, ý thức mở ra, ý niệm khổng lồ tiến vào muốn cắn nuốt hắn. chỉ trong nháy mắt nhiếp vân mất đi ý thức của mình, dường như tiến vào một không gian không biết tên, ở chỗ này không có thời gian, không có không gian, chỉ có hỗn độn hắn tiến vào trong đó cũng quên đi tất cả, hoàn toàn bị đồng hòa vào nham thạch không có tư tưởng. Ta ở nơi nào, đây là đâu, ta là ai, không biết qua bao lâu, trong nham thạch sinh ra ý thức mê mang nhìn bốn phía. Thức bản thân nhiếp vân đã hoàn toàn biến mất, hiện tại chỉ còn lại nham thạch vô trí. Ngươi là ý chí liệt thiên thế giới sinh ra, một giọng nói xa xưa vang lên, liệt thiên thế giới, nham thạch mê hoặc, vậy ngươi là ai, ta là thế giới chi tâm của liệt thiên thế giới, chính là mẫu thân của ngươi, nhanh lên trở lại mẫu thân ôm ấp âm thanh tiếp tục vang lên mẫu thân nham thạch chậm rãi đi về nơi phát ra âm thanh nếu là mẫu thân chắc chắn sẽ không hại hắn chỉ chốc lát nham thạch đi tới trước mặt mẫu thân đang định hưởng thụ mẫu thân ôm ấp đột nhiên cảm giác được lực lượng thôn vệ sinh ra lực lượng này trùng kích ý thức không cường đại của hắn cũng bắt đầu tan rã không ngươi không phải mẫu thân của ta sao vì sao lại thôn vệ ta nham thạch hò hét hắc hắc nuốt người ta có thể trở thành thế giới cao cấp hơn có lẽ có thể thoát ly gông cùm xiềng xích của thế giới du lịch vũ trụ ngươi đi tới nơi này chẳng phải vì thôn vệ ta sao đã như thế còn không bằng ta nuốt ngươi mẫu thần truyền tới ý niệm hung ác thôn vệ ngươi thoát ly gông cùm xiềng xích nghe nói như thế nham thạch như nhớ lại cái gì đó trong đầu có tiếng nổ vang ngay sau đó lực lượng như lửa đốt ngăn cản lực lượng thôn vệ một lỗ đen cực lớn xuất hiện ta nhớ rồi không sai ta là tới thôn vệ ngươi ta là nhân loại, ta là... Nhiếp vân, nham thạch biến lớn, dáng người càng ngày càng cao, trong chốc lát đã biến thành tồn tại thông thiên triệt địa. Ngươi, không phải ý thức của ngươi đã bị ta đồng hóa sao? Làm sao có thể khôi phục trí nhớ? Mẫu thân hoảng sợ la lớn, dường như không thể tin được. Bị ý chí cường đại cẩu nó đồng hóa, đối phương phải không có ý thức, không có tư tưởng, cam tâm bị cắn nuốt, tại sao đột nhiên thức tỉnh ý thức của mình? Ta bị ngươi đồng hóa, không cho ngươi đồng hóa còn muốn nhanh chóng thôn phệ ngươi là chuyện không có khả năng. Nạp vật thế giới, thôn phệ, Nhiếp Vân tươi cười, thế giới chi tâm là thế giới cấp 12, nếu như muốn luyện hóa là chuyện quá khó khăn, tốn hao thời gian còn dài hơn thôn vệ phần thiên khu, hiện tại nguy cơ trùng trùng, không có khả năng. Lưu thời gian cho hắn, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, buông tha tư tưởng bản thân tiến vào trong ý niệm của đối phương. Một khi thất bại, chính mình bị đối phương thôn phệ tuy nguy hiểm nhưng thành quả cuối cùng là hắn thành công. A không, nạp vật thế giới càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã thôn vệ sạch ý chí của thế giới chi tâm. Âm um, ầm um, nương theo tiếng nổ lớn, thôn vệ thế giới cấp 12 vào nạp vật thế giới, nạp vật thế giới càng cường đại hơn, càng vững chắc, lực lượng dần dần tăng lên. Thế giới cấp 9, thế giới cấp 10, chỉ trong nháy mắt nạp vật thế giới lập tức vững chắc như thần giới, trở thành thế giới cấp 10. Cảm giác thật vững chắc, đứng trong nạp vật thế giới mới, nhiếp vân mỉm cười. Quả nhiên ba ngàn đại đạo hoàn mỹ, nạp vật thế giới tấn cấp đến cấp 10, ba ngàn đại đạo mất trật tự giờ phút này đã tới cảnh giới mới, dung hợp hoàn mỹ với nhau, cũng như hàn băng và hỏa diễm dung hợp hoàn mỹ, tuy hai mà một. Nhất là chủ đan điền dung hợp nạp vật thế giới, cũng biến thành trụ cột xây dựng thế giới, từ đó nạp vật thế giới càng thêm vững chắc. Tất cả đại đạo trăm sông đổ về một biển, không có bài danh. Không có mạnh nhất cũng không có yếu nhất, nhìn thế giới vững chắc trước mắt, ngón tay nhiếp phân điểm về phía trước. Nếu thành công thì đột phá đi, ầm ầm, thân thể nổ vang, giới vực cường đại hình thành bên ngoài thân thể nhiếp phân, thực lực của hắn lập tức từ vương cảnh viên mãn đạt tới hoàng cảnh. Hoàn mỹ giới vực, thành, suốt cục đạt tới hoàng cảnh, thở ra một hơi, nhiếp phân hưng phấn không nhỏ, còn chưa có tiến vào thành Vân Châu thì hắn đã là vương cảnh viên mãn, hắn vẫn không đột phá là vì chờ ngày hôm nay. Thời gian gần một năm, hắn cố gắng vì hoàn mỹ giới vực, Công phu không phụ lòng người, rốt cục hắn vẫn thành công. Đạt tới hoàng cảnh với ta mà nói, tấn cấp có lẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn tích lũy hùng hậu, lại có vô số bảo vật, dựa theo đạo lý đạt tới hoàng cảnh có thể đột phá dễ dàng, có thể trùng kích hoàng cảnh viên mãn rất nhanh, thậm chí rất cao. Xem thử Hoàn Mỹ giới vực một chúy lại nói sau, trong nội tâm hưng phấn, Nhiếp Vân nhìn vào nạp vật thế giới. Xem xét một lúc, hắn sững sờ tại chỗ và nói tục. Bà mẹ nó, đây không phải đùa nghịch ta sao? Trong khí hải, ba ngàn đan điền dung hợp trở thành một giống như một quả trứng gà, nó yên tĩnh nằm đó và tỏa ra khí thức nhàn nhạt. Tinh thần tiến vào bên trong, là thế giới vững chắc giống như thần giới, đạt tới thấp cấp, phạm vi của nó giảm bớt không ít. Chỉ có một châu của thần giới, nhìn thấy thế giới trong người mình như thế, nhiếp vân cũng lập hiểu ra đột khó khi tấn cấp. Thực lực của hắn hiện tại có được một châu của thần giới, thực lực đã không kém gì cường giả thiên đạo nhất châu cảnh tuy hiện tại hắn là hoàng cảnh sơ kỳ, muốn tấn cấp trung kỳ. Cần làm thế giới khuếch đại gấp đôi, đó là phải làm thế giới trong người tấn cấp hai châu. chương 3458, nhiếp phần im lặng. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Gia tăng một châu, thực lực của hắn trong hoàng cảnh gia tăng một bước. Không phải đùa hắn là gì, vốn tưởng rằng tấn cấp hoàng cảnh sẽ tu luyện nhanh hơn trước, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, biết rõ loại ý nghĩ này qua thật không khác gì nói đùa phạm vi một châu của thần giới vô cùng bao la, không cần đầu óc cũng có thể nghĩ ra được, gia tăng gấp đôi mới có thể tấn cấp. Thiệt giả, chính mình vì ngưng tụ một châu thành hoàn mỹ giới vực, không biết nuốt mất bao nhiêu hỗn độn thế giới, thậm chí còn nuốt mất thế giới chi tâm liệt thiên khu là thế giới cấp 12, cuối cùng mới. Ngưng tụ ra lực lượng một châu mà thôi, muốn gia tăng gấp đôi. Nghĩ tới điểm này nhiếp vân đều cảm thấy nhức đầu, đầu tiên thử một chút, hy vọng ta không đoán sai. Tinh thần khẽ động, lúc trước hắn đã được bảo vật trong tay đám đa ba vương tử, lưu mộc vương tử đều đưa vào trong nạp vật thế giới. những thứ này là bảo bối nhất đẳng của thần giới, rất thứ có thể làm hoàng cảnh sơ kỳ trực tiếp tấn cấp đến hoàng cảnh viên mãn, mấy trăm gần cả ngàn món như thế trồng chất với nhau, cho dù bất cứ thiên tài nào trong thần giới phục dụng một lần cũng phải bảo thể mà chết. nhiếp vân hiện tại muốn làm chính là thí nghiệm một lát, chính mình tấn cấp hoàng cảnh trung kỳ cần bao nhiêu năng lượng, nếu như suy đoán là sai nhiều bảo bối như thế ít nhất có thể làm cho hắn tấn cấp đến hoàn cảnh viên mãn thậm chí một lần hành động đột phá thâu thiên tá thọ với hắn mà nói chỉ mong suy nghĩ lúc trước là sai lầm ầm ầm tiến vào thần giới đến nay tích lũy vô số bảo vật đồng thời nổ tung lực lượng cường đại bao phủ nạp vật thế giới cô 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 lực lượng dừng lại thật nhanh nhiếp phân xem xét liền im lặng hắn có cảm giác sắp sụp đổ nhiều bảo bối như vậy điệp ra nhưng cả nạp vật thế giới gia tăng chưa tới một phần vạn nói cách khác muốn đột phá đến hoàn cảnh trung kỳ ít nhất cần gấp một vạn lần những bảo vật như thế nói đùa sao đa ba vương tử siêu tập không biết bao lâu đạt được bao nhiêu di tích thượng cổ mới có được nhiều bảo bối như thế bị chính mình tận diệt còn có không ít bảo vật đạt được trong phần thiên khu liệt thiên khu mới gia tăng một phần vạn số còn lại hắn đi nơi nào tìm cho dù vơ vét cả thần giới cũng không đủ đấy trừ phi thôn vệ cả thần giới nhiếp vân khóc không ra nước mắt xem ra suy đoán lúc trước là đúng nạp vật thế giới đạt tới hai châu mới có thể tấn cấp hoàng cảnh trung kỳ. Thiên đạo hoa ẩn chứa lực lượng cả đời của cường giả thiên đạo cảnh, có lẽ thôn vệ thứ này sẽ tấn cấp nhanh hơn. Bảo vật hiệu quả không lớn, nhiếp vân tập trung lực chú ý vào đám thiên đạo hoa. Nếu đám người diệp đào phục dụng ba gốc, bây giờ hắn còn 11 gốc. 11 gốc thiên đạo hoa, tương đương với 11 cường giả thiên đạo, nhiều lực lượng như thế dung hợp cùng một chỗ, có lẽ có thể làm thực lực của hắn tiến vộ rất nhanh. Trong nội tâm khẽ động, một cây thiên đạo hoa xuất hiện trong nạp vật thế giới ầm ầm thiên đạo hoa nổ tung ngay sau đó lực lượng hùng hậu tới cực điểm bộc phát xoẹt xoẹt tương đương xoẹt xoẹt tương đương nạp vật thế giới tham lam cắn nuốt lực lượng phát ra chậm rãi khuếch trương càng lúc càng lớn hô nạp vật thế giới khuếch trương dừng lại bà mẹ nó nhìn thấy nạp vật thế giới sau khuếch trương nhiếp vân há hốc mồm lần nữa nạp vật thế giới gia tăng một phần người một phần người còn cách hoàng cảnh trung kỳ quá xa một cây thiên đạo hoa mới gia tăng nạp vật thế giới thêm một phần mười. Nhiếp vân im lặng, một cây thiên đạo hoa đủ giúp cường giả thâu thiên tá thọ cảnh tấn cấp đến thiên đạo. Lực lượng khổng lồ như thế chỉ làm cho nạp vật thế giới gia tăng một phần mười diện tích, cũng quá hố người mà. Còn thừa lại mười gốc thiên đạo hoa, cho dù sử dụng toàn bộ cũng chỉ giúp ta đạt tới hoàng cảnh trung kỳ. Nhiếp vân lắc đầu, xem ra hắn suy nghĩ quá đơn giản, nạp vật thế giới tấn chức khó khăn hơn hắn tưởng tượng. Cũng đúng, Cường giả thiên đạo cảnh phổ thông tuy chỉ có lực lượng một châu nhưng bọn họ chỉ lĩnh ngộ một đại đạo, cơ bản chỉ có một loại, mà nạp vật thế giới của hắn là ba 000 đại đạo dung hợp tạo thành, từ chất lượng đã vượt qua cường giả thiên đạo. Cảnh phổ thông quá nhiều, tuy thiên đạo hoa ẩn chứa năng lượng cường đại nhưng chỉ có một đại đạo, có thể gia tăng nạp vật thế giới một phần 10 phạm vi xem như không tệ. Không thể lãng phí 10 gốc thiên đạo hoa này được, nhìn 10 gốc còn lại, nhiếp vân không đang tiếp tục sử dụng. 10 gốc thiên đạo hoa có thể giúp hắn tạo nên 10 vị cường giả thiên đạo, luyện hóa toàn bộ cũng chỉ giúp nạp vật thế giới gia tăng gấp đôi, đạt tới hoàng cảnh trung kỳ, gia tăng có hạn. Nếu lãng phí như thế, còn không bằng lưu cho người bên cạnh sử dụng. Thực lực tấn cấp như thế nào thì từ từ suy nghĩ, hiện tại phải giải quyết vấn đề trước mắt. Không tiếp tục sử dụng thiên đạo hoa, hiện tại Nhiếp Vân có hiểu biết nhất định về thực lực của mình. Lúc hắn thanh tỉnh lại, hắn biết lần này thôn vệ thế giới chi tâm nhanh hơn phần thiên khu rất nhiều nhưng thời gian cũng không ngắn, chỉ sợ dùng thời gian cũng gần 20 ngày. Vốn thời gian trong vạn giới động thiên cũng đã lâu, lại trải qua 20 ngày, chỉ sợ lúc động thiên mở ra còn hai ngày nữa. Thời gian 20 ngày, cũng không biết tình huống bên ngoài ra sao, chỉ mong đám người diệp đào có thể chịu đựng, vấn đề không lớn. Đi qua xem, hô, nghĩ đến điểm này, nhiếp phân lập tức bịa đi, hắn thi triển phong thần quyết và thân ảnh hóa thành tia chớp bay ra ngoài thật nhanh, hoàn mỹ giới vực hình thành, đột phá đến hoàng cảnh, nhiếp vân sử dụng phong thần quyết đệ tam trọng tăng nhanh hơn trước rất nhiều, chỗ kia đi đoạn đường này tốn cả ngày, hiện tại không đến một giây đã tới tận cùng. Tốc độ cực nhanh, hắn cũng phải líu lưỡi. Hơn nữa, hoàn mỹ giới vực hình thành, thế giới chi lực lan tràn xa hơn, cụ thể có thể lan tràn tới vị trí nào, xem ra chỉ có thể đến thần giới mới có thể xác nhận. Thế giới chi lực lan xa hơn tương đương khoảng cách huấn di của hắn cũng xa hơn. Hiện tại thế giới chi tâm của liệt thiên khu bị hắn thôn phệ, cả thế giới đã đạt tới biên giới sụp đổ, lực lượng tịch dịch bao phủ khắp nơi, thuấn di vô dụng. Trừ phi đến thần giới lại thử một chút, xem ra còn không muộn, trong nội tâm nghĩ như vậy, tốc độ nhanh hơn, chỉ qua một lúc đã nhìn thấy viêm hoàng điện bên ngoài lỗ đen. chương 3459, lựa chọn, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lúc này viêm hoàng điện bị bốn cường giả thiên đạo di động đến đất bằng, bốn cường giả thay nhau công kích trận pháp bảo hộ bên trong lung lay sắp đổ. Đã còn không có vỡ tan, như vậy chứng minh đám người diệp đào. Không có vấn đề quá lớn, nhiếp vân cũng thở ra một hơi, không gian chi lực nạp vật thế giới tỏa ra, sau một khắc đã biến mất tại chỗ. Nhiếp vân, ngươi là rùa đen rút đầu, giao phổ thiên hoàng chiều vào tay của ngươi sớm muộn gì cũng suy tàn. Có bản lĩnh thì ra đây quang minh chính đại đánh với ta một chân, nấp trong đế cảnh thần binh có ý nghĩa gì chứ? Trung quanh viêm hoàng điện, Đa ám người đa ba vừa công kích vừa gào thét. Hơn 20 ngày trước bọn họ đã như vậy, đám người nhiếp phân và diệp đào ban đầu còn chạy ra đánh nhau với bọn họ, 10 ngày sau nấp bên trong sống chết không bước ra ngoài. Mặc kệ bọn họ nói khó nghe cỡ nào, đối phương vẫn không thèm quan tâm. Đường đường thái tử phổ thiên hoàng chiều lại trốn tránh như con rùa đen rút đầu, nội tâm bọn họ cực kỳ phiền muộn. Tuy đại đao thiên đạo thần binh không ngừng công kích, bên trong có ba cường giả thiên đạo chấn thủ, hơn nữa còn có hàn băng nhận cổ quái ngăn chặn cho nên chấn động kịch liệt nhỏ đi rất nhiều tác dụng không lớn loại trình độ này đừng nói làm bị thương người bên trong còn không thể làm tổn hại dược liệu bốn cường giả thiên đạo ở bên ngoài đã sử dụng các loại thủ đoạn đối phương không thèm đi ra bất cứ thứ gì cũng cần năng lượng ba đại cường giả thiên đạo duy trì trận pháp bên trong thời gian ngắn không có gì thời gian dài sẽ không chịu nổi xem bộ dạng cấm chế có vẻ như nó sắp bị phá vỡ là sắp phá vỡ cho dù phá vỡ có thể làm được gì. Bọn chúng có ba cường giả thiên đạo, hơn nữa nhiếp vân không thắng nổi chúng ta, chúng ta cũng không có khả năng giết chết hắn trong thời gian ngắn. Hiện tại vạn giới động thiên sắp mở ra lần nữa, ta sợ thời gian không kịp. Nhìn phong ấn trên viêm hoàng điện, hai người lưu mộc, đa ba vô cùng phiền muộn. Vốn tưởng rằng sau khi tấn cấp thiên đạo có thể chém giết nhiếp vân dễ như trở bàn tay, nằm mơ cũng không ngờ khó khăn như thế. Đối phương còn có đế cảnh thần binh, loại binh khí cấp bậc này, cho dù là cường giả đại đế cũng không phải mỗi người đều có, gia hỏa này vận khí quá tốt mới có được. Liên tục tiến công 20 ngày nhưng không phá nổi viêm hoàng điện, bốn cường giả thiên đạo cảm thấy không có hy vọng gì. Tiến vào vạn giới động thiên, bọn họ cũng đã tính toán thời gian. Bây giờ cách động thiên lần nữa mở ra, đã rất tiếp cận, một khi mở ra, cường giả đại đế tham gia, đem lại không có cơ hội chém giết nhiếp phân. Muốn giết hắn vô cùng đơn giản, không nghĩ tới các người tốn hao nhiều ngày như vậy mà không thành công. Thời điểm hai người Đa Ba, Lưu Mộc cảm thấy có chút bất đắc dĩ thì nghe được tiếng cười vang lên. Nghe câu này Bốn Cường giả Thiên Đạo đồng thời quay người nhìn sang, nhìn thấy một bóng người xuất hiện. Ma Nghiêm, nhìn thấy người này, sắc mặt hai người Đa Ba vui vẻ. Người cũng đã tới Thiên Đạo cảnh, trước kia Thiên Đạo hoa của Ma Nghiêm bị Nhiếp Vân cướp đi và không còn tin tức, không nghĩ tới 20 ngày sau xuất hiện lần nữa đã đạt tới Thiên Đạo cảnh, xem ra Nhiếp Vân cũng không có lấy đi tất cả Thiên Đạo hoa, vẫn còn thừa lại ở đâu đó. May mắn, ma nghiêm cười, lúc trước thiên đạo hoa của hắn bị nhiếp vân cướp đi, chính hắn cũng cho rằng mình vô duyên với thiên đạo cảnh nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn tìm kiếm suốt 15 ngày và tìm được một gốc. Chính bởi vì có thiên đạo hoa cho nên hắn đã đột phá, đạt đến cảnh giới hiện tại. Nhiếp vân hại ta thảm như vậy, yên tâm đi, ta sẽ cùng các người chém giết hắn. Nhìn viêm hoàng điện ngay trước mắt, trong mắt ma nghiêm sinh ra hàn khí lạnh như băng. Trước kia hắn không hợp với nhiếp vân, lần này hắn sẽ không buông tha cơ hội lần này hắn phải chết gia hỏa này trốn vào viêm hoàng điện chết sống không đi ra cho dù ngươi tới năm thiên đạo cảnh như chúng ta cũng không thể phá vỡ cấm chế viêm hoàng điện trong thời gian ngắn lưu mục phương tử lắc đầu hiện tại hắn cũng muốn giết nhiếp vân nhưng đế cảnh thần binh thật sự quá đáng sợ cho dù nhiều ra một cường giả thiên đạo cũng vô dụng đúng thế chúng ta đã thử qua các loại thủ pháp gia hỏa này trừ đế cảnh thần binh còn có hai kiện thiên đạo thần binh mặc dù phá vỡ viêm hoàng điện, muốn giết hắn cũng rất khó khăn. Đa ba vương tử cũng có chút bất đắc dĩ, những ngày qua hắn đã sử dụng tất cả biện pháp nghĩ ra, đáng tiếc, viêm hoàng điện quá mức cường đại, bọn họ còn không phá nổi trận pháp của nó, như vậy làm sao làm tổn thương người nấp bên trong. Lại nói, cho dù phá vỡ viêm hoàng điện, nhiếp vân còn có hai kiện thiên đạo thần binh, cũng không cách nào bài trừ. Há ác hắc, nói các ngươi đần còn không thừa nhận, nghe được hai người nói thế, mà nghiêm cười lạnh một tiếng nhân loại, người có biện pháp nào thì nói nhanh một chút, đừng có quanh co lòng vòng. Liệt thiên thú vương hừ lạnh, những ngày qua nó vô cùng sốt ruột. Ha ha, ma nghiêm nhìn liệt thiên thú vương, không nói nhảm. Có lẽ các vị đã từng nghe qua tế tự thần giới thiên đạo A. À? Đương nhiên, tế tự thần giới thiên đạo có thể đạt được không ít thứ tốt. Phần thiên thú vương sững sờ, ngay sau đó nhớ tới cái gì và lắc đầu. Chẳng lẽ người muốn tế tự viêm hoàng điện cho thiên đạo? Không được, không được, ta và Liệt Thiên chỉ cần luyện hóa đế, cảnh thần binh sẽ có cơ hội rất lớn trùng kích đế thú, tuyệt đối không lãng phí cơ hội này. Xem ra hai vị còn chưa hiểu, bây giờ cách mở vạn giới động thiên lần nữa không còn bao lâu cả, nếu thật sự không mở Viêm Hoàng điện, đám người chúng ta đều bị ý chí cường giả đại đế cưỡng ép mang đi. Nhiếp Vân khẳng định cũng có ý định này mới trốn ở bên trong không đi ra. Ma Nghiêm cười lạnh, nếu như hiện tại thế tự, Thiên đạo tất nhiên sẽ cho ban thưởng, như vậy chúng ta không những đạt được chỗ tốt còn có thể bắt lấy nhiếp vân và chém giết hắn. Lựa chọn như thế nào, chắc hẳn ngươi biết rõ hơn chúng ta. Việc này, liệt thiên thú vương và phần thiên thú vương nhìn nhau, bọn họ cũng động tâm. Đối phương nói không sai, một khi vạn giới động thiên mở ra lần nữa, nhiếp vân trước mắt và viêm hoàng điện sẽ cùng biến mất. Đến lúc đó cho dù muốn tế tự cũng không kịp, chương 3460, hiến tế viêm hoàng điện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Tuy một khi tế tự viêm hoàng điện sẽ bị thiên đạo lấy đi nhưng sẽ ban cho chỗ tốt cực lớn, ít nhất muốn mọi người tấn cấp một châu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tế tự, triệt để mất đi cơ hội tấn cấp đế thú, không tế tự có khả năng không chiếm được cái gì. Được rồi, hiện tại tế tự đi, ta cũng đồng ý, chuẩn bị bắt đầu đi. Rất nhanh, phần thiên thú vương, liệt thiên thú vương đã có lựa chọn của mình. So với việc không chiếm được cái gì cả, còn không bằng kiếm chút thứ thực tế lại nói sau. Bắt đầu đám người đa ba vương tử cũng gật đầu đồng ý. Thần giới thiên đạo cực kỳ bài xích thứ vượt qua khống chế của nó, đế cảnh thần binh chính là vật phẩm vượt qua quy tắc thiên đạo, nếu như có thể dùng thứ này tế tự, từ đó đạt được thiên đạo ca ngợi cho nên chỗ tốt cũng cực kỳ to lớn. Ta là liệt thiên thú vương, ta là phần thiên thú vương, ta là đa ba vương tử, ta là lưu mộc vương tử, ta là ma nghiêm, năm người chúng ta đã phòng ấn viêm hoàng điện, cống hiến điện này cho thiên đạo. Năm đại cường giả thiên đạo đồng thời nắm tay nhau, lực lượng cường đại phong ấn viêm hoàng điện vào bên trong. Thực lực của bọn họ rất khó công phá viêm hoàng điện nhưng muốn phong ấn nó thật chặt thì rất dễ dàng. Âm âm, năm đại cường giả thiên đạo đồng thời tế tự, lúc này trên sơn động xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, một đạo ý chí minh mông hàng lâm, nó lạnh lùng nhìn năm người. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, niệm bao phủ viêm hoàng điện phát ra âm thanh như sắp sụp đổ, dường như cấm chế bên ngoài tùy thời sẽ biến mất. Trong viêm hoàng điện, hỏng bét, nhìn thấy tình cảnh này, Sắc mặt Nhữ Hạ Vương tử khó coi. Hai người Diệp Đào không hiểu sự đáng sợ của tế tự, hắn thân là vương tử đã xem qua rất nhiều sách vở thượng cổ cho nên biết một ít. Viêm Hoàng Điện không phải đồ vật của thái tử hay sao? Muốn tế tự cũng là hắn tế tự, cũng không phải đám người này a hát. Diệp Đào kỳ quái nhìn qua, tế tự thiên đạo, bình thường đều cần cầm thứ thuộc về mình mới thành công, Viêm Hoàng Điện là đồ vật của thái tử làm sao có thể bị người khác mang ra tế tự? Dựa theo tình huống bình thường đồ vật của người khác không thể tế tự nhưng. Hiện tại viêm hoàng điện bị bọn họ vây khốn không cách nào hành động, loại tình huống này thiên đạo sẽ cho rằng viêm hoàng điện là chiến lợi phẩm của bọn họ, sẽ đồng ý tế tự. Một khi đồng ý, bằng vào điện hạ khống chế viêm hoàng điện sẽ không thể ngăn cản. Sắc mặt những hạ vương tử tái nhợt, thần giới thiên đạo không có cảm tình, xem vạn vật như chó rơm, chỉ án làm việc theo quy luật, đám người đa ba phong ấn viêm hoàng điện, dựa theo khống chế của nhiếp vân với viêm hoàng điện hiện tại khẳng định không thoát được như vậy thần giới thiên đạo sẽ nghĩ lầm viêm hoàng điện đã thành chiến lợi phẩm của bọn họ sẽ đồng ý tế tự tế tự thành công viêm hoàng điện cũng sẽ bị thiên đạo lấy đi triệt để tan giã tuy viêm hoàng điện là đế cảnh thần binh siêu thoát thiên đạo nhưng trong tình huống không có cường giả đế cảnh khu động vẫn không cách nào chống lại thiên đạo điện hạ người bây giờ có thể di động viêm hoàng điện hay không vân nhu dùng ánh mắt chờ mong nhìn phân thân nhiếp phân không thể phân thân lắc đầu thực lực phân thân chỉ là thâu thiên tá thọ cảnh tiêu hao hết năm lần dung hợp đại đạo, lực lượng càng yếu, tự nhiên không có khả năng di động phong ấn của năm cường giả thiên đạo phong ấn viêm hoàng điện. Vì vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta ngồi nhìn viêm hoàng điện bị tế tự? Bị thiên đạo lấy mất, diệp đào cũng có chút sốt ruột, trừ phi chúng ta lao ra chiến đấu với đối phương, bọn chúng hiện tại có năm cường giả thiên đạo, lại tế tự dẫn xuất thiên đạo, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Những hạ vương tử mặt xám như cho, không nghĩ tới kiên trì nhiều ngày như vậy, mắt thấy vạn giới động thiên sắp mở ra lần nữa, kết quả lại xuất hiện loại tình huống này. Lúc này cả viêm hoàng điện yên lặng, ha ha, không cần phải gấp, thời điểm mọi người cho rằng không có chút hy vọng nào, đột nhiên có tiếng cười vang lên. Nghe được tiếng cười, mọi người sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một nhiếp vân khác xuất hiện cách đó không xa. Thái tử điện hạ, nhìn thấy hắn xuất hiện, tất cả mọi người đều sững sờ. Nhiếp vân lưu lại phân thân, chuyện bản tôn lặng lẽ thôn vệ thế giới chi tâm không ai biết, những người này không rõ lắm, bởi vì thực lực phân thân và bản tôn như nhau. Đây là phân thân của ta, nhìn ra mọi người kỳ quái, thân thể nhiếp phân lúc này dung hợp thân thể với phân thân, linh lung chân châu tháp và hàn băng nhận cũng bị hắn nắm trong tay. Phân thân, tất cả mọi người giật mình, chung hơn 20 ngày, lại cùng chiến đấu với nhau nhưng không thể đánh lại bốn đại cường giả thiên đạo, không có nghĩ tới tên này chỉ là phân thân. Giải quyết cục diện này rồi nói sau, biết rõ không dễ giải thích, nhiếp vân cũng không nói thêm lời nào, xuyên thấu qua viêm hoàng điện nhìn vòng xoáy đen trên cao. Nếu như điện hạ đạt tới thiên đạo cảnh, khi đó lực khống chế viêm hoàng điện sẽ gia tăng không ít, có lẽ còn có biện pháp thoát ra khỏi cục diện hiện tại, nhưng bây giờ... Nên làm cái gì bây giờ? Những hạ vương tử lắc đầu, hắn đã đạt tới thiên đạo cảnh, hắn cũng nhìn ra thực lực nhiếp vân vừa mới đột phá không lâu, hoàng cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhiếp vân đạt tới thiên đạo cảnh, khi đó lực khống chế viêm hoàng điện sẽ gia tăng không ít, có khả năng tranh đoạt khống chế với năm đại cường giả thiên đạo, nhưng chỉ có thâu thiên tá thọ cảnh thì không thể hoàn thành. Thiên đạo cảnh, tuy ta chưa đạt tới, nhưng ta có thực lực này. Nhiếp vân cười cười, tinh thần khẽ động, lực lượng to lớn bộc phát và sau đó bao phủ viêm hoàng điện vào trong. Ngưng tụ hoàn mỹ giới vực, đột phá đến hoàng cảnh sơ kỳ, tuy hắn không đạt tới thiên đạo cảnh nhưng có sức chiến đấu thiên đạo cảnh, đã có thể so với siêu cấp cường giả một châu. Vù vù, phóng suốt lực lượng ra ngoài, nhiếp vân cảm giác quyền khống chế viêm hoàng điện tăng lên rất nhiều. Trước kia viêm hoàng điện với hắn mà nói là hài nhi nâng thiết trùy, lòng có dư mà lực chưa đủ, nương theo thực lực bạo tăng, hai tử đạt tới năm sáu tuổi, cho dù vung vẩy thiết trùy còn miễn cưỡng nhưng có thể di động nó. Muốn tế tự viêm hoàng điện, các người nghĩ nhiều, cảm nhận được lực khống chế viêm hoàng điện, nhiếp vân lúc này tươi cười nói thầm. chương 3461, Hàng Phục Liệt Thiên Thú Vương Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Âm ầm, Viêm Hoàng Điện bị năm đại cường giả Thiên Đạo giam cầm bị hắn khống chế di động, ngay sau đó chấn động sinh ra, phong ấn bị xé rách. Năm đại cường giả Thiên Đạo lưu lại phong ấn tuy cường đại nhưng thực lực nhiếp phân không yếu như bọn họ, hơn nữa hắn có quyền khống chế Viêm Hoàng Điện nên dễ dàng phá tan phong ấn. Hô, Viêm Hoàng Điện dần dần thu nhỏ lại, sau một khắc biến mất trước mặt đám người đa ba vương tử. Cái gì? Hắn không phải không khống chế nổi Viêm Hoàng Điện sao? Tại sao có thể phá vỡ phong ấn? phát sinh chuyện gì, đám người mang nghiêm, đa ba vương tử sững sờ. Nhiếp vân khống chế viêm hoàng điện không đủ, họ họ biết rõ việc này khi trải qua hơn 20 ngày chiến đấu với nhiếp vân. Tuy có thể làm nó di động, biến lớn nhỏ nhưng tuyệt đối không thể phá tan phong ấn của bọn họ. Chẳng lẽ, đồng tử lưu mộc vương tử co rụt lại, hắn nhất định đã luyện hóa thiên đạo hoa trở thành cường giả thiên đạo, bằng không lực khống chế viêm hoàng điện của hắn không thể bạo tăng. Đột nhiên có thể khống chế viêm hoàng điện mạnh hơn, chỉ có thể nói rõ vấn đề, thực lực có tăng lên cực lớn. Luyện hóa thiên đạo hoa, luyện hóa thiên đạo hoa, ha ha, như vậy chẳng phải rất tốt. Đường đường con ruột phổ thiên đại đế lại hủy diệt huyết mạch biến thành một đầu liệt thiên thú. Loại tình huống này không biết bệ hạ còn nhận ngươi hay không, ngươi còn tư cách gì làm thái tử. Khác với lưu mộc vương tử khẩn trương, đa ba vương tử hưng phấn cười to. Những ngày qua hắn sớm có ý định, cho dù không thể giết nhiếp vân cũng phải làm hắn luyện hóa thiên đạo hoa, một khi thành công hắn sẽ mất đi huyết mạch phổ thiên đại đế, cho dù là con của hắn thì sao? Hắn không tin đường đường phổ thiên đại đế sẽ lập ra hỏa có bản thể liệt thiên thú thành thái tử. Chỉ cần hắn không phải thái tử, không thể vận dụng thế lực, hắn muốn giữ được tánh mạng vẫn có thể làm được. Ta thật sự thành cường giả thiên đạo, nhưng cũng không có luyện hóa thiên đạo hoa, làm cho người thất vọng rồi. Hắn hưng phấn còn chưa dứt, đột nhiên đám thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người, đám nưa ơi nhiếp vân, những hạ xuất hiện trước mặt rốt cuộc người chịu đi ra, đám người liệt thiên thú vương bộc phát sát ý, hiện tại không có vật phẩm tế tự, người còn không lui ra ngoài. Không để ý tới mọi người nhìn chằm chằm, nhiếp vân ngẩng đầu nhìn lên ý chí thần giới thiên đạo trên cao. Âm âm, cần tế tự viêm hoàng điện bị nhiếp vân thu vào mi tâm, thần giới thiên đạo không còn cảm ứng, quả nhiên đúng như hắn nói, nó đã chậm rãi thối lui, vòng xoáy làm người ta hít thở không thông biến mất. Đáng giận, nhìn thấy tế tự thất bại, sắc mặt liệt thiên thú vương khó coi nhiếp vân, người nghĩ rằng chúng ta không có biện pháp tế tự thì ngươi. Nói cho ngươi biết, cho dù ngươi đã tới thiên đạo cảnh, các ngươi cũng chỉ có bốn người, bây giờ chúng ta có năm người, hơn nữa còn có cường giả nhị châu cảnh. Hiện tại chỉ cần mang viêm hoàng điện ra thì chúng ta sẽ tế tự, không có viêm hoàng điện, ta nhìn ngươi làm sao có thể ngăn cản chúng ta. Mang nghiêm khẽ nói, sắc mặt dữ tợn, hiện tại tình cảnh của nhiếp vân rất xấu hổ, thực lực tuyệt đối so ra kém đối phương, xuất ra át chủ bài viêm hoàng điện có thể bị bọn họ tế tự không lấy ra, bốn người không có khả năng chiến thắng năm người, huống chi Liệt Thiên thú vương đường đường là cường giả nhị châu cảnh, hắn còn mạnh hơn đám người một bậc. Ý của các ngươi là năm đánh bốn sao? Đối mặt với đối phương cười lạnh, Nhiếp Vân không khẩn trương hơn nữa còn cười nhạt. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy có thể đánh thắng năm người chúng ta? Ma Nghiêm vẫy tay một cái, đám người đa ba vây bọn họ vào trong, phong tỏa tất cả đường lui. Không nên cho rằng các ngươi có năm người, ngươi tới muộn, nên có khả năng không biết trong các ngươi có một là bằng hữu của ta nhiếp phân cười nhìn về phía liệt thiên thú vương thú vương chúng ta có khế ước không thể đánh nhau có lẽ ngươi không quên chứ hắc ngươi không cần nói chuyện này với ta giữa chúng ta là không hề đánh nhau nhưng ta không đánh với ngươi ta đánh với kẻ khác yên tâm đi chỉ cần ngươi chết khế ước tự nhiên sẽ biến mất sẽ không tạo thành ảnh hưởng với ta liệt thiên thú vương sớm biết rõ hắn nói thế cho nên hừ lạnh một tiếng khế ước không thể chiến đấu có thể hạn chế hắn nhưng không quy định nhiếp vân gặp được nguy hiểm thì nó phải hỗ trợ. Chỉ cần mình không ra tay với hắn sẽ không vi phạm khế ước, cũng không bị chế tài. Sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhiếp vân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đối phương. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thần giới thiên đạo khi tế tự sao? Ngươi, có ý gì? Liệt thiên thú vương cao mày, nội tâm hắn chấn động mạnh. Thời điểm tế tự lúc trước hắn cảm thấy không đúng, chỉ có điều cho rằng trừ thần giới thiên đạo gia không có ý chí nào cường đại và minh mông như thế nó cũng không nghĩ nhiều hiện tại nhớ lại và so sánh với ý chí khi tế tự dường như không đúng a à. thật xấu hổ người tế tự là giới vực của ta hiện tại ta muốn giết người cũng chỉ bằng một ý niệm mà thôi nhiếp phân cười cười không gian chi lực của nạp vật thế giới phóng thích ra ngoài lập tức khí thức minh mông bao phủ nơi đây cảm nhận được khí thức này sắc mặt liệt thiên thú vương biến đổi rất nhanh nếu như trước kia còn cho rằng thiếu niên trước mặt khoác lác, hiện tại có thể xác định hắn nói là thật. Hắn tế tự giới vực của đối phương, có nghĩa là gì, nếu là giới vực của ngươi, hiện tại ta phá tan nó, ngươi sẽ chết không chỗ chôn Sắc mặt liệt thiên thú vương giữ tợn gào thét một tiếng, trên người hắn bộc phát lực lượng cường đại. Khế ước tế tự tương đương với linh hồn của nó, như nếu như đối phương thật sự mạnh thì hắn không phản kháng nổi, tự nhiên chỉ có thể dựa theo khế ước mà xử lý, nếu thực lực đối phương yếu thì sao hoàn toàn có thể dùng linh hồn này phá tan ước thúc của đối phương, gây chuyện không tốt còn có thể giết đối phương. Suy nghĩ rất tốt, sự thật không như hắn nghĩ, không chờ hắn phát huy đã cảm thấy lực lượng đáng sợ bộc phát, trực tiếp làm linh hồn hắn không thể nhúc nhích. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, liệt thiên thú vương quỳ dạp xuống đất. Tại sao ngươi lại có giới vực ổn định như thế? Không có khả năng, đồng tử liệt thiên thú vương co rụt lại, trên mặt không tin được. Trường 3462, chém giết đám người đa ba. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trong nháy mắt vừa rồi hắn đã cảm thấy dược giới vực của đối phương, nó ổn định như thần giới, tuy ý chí phong tỏa linh hồn không cường địa bằng thần giới thiên đạo nhưng không phải hắn có thể chống lại. Có thể đoán được, nếu hắn có can đảm phản kháng, một ý niệm của đối phương hoàn toàn có thể chém giết mình, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Nội tâm không cam lòng, liệt thiên thú vương cũng biết đối phương muốn giết hắn quá dễ dàng, cắn răng nói người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, sốc sức liều mạng tranh đoạt đế cảnh thần binh, không phải vì siêu thoát và sống vĩnh viễn sao? hiện tại tử vong tới gần trước mắt, mạnh hơn nữa cũng vô dụng. rất đơn giản, quy thuận ta trở thành yêu sùng ta, ngươi chẳng những có thể tiếp tục sống, ta có thể trợ giúp ngươi bước qua một bước cuối cùng, trở thành đế thú. không đồng ý, hiện tại sẽ chết. nhiếp vân lãnh đạm nhìn qua, hắn đã chúa tể vận mệnh của đối phương. quy thuận yêu sùng. Sắc mặt Liệt Thiên Thú Vương dữ tợn, hắn đường đường là thú. Vương lại làm yêu sủng của người khác, quả thực chính là vũng nhục lớn lao. Nếu không đồng ý thì hắn lập tức chết ngay, ta đồng ý, xoắn xuýt không đến 10 giây, Liệt Thiên Thú Vương cúi cái đầu cao ngạo của nó xuống. Tuy làm yêu sủng sẽ mất hết tôn nghiêm nhưng còn tốt hơn bị chém giết tại chỗ, lại nói có đối phương hứa hẹn, có cơ hội trợ giúp hắn trở thành đế thú. Người khác nói như vậy nó khẳng định xì mũi coi thường, nhưng thiếu niên trước mắt thì khác thâu thiên tá thọ cảnh có thể đùa nghịch bốn cường giả thiên đạo như bọn họ trong lòng bàn tay còn có được giới vực có ý chí tương tự thiên đạo hoàng cảnh sơ kỳ có sức chiến đấu so với thiên đạo cảnh có được đế cảnh thần binh đủ loại dấu hiệu cho thấy người này không đơn giản có lẽ đi theo hắn sẽ có kết quả không tầm thường liệt thiên ngươi thấy nó đầu hàng thành yêu sủng của nhân loại phần thiên thú vương biến sắc so tới mức lui về phía sau vài bước gương mặt đám người đa ba vương tử biến thành khó coi vẻ mặt tái nhợt nhất là mang nghiêm lúc trước tràn đầy tự tin bị vẽ mặt như thế đã sắp phát điên lại nói bên bọn họ có nhiều cường giả thiên đạo như vậy còn có một nhị châu cảnh chỉ trong nháy mắt chiến lực mạnh nhất bên mình biến thành người của đối phương trốn nhìn thấy liệt thiên thú vương thành yêu sủng của đối phương biết rõ chuyện này không có khả năng vãn hồi đột nhiên đa ba vương tử nhìn người mình sau đó hét lên lúc này muốn đi cũng muộn rồi tươi cười nhẹ nhàng nhiếp phân cao mày sau đó ném viêm hoàng điện ra ngoài cung điện vô cùng nguy nga, nó từ trên áp xuống. Đạt tới thiên đạo cảnh, hắn có lực khống chế viêm hoàng điện rất mạnh, có thể làm nó phát ra lực lượng vượt qua thiên đạo thần binh. Hỏng bét, nhìn thấy viêm hoàng điện từ trên cao giáng xuống phong tỏa không gian chung quanh, đám người đa ba vương tử cảm thấy nội tâm như chìm vào đáy cốc. Có liệt thiên thú vương làm phản, thực lực đối phương hơn xa bọn họ, nếu như có thể đào tẩu, cho tới khi vạn giới động thiên mở ra, cùng lắm không tranh ngôi hoàng đế, trực tiếp rời đi và biến mất khỏi thần giới đối phương tìm không thấy, cũng không có khả năng chém tận giết tuyệt. Trốn không thoát sẽ không cơ hội, cùng lắm ngọc đá cùng nát, ta chết cũng phải kéo ngươi theo cùng. Trốn không thoát, đa ba vương tử điên cuồng, đại đao thiên đạo thần binh xuất hiện trong tay sau đó chém thẳng vào nhiếp vân. Biết rõ không cách nào rời đi, hắn cũng làm ra ý định xấu nhất, quyết định đồng quy vô tận. Cùng chết với ta, ngươi còn không có tư cách này. Đối mặt công kích cuồng bạo của đối phương, nhiếp vân cười lạnh. Lúc trước còn không có tấn cấp, bằng vào linh lung chân châu tháp và hàn băng nhận đã có thể đánh với đối phương thực lực bây giờ tiến nhanh đối phương làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ điểm một chỉ hàn băng nhận xoay tròn sau đó nghênh đón đại đao hoàn mỹ giới vực hình thành hàn băng diễm hỏa đại đạo cũng dung nhập vào trong đó tuy hai mà một vào lúc này hắn có thể dễ dàng sử dụng hàn băng nhận tấn công giang giác hàn băng nhận bay nhanh về phía trước và va chạm với đại đao cũng không ngừng lại chút nào thành đại đao bị cắt thành hai đoạn cái gì đế cảnh thần binh lại là một kiện đế cảnh thần binh làm sao có thể nhìn thấy đại đao bị cắt dễ dàng như thế đa ba vương tử có cảm giác sắp điên rồi thanh đao của hắn là thiên đạo thần binh có thể dễ dàng cắt đứt nó làm hai như thế trừ đế cảnh thần binh ra thì hắn không nghĩ được cái gì khác đây chính là đế cảnh thần binh không phải rau cải trắng rất nhiều cường giả đại đế không có một kiện hắn lại xuất ra hai kiện thiệt giả điên đế cảnh thần binh có lẽ vậy nhiếp phân cười nhạt một tiếng Hàn băng nhận có cấp bậc cụ thể là gì, ngay cả nhiếp vân cũng không biết. Trước kia thực lực của hắn có hạn nên không phát huy lực lượng, chỉ cảm thấy nó vô cùng sắc bén, ngăn cản đại đao của đa ba vương tử không thành vấn đề, hiện tại đã tới thiên đạo cảnh, có thể thi triển một phần lực lượng mới phát hiện không có đơn giản như vậy. Mặc dù binh khí không có uy nghiêm của đế cảnh thần binh nhưng chất liệu của nó không kém gì đế cảnh thần binh, bằng không cũng không có khả năng chặt đứt đại đao cấp thiên đạo như cắt củ cải như thế khó trách có thể trở thành binh khí do cường giả đại đế lưu lại, quả nhiên đáng sợ. Được rồi, người cũng được xem là một đời kiêu hùng, ta sẽ không tra tấn ngươi, trực tiếp tiến ngươi lên đường. Chặt đứt đại đao của đối phương, nhiếp vân vươn ngón tay điểm tới lần nữa. Âm âm âm, hàn băng nhận đâm thẳng vào đa ba vương tử, mặc kệ lập trường thế nào, ít nhất đa ba vương tử cũng xem như anh hùng hào kiệt, bản thân hắn cũng không háo sắc hay hoàn khố, không bằng trực tiếp cho hắn lên đường nhanh chóng. Hàn băng nhận như tia chớp xẹt qua cổ đa ba vương tử, hắn không kịp chạy trốn đã khí tuyệt bỏ mình. Thi thể là đồ tốt, ẩn chứa không ít năng lượng. Chém giết đa ba vương tử, nhiếp vân lăng không một trào thu thi thể của hắn vào nạp vật thế giới. Bất kể nói thế nào đối phương cũng là cường giả thiên đạo, lực lượng trong cơ thể có thể thiêu hủy một tòa thành trì trong thần giới thành cho tàn. Âm âm, thu thi thể vào trong nạp vật thế giới, nhiếp vân trực tiếp khống chế lực lượng làm thi thể nổ tung, lực lượng cuồng bạo ẩn dưỡng nạp vật thế giới, không qua bao lâu đã lắng xuống. chương 3463, Nhị Châu Cảnh Đỉnh Phong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nạp vật thế giới lại tăng thêm một phần mười. Xem ra thôn vệ cường giả thiên đạo cũng có thể làm thực lực tiến bộ. Nhiếp vân tươi cười, vừa rồi hắn chỉ thí nghiệm mà thôi, không nghĩ tới lại thành công. Trong cơ thể cường giả thiên đạo ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, so với thiên đạo hoa thì nó còn mạnh hơn không ít, cũng không thể luyện hóa dễ dàng nhiếp phân thì khác, nạp vật thế giới ổn định như thần giới, cường giả thiên đạo có tự bạo cũng không gây ra tổn thương quá lớn. Hơn nữa ba ngàn đại đạo dung hợp có thể hấp thu bất cứ lực lượng nào, hoàn toàn có thể thôn vệ cường giả thiên đạo tiến hành tấn cấp. Hắn cũng không phải người hiếu sát, thần giới cũng không có khả năng có nhiều cường giả thiên đạo đi tới cho hắn giết, thí nghiệm xong hắn cũng biết phương hướng giúp hoàn mỹ giới vực tấn cấp nhanh hơn. Ngươi, thấy hắn dễ dàng chém giết đa ba vương tử, đám người lưu mộc vương tử bị dọa sợ rồi. Nhiếp Vân, ta là hậu nhân của tâm ma đại đế, người giết ta, tâm ma đại đế chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ma nghiêm sốt ruột hô, người giết ta còn không sợ phổ thiên đại đế trả thù, tại sao ta lại sợ tâm ma đại đế? Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười cười, hàn băng nhận bay qua, ngay sau đó ma nghiêm cũng giống đa ba, bị hắn chém thành hai nửa, thi thể bị luyện hóa. Ngay sau đó lưu mộc cũng bị chém giết, có được viêm hoàng điện và hàn băng nhận là đế cảnh thần binh, cường giả thiên đạo nhất châu cảnh không khác gì cá thịt trên thớt, nhiếp phân có thể chém giết dễ dàng phần thiên quy thuận ta hoặc là bị giết lựa chọn đi sau khi chém giết đa ba lưu mộc ma nghiêm nhiếp phân cũng không sốt ruột ra tay hắn lạnh lùng nhìn sang phần thiên thú vương bị giam trong viêm hoàng điện ta toàn thân phần thiên thú vương run rẩy tuy thực lực của nó mạnh hơn đám người đa ba một chút nhưng không mạnh hơn nhiều thứ hai hắn sợ chết nếu hắn dám phản kháng cũng không thể kiên trì quá lâu ta nguyện ý trở thành yêu sủng của ngươi xoắn suýt thời gian không dài, phần thiên thú vương đã có quyết định. So với cái chết còn không bằng làm yêu sủng, liệt thiên thú vương thực lực mạnh hơn hắn còn đáp hắn, hắn có gì phải xoắn suýt chứ? Tốt, hiến tế linh hồn đi, thấy nó đáp ứng, nhiếp vân không có ngoài ý muốn, lập tức lên tiếng. Rất nhanh, phần thiên thú vương đã hiến tế linh hồn và trở thành yêu sủng của nhiếp vân. Tuy thực lực phần thiên thú vương so với hắn mà nói không tính là gì, nhưng dù sao cũng là thiên đạo thần thú, trở lại thần giới có thể mang tới trợ giúp rất lớn. Biến thành bộ dạng nhân loại đi, bộ dạng này đi ra ngoài chắc chắn hù chết người. Thu phục hai đại yêu sủng, nhiếp phân phân phó. Phần thiên thú vương, liệt thiên thú vương không dám vi phạm cho nên biến thành bộ dạng nhân loại. Thực lực của chúng sớm có thể biến hóa, chỉ bởi vì nơi này là thế giới của chúng, biến thành bộ dạng nhân loại đối với bọn chúng mà nói cảm thấy không thoải mái. Chủ nhân, liệt thiên thú biến thành bộ dạng trung niên nhân, mặt dâu mang theo khí phách, phần thiên thú có dáng vẻ thư sinh. Như vậy mới xem được, nhìn có phần hung ác nhưng còn tốt hơn lúc trước nhiều. Nhiếp vân gật gật đầu, hắn cảm thấy thỏa mãn, nếu như không biến thành nhân loại, dùng bộ dạng lúc trước quay lại thần giới sẽ hù chết không ít người, hiện tại nhìn hung tàn nhưng còn có thể tiếp nhận. Các người tiến vào giới vực của ta đi, ta còn có chuyện phải xử lý. Chém giết đám người đa ba, thu phục hai đại thiên đạo chi thú, nhiếp vân cũng không nhiều lời, hắn lập tức thu đám người diệp đào, nhữ hạ vào nạp vật thế giới. Sau một khắc không gian chi lực của nạp vật thế giới không ngừng lan ra chung quanh. Thế giới chi tâm liệt thiên khu bị hắn thôn phệ, thế giới đang sụp đổ, không có áp lực cho nên hắn có thể dễ dàng phóng thích không gian chi lực. Không ngừng bao phủ ra xa hơn, không gian chi lực nạp vật thế giới lập tức bao phủ hàng tỷ dặm. Bao phủ thật xa, cảm nhận không gian chi lực của nạp vật thế giới kéo dài ra các hướng không có trở ngại, nhiếp phân hưng phấn không nhỏ. Chỉ chốc lát không gian chi lực dừng kéo dài, đại khái có thể bao phủ một châu của thần giới hắn cũng đoán được nạp vật thế giới bây giờ có thể kéo dài khoảng cách vạn giới động thiên có áp lực tương tự với thần giới có thể lan xa ở nơi này như thế tại thần giới cũng không kém nhiều có thể lan xa một châu đây là khái niệm gì lại nói trong thần giới chỉ cần trong phạm vi một châu là hắn cũng có thể thuấn di tới nơi trước kia từ thành vân châu đi kiếm linh cốc cần thời gian gần một tháng mà bây giờ một giây đã tới đây là điểm đáng sợ của hoàn mỹ giới vực thuấn di một châu cho dù so ra kém cường giả đế cảnh nhưng thật sự không kém nhiều. Dù sao trừ đại đế, cường giả thiên đạo lợi hại hơn nữa cũng không thể thuấn di. Hiện tại là thời điểm bận rộn, sau khi thí nghiệm khoảng cách thuấn di, nhiếp vân không do dự, thân thể khẽ động và biến mất ngay sau đó, sau đó hắn xuất hiện tại nơi khác. Diệt thiên khu, trong vạn giới động thiên có 8 đại khu, nơi này gần với liệt thiên khu nhất. Hiện tại nhiếp vân chỉ có một suy nghĩ, nghĩ biện pháp thôn vệ những thế giới chi tâm tại nơi này. Trải qua điều chỉnh cả buổi, hắn cũng xem như hiểu muốn tấn cấp chỉ có thể không ngừng thôn vệ thế giới tri tâm đẳng cấp cao hơn. Diệt thiên khu được xưng khu vực cường đại thứ hai trong vạn giới động thiên, thế giới tri tâm của nó rất mạnh. Vèo, thân thể của hắn xuất hiện trong diệt thiên khu, không kém khi so với liệt thiên khu, chỉ là thế giới thấp cấp, phạm vi. Cũng chỉ một châu, nếu có thể thôn vệ thế giới tri tâm, nạp vật thế giới nhất định sẽ tấn cấp. Tinh thần khẽ động, không gian chi lực nạp vật thế giới bao phủ cả diệt thiên khu vào trong không qua bao lâu hắn đã tìm được thế giới chi tâm. Thuấn di tới ngay trước mặt, lăng không một chảo sau đó thôn vệ nó vào trong cơ thể. Thôn vệ thế giới thế giới chi tâm cao cấp thì phiền toái, gây chuyện không tốt còn sắp thành lại bại, nhưng thôn vệ thế giới chi tâm yếu hơn mình thì quá đơn giản, chỉ dùng mấy chục giây đã luyện hóa thế giới chi âm của diệt thiên khu, dùng nhập nạp vật thế giới. Âm âm, nương theo triệt để luyện hóa thế giới chi tâm diệt thiên khu, nạp vật thế giới gia tăng lần nữa, lần này nhanh hơn trước rất nhiều, hiệu quả cũng tốt hơn thiên đạo hoa không ít, qua không bao lâu phạm vi thế giới từ một châu biến thành hai châu. chương 3464, trở lại thần giới 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Hoàng cảnh trung kỳ, khí tức trên người gia tăng nhanh chóng, thực lực cũng như lúc trước, theo hoàng cảnh sơ kỳ đạt tới trung kỳ, sức chiến đấu cũng không kém gì cường giả thiên đạo nhị châu cảnh. Tuy có thực lực hai châu nhưng nếu chiến đấu đồng cấp với liệt thiên thú vương, chỉ sợ hắn không cần dùng quá ba chiêu đã thắng. Thực lực nhị châu cảnh của hắn bao quát 3.000 đại đạo, liệt thiên thú vương chỉ có một loại cho nên không cách nào so sánh. Với hắn, đi tới khu vực khác, luyện hóa thế giới chi tâm diệt thiên khu, thân thể nhiếp vân lúc này thuấn di tới nơi khác. Vạn giới động thiên tổng cộng có 8 đại khu vực, phần thiên khu, liệt thiên khu, diệt thiên khu đã bị hắn thôn vệ thế giới chi tâm và luyện hóa, lúc này đi xem khu vực khác, nếu như đều có thể luyện hóa, có lẽ thực lực của hắn lại tiến thêm một bước. Thân ảnh của hắn lại xuất hiện trong hóa thiên khu. Hóa thiên khu là khu vực xếp thứ ba trong vạn giới động thiên, nó còn không bằng diệt thiên khu, là thế giới cấp 9, chỉ có diện tích nửa châu. Lúc này hắn nhanh chóng thôn phệ thế giới chi tâm, cả buổi sau, thế giới chi tâm của tất cả 8 khu vực đều bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Tuy thôn phệ 8 thế giới chi tâm nhưng đẳng cấp của thế giới giảm xuống cho nên gia tăng thực lực với hắn càng lúc càng nhỏ, nhất là thôn vệ cái cuối cùng lại không có gia tăng chút gì cả. Xem ra phải tìm thế giới vững chắc hơn nạp vật thế giới thôn phệ mới có hiệu quả. Nhiếp Vân hiện tại cũng hiểu nếu muốn nạp vật thế giới tấn cấp cũng không phải thôn vệ thế giới càng nhiều càng tốt, mà là tìm thế giới cường đại thôn vệ, quá yếu, thôn vệ nhiều hơn nữa cũng lãng phí. Đây là quá trình biến chất, cũng không phải dựa vào số lượng có thể hoàn thành. Giống như nước và thủy ngân, cả hai hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, không thể so sánh được. Thế giới chi tâm của các khu vực càng về sau càng ngày càng yếu, thực lực của ta gia tăng không ít, khoảng cách hoàng cảnh hậu kỳ chỉ còn một bước nữa mà thôi. Nói cách khác, hiện tại nạp vật thế giới của hắn hiện tại tiếp cận ba châu. Đương nhiên, tốc độ thôn vệ thế giới tiến bộ rất nhanh, một khi trở lại thần giới, nếu muốn tấn cấp nhanh chóng là không thể nào. Bị ta thôn vệ như thế, vạn giới động thiên cũng bị phế, cho dù có thể khôi phục. Cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu năm tháng, ít nhất cần mấy ngàn vạn năm. Sau khi thôn vệ tám đại khu, nhìn vạn giới động thiên biến thành một đống bừa bộn, nhiếp vân lắc đầu. Hắn đúng là kẻ phá hoại, người ta đến vạn giới động thiên thí luyện, tiến vào thế nào thì đi ra thế nào, sau khi mình đi vào một nơi thí luyện rất tốt lại biến thành phế tích. Cho dù có thể khôi phục cũng cần không biết bao nhiêu năm tháng. Đương nhiên những chuyện này với nhiếp vân mà nói không coi vào đâu, chỉ cần thực lực của mình tăng cường, hắn không quản nơi này biến thành cái dạng gì. Nhìn xem thôn vệ có cá lọt lưới hay không, sau khi thôn vệ sạch tám đại khu vực hạch tâm, nhiếp vân cũng không ngừng, nắn dùng nạp vật thế giới bao phủ vạn giới động thiên. Tám đại khu vực chỉ là hạch tâm của rất nhiều thế giới trong vạn giới động thiên va chạm với nhau, các địa phương khác không va chạm cho nên còn không ót hỗn độn thế giới cường đại. Lại tìm cả buổi, nhiếp vân đành phải bất đắc dĩ đình chỉ. Những hỗn độn hải dương này mạnh nhất cũng chỉ là thế giới cấp 8, chúng hoàn toàn khác với tám đại khu, loại thế giới cấp bậc này cho dù thôn vệ nhiều hơn nữa cũng không cách nào làm cho thực lực của hắn tiến thêm một bước, lại nói trong thế giới như thế sinh hoạt vô số tính mạng bình thường, không cần phải bởi vì tư dục của bản thân tạo sát nghiệp hơn nữa tìm kiếm khe hở hỗn độn thế giới, cũng phát hiện không ít tu luyện giả tới vạn giới động tiên lúc trước, trong đó có một bộ phận lớn đều là người liên thủ với đám người đa ba. Tuy những người này không có uy hiếp với hắn, cũng không có thù hận bất cộng đái thiên cho nên hắn không ra tay. Lần thí luyện này có không ít người tiến bộ, càng nhiều người lâm vào nguy hiểm bản thân khó bảo toàn, nhiếp vân thống kê một lúc, phát hiện người đến đây thí luyện đã tử vong gần 7 thành. Nói cách khác thí luyện có thể làm thực lực của người ta tăng lên nhưng nguy hiểm cũng khá lớn sắp tới thời gian rồi, lại tìm kiếm một vòng, thật sự không có phát hiện thế giới thích hợp để hắn thôn phệ. trong nội tâm yên lặng tính toán một ít thời gian, yên tĩnh chờ tại chỗ. Quả nhiên thời gian không dài đã có tiếng nổ vang thật lớn vang lên, một đạo ý niệm cường đại vang vọng nội tâm mọi người. Thí luyện vạn giới động thiên chấm dứt, nương theo tiếng nói này, hấp lư xê to lớn bao phủ bản thân hắn vào trong, thân thể nhiếp vân lúc này biến mất, ngay sau đó hắn đã quay về thần giới. Cảm giác áp bách thật lớn. Vừa tiến vào thần giới, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy thần giới Thiên Đạo đang nhìn. Một loại cảm giác áp bách vô hình sinh ra. Trước kia tiến vào vạn giới động thiên, Thiên Đạo không đến, không cách nào ra tay đối phó, hiện tại đến thần giới, một khi bị phát hiện thực lực chân thật của bản thân sẽ dẫn tới Thiên Đạo hảo kiếp. Thiên Đạo hảo kiếp, cho dù Nhiếp Vân có thực lực nhị châu đỉnh phong cũng không dám mạo hiểm. Che giấu lực lượng, trong nội tâm khẽ động, hắn ẩn nấp thực lực đi. Sức chiến đấu chân thật của Nhiếp Vân đã tới nhị châu cảnh đỉnh phong. Kỳ thật thực lực bản thân hắn là hoàng cảnh trung kỳ, chỉ cần ẩn giấu lực lượng nạp vật thế giới là không có vấn đề gì. Đúng như hắn phỏng đoán, lực lượng vừa mới che giấu tốt, cảm giác bị quan sát biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện quan. Nguy hiểm thật, thở ra một hơi, Nhiếp Vân lúc này mới phát hiện mình bị thuấn di ra ngoài, một lần nữa trở lại trong hoàng cung phổ thiên hoàng triều, mà hắn đang đứng giữa hoàng cung, tất cả thí luyện giả đang đứng tại nơi đây. Hô, tinh thần khẽ động, Hắn thả đám người như Hạ Vương tử, Diệp Đào ra ngoài. Trước khi đi ra Nhiếp Vân đã cảnh cáo một lần, bảo bọn họ che giấu khí tức bản thân, cũng không làm Thiên đạo nhìn chằm chằm. Tu vi đạt tới Thiên đạo cảnh đã là đỉnh của thế giới, che giấu tu vi. Làm Thiên đạo không phát hiện trong thời gian ngắn, Thâu Thiên tá thọ cảnh cũng bị như thế huống chi bọn họ. A hát, Phổ Thiên đại đế đang ngồi ở trước hoàng cung, hắn nhìn vòng xoáy vạn giới động thiên với ánh mắt khó hiểu. Chương 3465, trở lại thần giới khai Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bên trong vạn giới động thiên xảy ra biến cố gì? Nhìn một hồi cũng không nhìn ra kết quả, hắn cúi đầu nhìn đám người nơi đây. Đối mặt ánh mắt của hắn, Nhiếp Vân cảm thấy ý niệm khổng lồ ập tới, lúc này mọi người hít thở dồn dập. Mặc dù hắn có được thực lực thiên đạo cảnh nhưng so với cường giả đại đế mà nói còn kém quá nhiều, hơn nữa phổ thiên đại đế còn là siêu cấp cường giả bài danh top 5 của thần giới. Là phát sinh biến cố, tám đại khu vực thay nhau hủy hoại đúng vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì thì chúng ta không biết chúng ta vẫn quan sát không nghĩ tới tám đại khu vực vững chắc lại bị phá hủy không ít đồng bạn bị thế giới hủy diệt cuốn vào bên trong từ đó không về được chẳng lẽ vạn giới động thiên đến tuổi thọ sao ta nghe nói thế giới nào cũng có tuổi thọ tuổi thọ vừa đến cho dù thế giới mạnh hơn nữa cũng không thể không hủy diệt nghe được câu hỏi thí luyện giả quýnh lên sau đó trả lời bọn họ thật sự không biết tám đại khu vực dựa theo đạo lý đã tồn tại vô số năm tháng phi thường vững chắc mới đúng, cũng không biết xảy ra chuyện gì đã thay nhau hủy hoại, đám người bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không biết nên làm thế nào. Nhiếp vân thôn vệ phần thiên khu suốt một tháng, từ đó phần thiên thú gần như chết hết, chỉ còn lại phần thiên thú vương cũng biến thành yêu sùng, bởi vậy chuyện nhiếp vân thôn vệ thế giới chi tâm cũng chỉ có vài người biết mà thôi. Tám đại khu vực tất cả đều bị phá hư, diệp đào, như hạ lúc này mới biết tin tức, bọn họ dùng ánh mắt cổ quái nhìn nhiếp vân. Trước kia thu bọn họ vào nạp vật thế giới không đi ra, bọn họ không biết chuyện Hóa Thiên khu, Diệt Thiên khu. Bị cắn nuốt, cho dù không biết rõ tình hình, trải qua chuyện Phần Thiên khu, Liệt Thiên khu cũng biết chắc chuyện này có liên quan tới thiếu niên trước mặt. Cho dù biết rõ cũng sẽ không nhiều lời, đám người Nhiếp Vân biết chuyện cũng câm miệng. Thái tử, người cũng là thí luyện giả, người biết xảy ra chuyện gì không? Thấy mọi người không trả lời được, cũng không biết, Phổ Thiên đại đế nghi hoặc nhìn về phía Nhiếp Vân. Ta mọi người cũng không biết ta làm sao có thể biết rõ ta chỉ đứng quan sát mà thôi đột nhiên phát hiện thế giới bắt đầu sụp đổ khả năng đúng như bọn họ nói vạn giới động thiên tuổi thọ đến rồi nhiếp vân đương nhiên sẽ không thừa nhận thuận miệng nói nghe được hắn nói bậy như thế đám người diệp đào nhữ hạ đồng thời cảm thấy trái tim co thắt nói mò với siêu cấp cường giả như phổ thiên đại đế cần tố chất tâm lý và can đảm rất lớn dù sao đổi lại bọn họ bọn họ sẽ không dám tuổi thọ đến, phổ thiên đại đế tràn đầy nghi hoặc, chậm rãi tìm nguyên nhân đi, thí luyện giả mất tích tiếp cận bảy thành, xem ra phải kiểm tra, bằng không chỉ sợ sinh ra phiền toái không cần thiết. Nguyên dương đế quân cắt lời phổ thiên đại đế, hắn thản nhiên nói. Có thể tới tham gia vạn giới động thiên thí luyện đều là thiên tài của gia tộc cửu đế, lần này chết nhiều như vậy đã vượt xa các thí luyện khác, cho dù phổ thiên đại đế là lãnh đạo cao nhất của Hoàng Triều, không hảo hảo xử lý sẽ có không ít phiền toái. Ân, không sai, phổ thiên đại đế gật gật đầu hắn nhìn chung quanh và sững sờ tại sao đám người đa ba lưu mục không có trở lại chẳng lẽ bọn chúng cũng chết vừa rồi chỉ hỏi đám người này chuyện vạn giới động thiên cho nên không kiểm quân số giờ phút này hắn mới phát hiện đa ba vương tử tiếng hô cao nhất lưu mục vương tử thậm chí huyết mạch hậu bối duy nhất của tâm ma đại đế là mang nghiêm cũng không có trở lại những người này sẽ không phải chết đi chứ thái tử đã xảy ra chuyện gì phổ thiên đại đế nhìn sang lần nữa Đa ba vương tử, lưu mộc vương tử đều là hậu bối của hắn, bằng vào uy thế của hắn cho dù chết cũng không dám có người nháo sự, ma nghiêm thì khác. Hắn là hậu bối duy nhất tâm ma đại đế sủng ái, cũng cấp hy vọng thật lớn, tại sai lại chết. Hơn nữa theo hắn biết ma nghiêm có không ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, cho dù tám đại khu vực sụp đổ cũng không tới phiên hắn chết, tại sao hắn không về được. Trừ phi, bị người giết, bầm đại đế, ta cũng không rõ ràng lắm, vừa tiến vào vạn giới động thiên thì bọn họ đã dùng chuyển không phù rời đi, về sau không gặp lại, bọn họ không trở về, có thể bởi vì thực lực tăng trưởng nhanh nên mù quáng, từ đó tổ hỏa nhập ma, hoặc là... Nhiếp vân vẫn không thừa nhận, hắn nói, bị thiên đạo chi thú trong vạn giới động thiên ăn, thiên đạo chi thú, vạn giới động thiên có không ít, cũng có khả năng, phổ thiên đại đế gật đầu, vạn giới động thiên là thế giới độc lập ngăn cách ánh mắt đại đế, cũng ngăn cản đại đế dùng thời gian hồi sóc. Nếu không chỉ cần nghịch chuyển thời gian là có thể nhìn rõ nguyên nhân bọn họ tử vong, không cần ở đây phán đoán mù quáng. Siêu phong, người mang mọi người ra ngoài, cũng thống kê một chút. Không hề hỏi nhiều phổ thiên đại đế dặn dò một tiếng. Nghe được hắn nói thế, trong hoàng cung có lão giả đi tới và mang theo thí luyện giả đi ra ngoài. Thấy hắn không hề hỏi nhiều, nhiếp phân thở ra một hơi, hắn theo mọi người đi ra ngoài, hắn đi vài bước đã có giọng nói nhàn nhạt vang lên. Thái tử, người lưu lại, ta, nhiếp phân cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải dừng bước. Nói thật, hiện tại hắn cũng không biết vì sao phổ thiên đại đế lại sắc phong hắn thành thái tử, vì sao phải lưu chính mình lại đám người đa ba mà nghiêm bị ngươi giết đúng chứ tất cả mọi người đợi ích rời đi phổ thiên đại đế vung tay bố trí cấm chế và nói ta đại đế nói đùa gì vậy ta chỉ có tu vi hoàng cảnh trung kỳ làm sao có thể giết bọn chúng át chủ bài của bọn chúng nhiều hơn ta không ít không nghĩ tới phổ thiên đại đế trực tiếp như vậy đi thẳng vào vấn đề nhiếp vân cảm thấy lung túng lên tiếng quản ngươi nói như thế nào, dù sao ta không thừa nhận. Hoàng cảnh trung kỳ, ta nhớ được ngươi là vương cảnh viên mãn đã có thể chém giết cao thủ hoàng cảnh viên mãn A. Thấy hắn không thừa na hận, phổ thiên đại đế cũng không thèm để ý, hắn hử lạnh và nói. Ngươi biết tại sao ta lập ngươi làm thái tử không? Không biết, nhiếp vân vốn định nói có phải ngươi già mà hồ đồ không, cuối cùng vẫn không dám nói ra miệng. Đối phương cường đại như thế, khẳng định biết rõ huyết mạch thôn vệ của hắn là giả, biết rõ còn lập thái tử, ai biết hắn nghĩ thế nào. chương 3466, truyền thụ Ngọc Tỷ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ta biết rõ người cũng không phải hài tử ta mất ở bên ngoài nhưng vẫn xác lập người thành thái tử. Vốn cho rằng thực lực của người có hạn không thể thừa nhận đại nhập, hiện tại xem ra chuyến đi vạn giới động thiên lần này có tiến bộ cực lớn. Phổ thiên đại đế mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hắn chậm rãi lên tiếng. Thực, thực lực của ta có chút tiến bộ, làm thái tử quá miễn cưỡng, ta thấy như hạ vương tử xem không tệ, không bằng. Lại để hắn đảm đương đi, thấy đối phương nói như vậy, hắn ngược lại không biết trả lời như thế nào, nhiếp vân đành phải nói sang chuyện khác. Đối với thái tử hay hoàng tử gì đó hắn thật không để trong lòng, cũng không có dục vọng muốn làm. Dựa theo bổn ý của hắn, thái tử này nên tặng cho những hạ vương tử, chính mình nên tiêu giao, nên trùng kích cảnh giới rất cao. Người cho rằng chiếu thư của ta là trò đùa sao, phổ thiên đại đế hử lạnh, hắn hừ lạnh làm thiên địa biến sắc không khí trong đại điện cứng lại đại đế giận dữ thiên băng địa liệt tuy không có khoa trương như vậy nhưng thực sự không sai biệt lắm nhiếp phân cảm giác mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục của hắn thực lực hắn cảm thấy cao ngạo lại nhỏ bé không đáng kể đương nhiên hắn có được năng lực thuấn di cho dù đối phương muốn giết hắn cũng không dễ dàng cùng lắm cứ đào tẩu ta đã xác lập ngươi thành thái tử ngươi chính là thái tử làm sao có thể tùy ý sửa đổi phổ thiên đại đế hừ một tiếng khoát khoát tay, uy áp trong phòng bên mất. Ta và Nguyên Dương có khả năng phải rời khỏi phổ thiên Hoàng Triều, từ hôm nay trở đi, công việc lớn nhỏ trong Hoàng Triều do người quyết định, người cũng nên rèn luyện phương diện này một chút. Ta, nhanh như vậy, nhiếp vân đã giật mình, mặc dù biết đối phương muốn mình làm thái tử là vì quản lý phổ thiên Hoàng Triều, nhưng... Lần này quá nhanh mà, từ hôm nay trở đi trưởng quản triều chính, nhưng ta hy vọng trong 3 tháng triệt để khống chế triều cục, Ba tháng sau thông cáo thiên hạ xác lập ngươi thành hoàng đế mới của phổ thiên hoàng triều. Nhiếp vân, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, phổ thiên đại đế nói, 3 tháng kế thừa đại nhậm, nếu ta kế thừa, đại đế ngươi thì sao? Không nghĩ tới đối phương làm ra quyết định nhanh như thế, nội tâm nhiếp vân cảm thấy mê muội. Chuyện này là trò đùa sao? Nếu như không biết phổ thiên hoàng triều là người trước mặt tân tân khổ khổ đánh hạ, thực hoài nghi hắn có phải phá ra chi tử hay không? Tùy tiện giao hoàng triều cho gia hỏa không quen biết như mình, cũng không cần thời gian khảo sát thật hay giả. cho dù ngươi muốn tặng cũng tặng cho hậu bối huyết mạch ah, đưa cho ta là chuyện gì? nhiếp vân cũng không tin mình có bá vương khí gì đó, người khác tín nhiệm hắn có thừa vân vân. ta có chuyện quan trọng cần phải làm. ngón tay phổ thiên đại đế điểm tới, một ngọc tỷ xuất hiện trên không trung và chậm rãi rơi vào trước mặt nhiếp vân. đây là ngọc tỷ của phổ thiên hoàng triều, mang theo số mệnh và lực lượng của vân châu, chỉ cần trong phạm vi vân châu. Chỉ cần cầm ngọc tỷ này trong tay có thể điều động lực lượng thiên đạo, có thể chống lại đại đế. Đây là hiệp ước ta ký kết với thiên đạo, hiện tại giao cho ngươi. Ngọc tỷ, chống lại đại đế, Nhiếp Vân đã giật mình, cho dù năng lực tiếp nhận của hắn không tệ nhưng cũng bị lời nói của Phổ Thiên đại đế làm ngây người. Bổ nhiệm cũng quá nhanh, là thật hay là giả? Vươn tay tiếp nhận ngọc tỷ, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy lực lượng cường đại tới cực điểm, câu thông cả Vân Châu. Vân Châu là một trong cửu châu Tuy không phải lớn nhất nhưng không phải nhỏ nhất, phạm vi cực kỳ minh mông, Ngọc Tỷ bao phủ cả Vân Châu, Câu Thông Thiên Đạo Vân Châu. Khó trách nói khống chế thứ này có thể chống lại đại đế, Nhiếp Vân cũng hiểu là thế nào. Thứ này giống như trưởng giáo ấn tại Đại Lục Phù Thiên, mang theo lực lượng địa vực, tuy đại đế bình thường đã siêu thoát nhưng chính thức va chạm sẽ bị địa vực đè ép, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Có thứ này có thể xưng tụng là chúa tể của cả Vân Châu. Chỗ này, chỉ cần không phải đại đế bài danh cực cao ra tay, có thể nói hắn sở hướng vô địch. Trực tiếp giao ngọc tỷ cho ta, hai vị đại đế, có phải các ngươi đi nơi nguy hiểm gì hay không, có khả năng về không được. Trong nội tâm nghi hoặc hành động của phổ thiên đại đế, đột nhiên trong đầu nhớ tới chuyện của thần nông đại đế và kiếm đạ đại đế, lúc này hắn ngẩng đầu hỏi. Hắn nói chuyện giống bàn giao hậu sự, thậm chí còn giao ngọc tỷ truyền quốc cho mình, chẳng lẽ phổ thiên đại đế giống như thần nông đại đế lúc trước không phải đi làm chuyện nguy hiểm gì đó. Thậm chí, có khả năng về không được chính bởi vì như thế mới có chuyện lần này có một số việc thực lực của ngươi hiện tại không có tư cách biết phổ thiên đại đế cao mày lạnh lùng nói vâng nhiếp vân không hề hỏi nhiều nội tâm của hắn đã có chút sợ hãi thực lực đạt tới cảnh giới của hắn cũng biết không ít chuyện có một số việc không phải người khác không muốn nói mà là cho dù nguyện ý nói thì mình nghe không hiểu mặc dù nghe hiểu cũng sẽ bị thiên đạo cắn trả triệt để quên chuyện làm cường giả đế cấp cẩn thận như vậy chuyện này khẳng định vượt qua thiên đạo chuyện này không có thực lực sẽ không biết được được rồi người bây giờ là thái tử hơn nữa sắp kế vị nơi này chính là nơi ngươi xử lý việc triều chính không cần chạy loạn hiện tại ta ban chiếu thư bố cáo thiên hạ ngươi cũng nên chuẩn bị một chút phổ thiên đại đế khoát khoát tay vâng nhiếp vân không nói thêm lời nào lúc này một thái giám dẫn hắn đi tới tẩm cung to lớn thái tử điện hạ nơi này chính là nơi ngươi ở lại sau này thái giám giới thiệu kỹ càng cung điện này nghe xong giới thiệu Nhiếp Vân càng ngày càng khiếp sợ. Cung điện này có vô số loại cấm chế nhiều vô số kể, một khi kích phát, cường giả đế cảnh có thể ngăn cản một chút. Xem ra Phổ Thiên đại đế vì an toàn của mình mà bố trí thật nhiều. Lên làm thái tử, hiện tại sắp thành hoàng đế Phổ Thiên hoàng triều. Nhiếp Vân lắc đầu, Hỗn Độn Hải Dương bị người Phổ Thiên hoàng triều công kích, tiến vào thần giới, hắn vẫn cho rằng Phổ Thiên hoàng triều là kẻ thù của mình, một khi bị phát hiện và xác thực thân phận tất nhiên sẽ bị chém giết. Nằm mơ cũng không nghĩ tới đi vào thần giới mới hơn một năm đã trở thành thái tử phổ thiên hoàng triều, thậm chí còn trở thành hoàng đế. Cũng quá quỷ dị a. À. Chương 3467, nhiếp vân vào triều thượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phổ Thiên Đại Đế và Nguyên Dương Đế Quân nhất định có chuyện gì đó. Nội tâm nhiếp vân suy nghĩ, xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó là hai vị đại đế tất nhiên gặp phải đại nạn, chuyện này liên lụy rất lớn, lúc này vô cùng nguy cấp cho nên mới phải dùng tới mình có nguyên dương đế quân đi cùng chắc chắn sẽ không có hại với ta nguyên dương đế quân chắc chắn sẽ không hại hắn nếu như thế cung kính không bằng tuân mệnh làm trước rồi nói sau dù sao tại đại lục khí hải hắn cũng từng làm hoàng đế thậm chí thống nhất qua rất nhiều đế quốc làm hoàng đế mà thôi không tính là cái gì nghĩ đến những chuyện này nhiếp vân không hề nghĩ nhiều trực tiếp khoanh chân ngồi trong phòng bắt đầu củng cố thu hoạch trong vạn giới động thiên Lần này đi vạn giới động thiên, chẳng những giúp hắn ngưng tụ hoàng mỹ giới vực thành công, thực lực đã có đột phá to lớn, sức chiến đấu từ hoàng cảnh viên mãn đạt tới thiên đạo cảnh. Hơn nữa hắn có thực lực nhị châu cảnh đỉnh phong, mặc dù trong cường giả thiên đạo cũng không kém. Đầu tiên phải thử xem không gian chi lực nạp vật thế giới có thể bao phủ bao xa trong thần giới. Khoanh chân ngồi xuống, tinh thần nhiếp phân khẽ động, không gian chi lực nạp vật thế giới không ngừng lan ra bên ngoài. Hô không gian chi lực của nạp vật thế giới không ngừng bao phủ chung quanh lập tức bao phủ cả hoàng cung vào bên trong ân phổ thiên đại đế không quan tâm hay hắn không phát hiện không gian chi lực nạp vật thế giới bao phủ hoàng cung lập tức nhìn thấy phổ thiên đại đế và nguyên dương đế quân đứng trong cung điện cả hai không lưu ý cũng không biết có phát hiện hay là không quan tâm thử một chút nếu như đối phương không quan tâm cũng bỏ đi nếu không phát hiện thì quá lợi hại trong nội tâm hiếu kỳ Nhiếp vân cẩn thận khống chế không gian chi lực nạp vật thế giới tới gần phổ thiên đại đế và nguyên dương đế quân. Lúc này đi tới trước mặt, bệ hạ, giao cho hắn chấp trưởng chiều chính nhanh như thế, ta sợ rất nhiều đại thần không phục. Nguyên dương đế quân lên tiếng, vậy phải xem thủ đoạn của hắn. Phổ thiên đại đế thản nhiên nói, đột nhiên hắn cao mày và thả ra tinh quang. Người nào, nương theo hắn quát lớn, không gian chung quanh lập tức cứng lại giống như kết băng, ngay sau đó lực lượng minh mông bao phủ cung điện vào trong lúc này phổ thiên đại đế thu hồi lực lượng và nghi hoặc bệ hạ như thế nào nguyên dương đế quân nhìn qua không có gì vừa rồi cảm giác như có ai nhìn xem vào lúc ta chú ý thì biến mất phổ thiên đại đế nói vừa rồi ta cũng có cảm giác này trong thần giới có thể tránh thoát bệ hạ dò xét mà không bị phát hiện chỉ sợ không có mấy ai nguyên dương đế quân nghi ngờ nói thần giới có không ít đại đế thực lực vượt qua phổ thiên đại đế không cao hơn năm vị muốn vụng trộm dò xét mà không bị phát hiện cũng chỉ có ba người chẳng lẽ là bọn họ chỉ sợ là hắn ban chiếu thư xuống hắn không nhịn được muốn khiêu khích ta sao phổ thiên đại đế như nghĩ tới người nào đó trong mắt mang theo hàn khí hắn thực lực của hắn đúng là khủng bố ta đơn đả độc đấu cũng không là đối thủ của hắn chỉ bằng hắn muốn không bị bệ hạ phát hiện chỉ sợ hắn làm không được nguyên dương đế quân kỳ quái nhìn qua không nên phớt lờ hắn đã nhiều năm không ra tay hơn nữa sau chuyện này hắn không thể hiện thực lực, ta sợ sức chiến đấu chân chính đã vượt qua ta. Sắc mặt phổ thiên đại đế ngưng trọng, nếu như suy đoán là thực, mượn nhờ loại lực lượng này, chỉ sợ bệ hạ thật không phải là đối thủ của hắn. Nguyên dương đế quân cũng gật gật đầu, tính toán, trước không nghĩ nhiều, không nên đánh rắn động cỏ, cứ làm theo kế hoạch là được. Một khi nhiếp vân kế vị, hắn khẳng định không kìm nén được. Đến lúc đó thì có trò hay xem, phổ thiên đại đế chậm rãi nói, ân, Lần này ta phải để vị huynh đệ kia mạo hiểm rồi." Nguyên Dương Đế Quân cười nói, "Yên tâm đi, lần này xem như lợi dụng hắn, về sau sẽ đền bù tổn thất cho hắn." Phổ Thiên Đại Đế cười cười, "Lại nói Vạn Giới Động Thiên bị hắn làm rối loạn như vậy, đừng cho rằng ta không biết, chỉ không tính sổ với hắn mà thôi." "Ha ha, thật sự là gia hỏa gây chuyện, ta cũng không nghĩ tới Vạn Giới Động Thiên có thể bị hắn biến thành như thế." Nguyên Dương Đế Quân cũng cười, "Tuy Nhiếp Vân giả vờ rất giống" ngậm miệng không thừa nhận chuyện trong vạn giới động thiên nhưng nguyên dương đế quân, phổ thiên đại đế là người nào. Nhẹ nhõm nhìn ra mọi việc, được rồi, không nói những chuyện này, triệu tập tất cả đại thần, sau đó đọc chiếu thư trước mặt đại thần, ta muốn xem vị thái tử ta mới lập làm cách nào đối phó chiều cục rối loạn. Phổ thiên đại đế phân phó, không người muốn nhìn, ta cũng muốn nhìn một chút, nguyên dương đế quân gật đầu, tám vương, 12 công tước, bởi vì chuyện đa ba, lưu mộc cho nên rất có ý kiến với hắn, hơn nữa rất nhiều người dựa công lao, làm sao để ra hỏa không rõ lai lịch làm hoàng đế? Chỉ sợ triều đình không dễ dàng trấn an như thế, đây là chuyện của hắn, chúng ta xem náo nhiệt thôi." Phổ Thiên Đại đế cười nói. Phổ Thiên Đại đế và Nguyên Dương đế quân đối thoại, Nhiếp Vân cũng không biết, hắn ngồi trên giường và thở ra một hơi. Vừa rồi lặng lẽ thăm dò, kết quả bị phát hiện, cũng may mắn hắn lui nhanh, bằng không sẽ bị bắt chặt, chuyện nạp vật thế giới cũng bạo lộ ra ngoài nếu như ta không tới gần như thế phổ thiên sẽ không phát hiện ra được chẳng phải nói rõ chỉ cần không khiêu khích ngay cả đại đế cũng rất khó phát hiện ra lực lượng nạp vật thế giới của ta đôi mắt nhiếp vân sáng lên tuy vừa rồi bị phát hiện nhưng làm hắn mừng rỡ như điên nếu như không phải hắn cố ý tới quá gần cho dù phổ thiên đại đế cũng không có khả năng phát hiện bởi như vậy há không nói rõ không gian chi lực nạp vật thế giới của hắn khó bị đại đế phát hiện nạp vật thế giới là ta sáng tạo ra nó ẩn chứa pháp tắc và lực lượng khác với thần giới. Nạp vật thế giới có pháp tắc khác thần giới, thuộc về một mình hắn, mặt khác đại đế đã quen với pháp tắc thần giới cho nên nếu không lưu ý cũng không phát hiện ra. Như vậy dùng tiềm hành và che giấu thì quá tốt, nhiếp vân mừng rỡ như điên, không gian chi lực nạp vật thế giới lan tới nơi nào, hắn cũng có thể thuấn di tới nơi nào. chương 3468, nhiếp vân vào chiều chung. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com, vừa rồi thí nghiệm không chủ động xuất kích cường giả đế cảnh cũng rất khó phát hiện như vậy không phải nói rõ có thể giấu được cường giả đế cảnh ở gần hay sao đương nhiên vẫn chưa thí nghiệm tốt một khi thuấn di nhất định sẽ làm không gian chấn động bị phát hiện chết cũng không biết chết như thế nào tuy cảm thấy có thể thực hiện nhưng nhiếp vân còn không có não tàn chủ động đi làm loại chuyện này cường giả đế cảnh có thể siêu việt thiên đạo rất nhiều thủ đoạn không phải hắn có thể chống lại mặc kệ những chuyện này thử xem có thể lan đi bao xa không thèm nghĩ những chuyện này nữa nhiếp phân khống chế không gian chi lực nạp vật thế giới không ngừng lan ra xa thành vân châu có rất nhiều đại đế lần này hắn tránh phủ đệ của những người này kiếm linh sơn hắn nương theo không gian chi lực nạp vật thế giới ánh mắt nhiếp phân nhìn thấy kiếm linh sơn lúc trước tốn hao gần một tháng mới có thể tới đây hiện tại hắn thật muốn tới cũng chỉ tốn một giây mà thôi tiếp tục lướt qua kiếm linh sơn hắn tiếp tục lan xa hơn hắn đã cảm nhận được đến nơi này còn chưa phải cực hạn đây là biên cảnh thành Vân Châu, Vân Mộng Sơn. Rất nhanh, ý niệm của Nhiếp Vân tiến vào một ngọn núi cao nguy nga, tuy chưa bao giờ đi tới nơi này nhưng thông qua lý giải địa lý thần giới cũng hiểu rõ không gian chi lực nạp vật thế giới đã đạt tới biên cảnh thành Vân Châu. Vù vù, vẫn không đạt tới cực hạn, lan ra xa hơn, địa hình trước mắt không ngừng biến hóa, Nhiếp Vân giống như lao ra khỏi thần giới. Không biết bay bao lâu, dừng lại, rốt cuộc đạt tới cực hạn, ý niệm cũng xuất hiện trước biển cả minh ngông khoảng cách tiếp cận Ba Châu, sắc mặt Nhiếp Vân vui vẻ, vừa mới thí nghiệm, không gian chi lực nạp vật thế giới của hắn lan xa hai châu tiếp cận ba châu. Xem ra có quan hệ với thực lực, lúc này Nhiếp Vân hiểu ra, thực lực của hắn hiện tại là nhị châu cảnh đỉnh phong, nạp vật thế giới cũng bao phủ phạm vi hai châu gần ba châu, nói cách khác nạp vật thế giới có thể lan xa tương ứng với thực lực. Nương theo thực lực tăng lên, phạm vi bao phủ càng rộng. Ân, Bích Nhi tiểu thư, tại sao nàng tới Thành Vân Châu? chẳng lẽ tìm phụ thân thu hồi ý thức đột nhiên ánh mắt khẽ động nhiếp vân nhìn thấy thân ảnh quen thuộc hỏa thần tông bích nhi tiểu thư đệ tử bích lạc tiên tử con gái của trí hào tướng quân vừa tới thần giới không lâu đã quen hơn nữa quan hệ không tệ nàng là đệ tử hỏa thần tông tại sao lại đến thành vân châu nhiếp vân cũng không có nghi hoặc bao lâu dù sao bích nhi tiểu thư cũng là con gái trí hào tướng quân đến tìm hắn cũng rất bình thường nàng đến cũng có thể hỏi thăm tin tức bích lạc tiên tử thuận tiện giúp nàng chữa trị hỏa độc trong người. Nếu nói hắn không muốn gặp ai nhất, Bích Lạc Tiên Tử là người đầu. Tiên, khi đó hắn làm người ta như vậy, tuy là hắn bị động nhưng dù sao người ta là nữ tử, hơn nữa còn là xử nữ. Hắn cũng biết rất nhiều chuyện không muốn nhưng không phải muốn là được, thiếu nợ vẫn còn đó, hỏa độc trong người Bích Lạc Tiên Tử, hơn nữa mình đã đáp ứng nhưng vẫn chưa đi trị liệu, thực lực bây giờ cũng đã tới loại cảnh giới này, gặp nàng cũng không sao. Tóm lại sớm muộn gì cũng phải gặp, nếu xoắn suýt còn không bằng giải quyết, cũng xem suy nghĩ đối phương là gì. Thái tử điện hạ, bệ hạ bảo ngươi thượng triều, đang muốn đi ôn chuyện với cố nhân, chợt nghe bên ngoài có giọng nói vang lên. Chính là tiểu thái giám dẫn hắn tới đây, đừng nhìn là tiểu thái giám không có địa vị trong hoàng cung nhưng thực lực đã đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, đi ra bên ngoài, tùy tiện ở nơi nào cũng là cao thủ nhất đẳng. Ân, nghe tiếng nói vang lên, nhiếp vân biết rõ bây giờ không phải là thời điểm ôn chuyện, hắn đi ra khỏi phòng. Càn hòa điện, Cung điện huy hoàng nhất trong thành Vân Châu, tất cả đại thần đều nhập triều, nhiếp vân thân là thái tử tự nhiên phải tới thảo luận chính sự. Càn hòa điện đã đầy người, có thể ở chỗ này đều là cường giả một phương. Bệ hạ cứ như vậy xác lập thái tử, có phải quá vui đùa hay không? Cho dù là con ruột của bệ hạ, một không có chiến công, hai không có thực lực, làm sao phục chúng? Truyền nhân thần nông đại đế có lực ảnh hưởng rất lớn nhưng cũng không đủ trực tiếp trở thành thái tử, hơn nữa còn đăng cơ nhanh như thế ta nghe nói thực lực của hắn là vương cảnh viên mãn, loại thực lực này còn không bằng một người hầu, làm thái tử, quả thực quá qua loa. Bệ hạ muốn thế nào, bất kể như thế nào, hôm nay chúng ta nhất định phải khuyên can, không thể để cho cơ nghiệp nhiều năm của Phổ Thiên Hoàng triều bị hủy hoại trong chốc lát. Phổ Thiên Hoàng triều thân là một trong cửu đại thế lực, làm sao có thể để một đứa bé làm hoàng đế? Trong đại điện có tiếng nghị luận không dứt, Phổ Thiên Hoàng triều là một trong cửu đại thế lực, một thế lực to lớn như thế, người cầm quyền là mấu chốt nhiếp vân đi vào thành Vân Châu chưa đủ một năm, một không có quân công, hai không có thực lực, làm sao phục chúng. Lúc đám đại thần đang lo lắng bàn tán với nhau, đang suy nghĩ vì tương lai của Hoàng Triều, nếu kẻ yếu làm Hoàng đế làm sao có thể đứng vững trong thần giới chứ. Quả thực buồn cười, lần triều hội này bệ hạ có việc không đến, đã bàn giao mọi việc do Thái tử chủ trì, kính xin các vị yên tĩnh. Một thái giám đứng lên nói ra, cái gì, bệ hạ không có mặt, vì sao bệ hạ không tới bệ hạ muốn thái tử thử ca ấp chính không có bệ hạ không dễ giang như vậy đâu đâu chỉ không dễ dàng không có thực lực không thể phục ai hôm nay ta muốn xem thái tử điện hạ hôm nay làm sao chấp chính hắc hắc có trò hay xem bệ hạ không ra mặt chỉ sợ cũng muốn nhìn tài năng của thái tử thế nào nếu như không được gây chuyện không tốt sẽ bị đổi đi nghe được thái giám nói thế mọi người tươi cười lúc này dùng ánh mắt khiêu khích nhìn ra ngoài điện phổ thiên hoàng triều là đại đế quốc Dựa theo quy tắc xác lập thái tử bình thường, thái tử được chọn ra từ hoàng tử có nhiều công huân nhất, sau đó tại chinh chiến nhiều năm, tích lũy vô số quân công. Chỉ có như vậy mới có thể phục chúng, từ đó làm người dân quốc gia thần phục. Đương nhiên, nếu như vị thái tử này có đủ thực lực cũng có thể làm cho người ta thán phục, tỷ như. Đế cảnh, chương 3469, nhiếp phân vào triều hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Theo tin tức những đại thần này nhận được, Vị thái tử này không có một chút quân công, chưa từng cống hiến nào cho hoàng triều. Như vậy cũng bỏ đi, mấu chốt là thực lực bản thân chỉ là vương cảnh viên mãn. Vương cảnh viên mãn là khái niệm gì? Tùy tiện người hầu trong nhà của bọn họ cũng có thực lực cao hơn hắn. Để người này lên làm hoàng đế, quá buồn cười a, à, loại đại thần có thể đứng trong đại điện triều hội không ai không phải lão quái vật sống vài vạn năm, chiến công hiển hách, cho dù phổ thiên đại đế đích thân tới cũng có thể tranh luận vài câu, càng đừng nói một đứa trẻ không có thực lực thái tử giá lâm thời điểm mọi người đang nghị luận một tiếng nói vang lên và nhiếp vân bước vào nhìn thấy cái gọi là thái tử đám người trong đại điện cười lạnh thái tử điện hạ tiến vào đại điện một thái dám chào đón trên đại vị của đại điện có hai vị trí trong đó một điêu khắc cự long màu vàng toàn thân do hoàng kim chế tạo vàng son lộng lấy khí thế ngàn vạn một kim tọa ở dưới một chút nó hơi nhỏ hơn và không đại khí bằng đây là vị trí của bệ hạ đây là vị trí của thái tử Thái giám nhắc nhở Nhiếp Vân, Nhiếp Vân hiện tại vẫn chỉ là thái tử, không có kế vị thành hoàng đế, long ỷ ở giữa không phải muốn ngồi là ngồi, cũng chỉ có thể ngồi tại vị trí của thái tử, nếu không chính là xem thường quyền uy của hoàng gia. Sớm biết những quy củ này, Nhiếp Vân gật gật đầu, cũng không nóng nảy ngồi xuống, hắn đứng trong đại điện nhìn xuống. Trong đại điện có trên trăm vị đại thần, trừ mấy người số ít cung kính ra, còn lại đều dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, hơn nữa tư thế đứng thiên kỳ bách quái. Dường như căn bản không đặt thái tử hắn vào trong mắt. Trong tình huống bình thường, thái tử làm thái tử một quốc gia, lúc thái tử xuất hiện đám đại thần phải sợ hãi, hiện tại tốt rồi, chẳng có. Kẻ nào sợ hãi hơn nữa còn có xem thường, không cần nhìn cũng biết. Những người này không có người phục hắn. Ha ha, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười cười, nếu như hắn chưa làm qua hoàng đế, gặp chuyện này có lẽ không biết làm sao, hắn từ Đại Lục Khí Hải đi tới bây giờ, thân kinh bách chiến, hoàng đế, tông chủ, đệ nhất thiên hạ đều làm qua một đám đại thần muốn xem hắn chê cười nếu hắn không chế ngự được sẽ mất mặt nhìn vào chỗ thái tử ngồi quay người lại nhiếp vân trực tiếp ngồi lên vị trí của phổ thiên đại đế à hát hắn ngồi xuống làm thái giám nhắc nhở giật mình đám người trong điện sướng sở đứng nguyên tại chỗ đây không phải đang gây hấn với hắn mà là đang khiêu khích quyền uy của phổ thiên đại đế có y tứ người trong điện khiếp sợ không nhỏ trong một tòa cung điện trong phổ thiên đại đế đang lặng lẽ quan sát tình hình ngày đầu thái tử vào triều thì hắn phải quan sát muốn xem đối mặt với triều thần phản đối vị tân tấn thái tử này ứng phó thế nào nhìn thấy nhiếp vân không ngồi vào vị trí thái tử mà là trực tiếp ngồi vào vị trí của hắn ánh mắt của hắn sáng lên tiểu tử này có phách lực nguyên dương đế quân cũng cười nói nếu phổ thiên đại đế không đến ý tứ rất đơn giản cứ mặc hắn tùy tiện thi triển thủ đoạn nếu như ngay cả một vị trí còn bó tay bó chân hắn như vậy làm sao dẫn phổ thiên hoàng triều đi về hướng huy hoàng chính bởi vì như thế hai cường giả đế cảnh nhìn thấy hành động của hắn cũng không tức giận ngược lại cùng tán dương lớn mật vô lễ quá vô lễ lễ nghi chi đạo quốc chi trọng khí thân là thái tử lại ngồi lên vị trí của bệ hạ thật sự mất tư cách mau xuống đây người đây là mưu nghịch trong điện rất nhiều đại thần không nghĩ tới nhiếp vân sẽ làm động tác này bọn họ cau mày và hét lớn càng có mấy đại thần cười lạnh lúc này mấy người đứng trước không ngừng cười lạnh lúc này lạnh lùng nhìn về phía nhiếp vân giống như nhìn người chết. mấy người kia đều nhận ra nhiếp vân, người đứng trước là phụ thân nhĩ ngọc vương tử, là trần bắc vương đứng đầu trong các vương gia. ban đầu trong phủ đệ mừng thọ nguyên dương đế quân đã từng có ma sát, nhĩ ngọc vương tử còn tranh đoạt chỗ ngồi của nhiếp vân cho nên hai người cũng kết thù. lúc ấy trần bắc vương nói nhiếp vân hai câu, sau đó không được nể mặt nên ghi hận. giờ phút này hắn nhìn thấy nhiếp vân công nhiên không nhìn hoàng quyền cho nên tìm được cơ hội, hưng phấn đứng ra hét lên đứng bên cạnh hắn là nam hải vương phong giang vương hai người này chưa nói quen thuộc nhưng con của bọn họ lại phi thường nổi danh chính là đa ba vương tử và lưu mộc vương tử vốn bọn họ cho rằng hai người cũng xuất hiện trong cạnh tranh thái tử nằm mơ cũng không nghĩ tới hai người tiến vào vạn giới động thiên nhưng không đi ra mà thái tử lại là nhiếp phân bị người ta đoạt đi địa vị tôn sùng làm sao có thể có ấn tượng tốt với nhiếp phân thái tử điện hạ làm như vậy rất dễ dàng làm cho người ta phản cảm có người hưng phấn tự nhiên cũng có người lo lắng. Bình quốc vương gia phụ thân như hạ vương tử lo lắng. Yên tâm đi vương gia, điện hạ làm như vậy khẳng định đã tính trước, người không cần lo lắng. Một lời nói truyền âm bên tai bình quốc vương gia, quay đầu nhìn lại, đó là tân tấn quốc công Diệp Đào. Diệp Đào thay thế lão gia tử trở thành Diệp công tước, hắn có tư cách tham gia triều hội này. Trong đại thần trong đại điện, hắn quen thuộc với nhiếp phân nhất, thiếu niên trước mắt chưa bao giờ ăn thua thiệt, hắn làm như thế cũng có biện pháp giải quyết hơn nữa hắn là người trong điện biết rõ thực lực chân chính của nhiếp phân đường đường cường giả thiên đạo tồn tại mạnh nhất dưới đế cảnh nếu như không thể bãi bình đám người này thì chết cười người ta chỉ mong a à, bình quốc vương ra không biết những chuyện này chỉ có thể âm thầm gật đầu không nói thêm lời thái tử điện hạ người bây giờ chỉ là thái tử còn không phải hoàng đế ngồi trên bảo tọa của hoàng đế là bỏ qua thiên uy người tới thái tử bỏ qua thiên uy mù quáng tự đại đã xúc phạm quy củ hoàng triều còn không mau áp giải hắn xuống tiếng nghị luận chấm dứt chân bắc vương tê ến lên phía trước một bước và thét lên hắn là đệ nhất vương gia của phổ thiên hoàng triều quyền cao chức trọng hét lớn một tiếng hộ vệ càn hòa điện ứng lời tiến lên thân là thái tử không thể làm gương tốt ngược lại công nhiên mạo phạm thiên uy quả thực tội ác tài trời tội không thể tha thứ nam hải vương ta cũng đồng ý áp giải hắn xuống nếu có mạo phạm ta sẽ đích thân thỉnh tội với bệ hạ nam hải vương cũng tiến về phía trước một bước chương 3470, nhiếp vân phản kích thượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Phong giang vương ta tán thành, quốc gia vận chuyển chú ý quy củ, không quy củ không thành phương viên. Cho dù hắn là thái tử điện hạ cũng không thể như vậy. Phong giang vương cũng tiến lên phía trước, ba vương ra cùng mở miệng, hào khí trong đại điện đông cứng. Tất cả mọi người nghĩ sẽ làm khó dễ thái tử, nằm mơ cũng không. Nghĩ tới hắn trực tiếp như thế, lại ngồi vào vị trí của hoàng đế, trực tiếp mở miệng chụp mũ hắn mạo phạm thiên uy, hơn nữa áp xuống dưới, về sau mặc dù phổ thiên đại đế không so đo, trải qua chuyện này cũng sẽ hao tổn mặt mũi, không có tư cách và khí phách phục chúng. Song phương tranh đấu đã gây cấn ngay từ đầu, áp ta xuống dưới, nhìn chấn bắc phương gào thét, nhiếp vân nhìn sang, hắn cười lạnh. Không sai, thiên uy của bệ hạ không cho phép mạo phạm, người thân là thái tử càng phải tuân theo quy củ. Bằng không thiên uy mất sạch, mỗi người cũng có thể khiêu khích, làm sao có thể duy trì hoàng triều vận chuyển nói đến đây trấn bắc vương cười lạnh một tiếng thái tử điện hạ xin mời nếu như ngươi không đi ngươi bỏ qua pháp luật và kỷ luật hoàng gia đức hạnh có vấn đề mặc dù ngồi ở trên vị trí này cũng không có tư cách thừa na ẩn đại bảo bị người trong thiên hạ lên án a hát nói như vậy ta phải bị áp xuống dưới nhiếp vân nhìn qua không sai nếu thái tử điện hạ không thể làm gương tốt tuân thủ pháp luật và kỷ luật hoàng triều người trong thiên hạ làm sao phục ngươi làm sao thống nhất phân châu hiệu lệnh thiên hạ nam hải vương cũng cất cao giọng nói hắn nói đại nghĩa lẫm liệt trên mặt lại mang theo nụ cười tàn nhẫn nếu như ta không nói không để ý tới hắn nói nhảm nhiếp phân cau mày lên tiếng điện hạ là muốn bằng vào thân phận không tuân thủ quy củ vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân thái tử điện hạ cưỡng ép chống lệnh chúng ta không nói nữa nhưng về sau ngươi hiệu lệnh đừng mơ có người nghe theo phong giang vương cười lạnh lời này tương đương phơi bầy chân tướng, người không muốn bị bắt sao, vậy thì tốt, người nói chúng ta không nghe, nếu như thế còn muốn mọi người tin phục, nằm mơ đi. Ba đại vương giả trực tiếp ra oai phủ đầu với nhiếp vân, trực tiếp tướng quân ra trận. Lần này hỏng bét, binh quốc vương gia không nghĩ tới ba đại vương gia tàn nhẫn như thế, công nhiên vạch mặt, trên mặt vô cùng lo lắng. Vốn hắn cảm thấy vị trước mắt dù sao cũng là thái tử do bệ hạ xác lập, cho dù đám người chân bắc vương muốn phản đối, mặt mũi cũng phải nể tình, hắn không ngờ ba người này trực tiếp không để ý và quan tâm tới từ tình huống trước mắt một khi nhiếp phân bị áp xuống sẽ mất hết mặt mũi vị trí thái tử của hắn có thể không duy trì được hơn nữa còn bị định tội đại bất kính đám người trần bắc phương có thể công nhiên không tuân lệnh nếu như hắn thẹn quá hóa giận ra tay với trần bắc phương sẽ không có khí phách sát hại công thần bụng giả hẹp hòi không có khí độ đế vương không động thủ a bị đối phương bức ép như thế làm sao xuống đài bất kể nói thế nào Thái tử Điện Hạ vừa mới kế vị đã lâm vào phiền toái, không cách nào tự kiềm chế. Hắc hắc, quả nhiên là trò hay. Thái tử vẫn còn quá non, ba đại vương gia liên hợp, bệ hạ cũng phải cảnh giác ba phần, càng đừng nói tiểu tử miệng còn hôi sữa. Gia hỏa này không thể làm thái tử rồi, xem ra chúng ta cũng nên nhanh về nhà thôi. Đừng vội, ta sợ thái tử sẽ thẹn quá hóa giận trực tiếp động thủ với ba vương gia. Động thủ với vương gia, cho hắn 10 lá gan, ba đại vương gia công huân hiển hách, cũng bởi vì mặt mũi bị hao tổn mà động thủ, bệ hạ cũng không dám làm như vậy. Nếu hắn thật làm như vậy, vị trí thái tử của hắn cũng kết thúc, cũng làm lạnh tâm vô số tướng sĩ chiến đấu vì quốc gia, hoàng triều lâm vào hỗn loạn. Bệ hạ cũng sẽ không cho hắn làm như vậy, nhìn thấy ba đại vương gia liên hợp với nhau ra trận, thái tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế á khẩu không trả lời được, đám đại thần phía dưới cũng cười lạnh. Là nan đề, đứng trong một tòa cung điện khác, phổ thiên đại đế cũng nhìn thấy cảnh này và cười nhạt ta lại muốn xem nhiếp vân huynh đệ làm sao giải quyết vấn đề này. nguyên dương đế quân cười nói: ta không đi, các ngươi về sau không cần nghe lệnh ta. nhiếp vân cũng không cảm giác tính quan trọng của chuyện này, ngược lại cười nhạt một tiếng. không sai, người thân chính không làm cho đi, hắn thân bất chính, mặc dù làm cũng không theo. chúng ta với tư cách cao tầng hoàng triều càng phải làm gương tốt, không thể để ngươi làm bậy mà ảnh hưởng căn bản phổ thiên hoàng triều. chân bắc vương nói lời đầy chính nghĩa xem ba vị nói khí thế như thế có lẽ bản thân cũng tuân thủ điều lệ của hoàng triều a nhiếp vân hỏi đương nhiên chúng ta thân là vương gia dưới một người trên vạn người tự nhiên tuân thủ quy củ hoàng triều không dám có một tia vi phạm chúng ta cũng không phải quần thể đặc thù thân là thành viên của hoàng triều không có ai được vi phạm ba đại vương gia đồng thời nói đã như thế vậy là tốt rồi không để ý tới ba người nói nhảm nhiếp vân cười cười ngón tay bắn ra trong điện lập tức xuất hiện ba quyển sách vô số văn tự xuất hiện trên không trung. phổ thiên lịch 5 năm năm vạn chín ngàn tám mươi bảy ước ba đông Vân mộng Sơn đại tai hoàng triều chi tiền như sau: trấn bắc Vương chủ thụ lý chẳng những không có trấn an tai hỏa của dân chúng còn một mình bán lương thực ra ngoài phổ thiên lịch 5 năm năm vạn chín ngàn tám mươi bảy ước ba thu bách tà thư sinh làm loạn trấn bắc Vương tới tư thông minh định ám cử giới một mình cho ám cử vương bỏ chạy nuốt mất ám cử chi tâm La Tiên đảo chủ động chiêu hàng vì cướp đoạt La Tiên chân đan, cố ý chém giết La Tiên chân nhân, không cho chiêu hàng, làm cho đại quân Hoàng Triều tử vong ngàn vạn. Trộm bán cơ mật Hoàng Triều đổi lấy chân Anh Thạch. Trên sách không ngừng ghi chép chuyện của Trấn Bắc Vương những năm qua, trong đó điều khoản kỹ càng, càng có ghi chép các điểm nhỏ rõ ràng. Chỉ liếc mắt nhìn, sắc mặt Trấn Bắc Vương lúc này thay đổi. Được sưng đệ nhất phương gia, những năm qua trừ chinh chiến tứ phương, chỗ tốt cũng kiếm không ít hắn chỉ liếc mắt nhìn đã biết rõ phía trên ghi là sự thật, không có một chút sai lầm. Chương 3471, Nhiếp Vân phản kích hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lúc này hắn không ngừng run rẩy, vội vàng quay đầu nhìn về phía quyển sách khác, sau khi xem xong hắn biến sắc. Dưới phủ đệ 330 tầng của Phong Giang Vương có cung điện dưới mặt đất, phía dưới nuôi dưỡng vô số nữ quyến, dùng cung cấp dâm nhạc, những nữ đệ tử ưu tú của các tông môn mất tích trong các năm qua đều ở đây, danh sách như sau. Phong Giang Trang Viên ngoài Hoàng Thành có ám ngục, dùng trái tim người luyện chế quỷ minh đan. Long Giang Phong Địa phát hiện thần thạch mạch khoáng không báo cáo Hoàng Triều, một mình khai thác, đã tiếp tục 3.000 năm, phía dưới là ghi chép lưu thông và ghi chép khai thác số lượng thần thạch những năm qua. Cấu kết với chợ đen Hoàng Thành, bồi dưỡng sát thủ. Trong quyển sách này là tội danh của Trấn Giang Vương. Tuy hắn không biết là thật là giả nhưng từ sắc mặt tái nhợt của Trấn Giang Vương có thể nhìn ra những ghi chép này không phải ghi lung tung. Quay đầu nhìn sang bản cuối cùng, đúng như hắn đoán, nó ghi lại tội danh của An Nam Hải Vương những năm qua. Hắn tương đối quen thuộc Nam Hải Vương cho nên biết không ít chuyện của đối phương. Những chuyện này toàn bộ xúc phạm pháp luật và kỷ luật của hoàng triều, bắt lấy kẻ phạm tội liền tịch thu tài sản cả nhà. Bọn họ cho rằng làm rất cẩn thận gần như không có ai biết được. Vì sao Thái tử này biết? Hơn nữa còn biết kỹ càng như thế? Này, làm, làm sao có thể? Ta biết rõ chuyện là tiền đảo. Chẳng lẽ thực không phải bọn họ không muốn đầu hàng mà là. Chuyện ám cử vương đào tẩu ta cũng biết, lúc ấy ta đã hoài nghi, Trấn Bắc Vương tự thân xuất mã, vì sao có thể để hắn bỏ chạy, là thật hay sao? Nhìn sắc mặt của bọn họ hẳn là không giả, giả không giả rất dễ nghiệm chứng, chỉ cần bệ hạ tự mình thi triển. Thời gian hồi sóc rất dễ dàng phát hiện, nhìn thấy từng tội trạng ghi chép trong ba quyển sách đang lơ lửng trên cao, cả đại điện lặng ngắt như tờ, cả đám hai mắt nhìn nhau bọn họ nhìn thấy khiếp sợ trong mắt đối phương nếu như đây là thật thì nó quá đáng sợ ba đại vương ra công lao lớn nhất quả thực chính là ba đại sâu mọt khó trách hoàng triều những năm qua náo động như vậy thì ra là bọn chúng làm cái gọi là công huân đều là bọn chúng chọc ra cái sọt sau đó lại đi dọn dẹp việc này ánh mắt mọi người nhìn ba vương ra với ánh mắt ác liệt thái tử điện hạ có thể nhanh chóng tìm ra chứng cứ phạm tội của bọn chúng như thế loại thực lực này thật đáng sợ Xác nhận ghi chép trong sách là chân thật, những người khác cũng có cảm giác sợ hãi. Vốn cho rằng dễ dàng đối phó thái tử, vài câu có thể làm cho ba vương gia không ngẩng đầu lên được, không nghĩ tới hắn lại có thể ác hơn, trực tiếp tìm ra các chứng cứ tội trạng của đối phương. Có thể tìm được chứ cứ phạm tội của ba đại vương gia, như vậy có tìm được của bọn họ hay không? Thân là quan to hoàng triều, có ai bảo chứng mình sạch sẽ? Hừ, không có nghĩ đến những năm qua ta mặc kệ không hỏi tới lại có nhiều sâu mọt như thế sắc mặt phổ thiên đại đế âm trầm khi nhìn quyển sách hắn thân là cường giả đế cảnh cho nên nhìn một cái là biết thật hay giả những năm qua hắn vẫn bế quan không để ý tới triều chính không nghĩ tới hoàng triều lại có sâu mọt lớn như thế nếu như không phải uy nghiêm của hắn dày đặc tứ phương không dám tới phạm bằng vào đám sâu mọt này tồn tại chỉ sợ hoàng triều cũng xong rồi nơi có lợi ích khẳng định sẽ có chuyện này nguyên dương đế quân ngược lại không có cảm thấy bất ngờ ngược lại mỉm cười ta chỉ đang kỳ quái nhiếp vân tiểu huynh đệ làm cách nào nắm những tội chứng này trong tay. Xem xong mấy quyển sách này, có lẽ là sổ sách của ba vương gia, tất cả đều giấu ở nơi bí ẩn nhất, lặng yên không một tiếng động đạt được, cho dù là ta cũng không dễ làm. Ân, tiểu tử này thật sự có bản lĩnh, xem ra ta lo lắng lúc trước là dư thừa. Phổ thiên đại đế cũng gật gật đầu, trong nội tâm cũng rất kỳ quái. Những quyển sách này bằng vào cường giả đại đế như hắn, muốn đạt được có lẽ không khó, nhiếp vân chỉ là hoàng cảnh trung kỳ cho dù có được sức chiến đấu hoàng cảnh viên mãn cũng không làm được a hát nhiếp vân có được sức chiến đấu thiên đạo cảnh còn chưa lộ ra phổ thiên đại đế cũng không biết dù sao phải có thực lực áp chế thiên đạo mới có tư cách đi lại tự do trong thần giới nếu không không cần hắn ra tay thiên đạo cũng sẽ giáng thiên đạo trừng phạt diệt sát hắn ngươi ngươi ngậm máu phun người thái tử mà dám hồ môn loạn ngữ vua oan công thần hoàng triều này không ở lại cũng được nhìn thấy ánh mắt của mọi người trần bắc vương lập tức hiểu ra của bọn họ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên hắn thét dài sau đó lao ra ngoài. Người khác không biết ghi chép trong sách là thật hay giả, hắn tự mình biết tất cả đều là thực, một khi xác nhận những chuyện này và tội danh, cho dù hắn có một ngàn cái mạng cũng không đủ giết. Thừa dịp hiện tại bệ hạ không ở đây, rời đi mới là chính đồ. Chỉ cần bệ hạ không ra tay, hắn tự tin cả hoàng cung không ai có thể ngăn cản hắn. Muốn đi, hiện tại còn đi được sao? Người tới, bắt hắn cho ta. Bày ra tội danh, nhiếp vân làm sao để cho hắn rời đi như thế chứ vâng hộ vệ ngoài cung điện tràn vào đồng loạt vây quanh Trần bắc phương chỉ bằng vào đám người này mà muốn bắt ta nằm mơ nếu phổ thiên hoàng triều không muốn lưu ta ta cũng không lưu cáo từ nhìn đám người vây quanh trấn bắc phương lạnh lùng cười cười thân thể hắn như hóa thành ảo ảnh thoát đi biến mất trước mặt mọi người thâu thiên tá thọ cảnh đây là thực lực siêu việt hoàng cảnh viên mãn không nghĩ tới chân bắc phương che giấu sâu như vậy Đáng giận, một khi để hắn bỏ chạy, bằng vào hắn hiểu cơ mật của Hoàng Triều, về sau phổ thiên Hoàng Triều sẽ không có ngày yên lành. Nhìn thấy hộ vệ làm thành trận pháp không thể ngăn cản Trấn Bắc Vương mảy may, từ đó để hắn rời đi, rất nhiều đại thần trong đại điện ngơ ngác. chân Bắc Vương được xưng đệ nhất phương ra, hắn gần như khống chế triều cục phổ thiên Hoàng Triều, hắn biết rõ vô số bí mật, hôm nay hắn đào tẩu, chỉ cần phổ thiên đại đế không tự mình ra tay bắt thì khó ai có thể bắt được. Thậm chí có những bí mật này làm vốn liếng, các đại đế đối địch sẽ ra tay bảo vệ hắn. chương 3472, Bình Quốc Vương Tấn cấp 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Muốn đi, chẳng lẽ thực cảm thấy Hoàng Triều không có người, không để ý tới rất nhiều đại thần suốt ruột, nhiếp phân cười cười sau đó vươn tay nắm lấy. Âm âm âm, không gian trước mắt như bị xé rách, sau một khắc chân Bắc Phương đã trốn đi rất xa bị bao phủ như bánh trưng rơi xuống đại điện, cho dù giấy ruộng thế nào cũng không trốn được. Việc này,